Hạ Lực lại càng âm thầm đồng tình, bí mật phân tích hướng đi của tỉnh Tề sau này, hạ tưởng thắng lợi ở ba điểm. Một là nhân cơ hội đánh cho Hà Giang Hải một đòn, khiến một Hà Giang Hải ngạo mạn từ trước đến nay không hề cúi đầu, trong hội nghị thường vụ mặt đã biến sắc, giống như tự rước họa vào thân vậy. Hai là khiến cho Chu Hồng Cơ không thể cứ kéo dài mãi không chịu giải quyết trong vấn đề của Cục Quản lý ngành muối nữa, nhất định phải có những hành động cụ thể để chứng minh. Cuối cùng cũng là điểm mấu chốt, Tôn Tập Dân viện hết lý do này tới lý do khác để trì hoãn dự án của tập đoàn Đạt Tài, cuối cùng cũng phải thất bại với kế hoạch của mình. Như vậy, mà được xác định, Hạ Lực đã đưa ra ba kết luận, cũng chính là ba thắng lợi bên ngoài. Nếu Hạ Tưởng nói, còn có nhân tố chính trị ẩn chứa bên trong. Thứ nhất, vừa làm đảo lộn hoàn toàn hàng loạt các sắp đặt của Hà Giang Hải. Thứ hai, tỉnh Yến đem cái vụ án tham ô hối lộ của ngành muối hai tỉnh Tề Yến báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, thì có khác nào đá một con nhím vào chân long ra thành. Là con nhím, chứ không phải là trái sầu riêng. Còn tiện tay xóa bỏ lòng tham của nha nội, đồng thời không nặng không nhẹ mà đánh y một bạt tai, chẳng qua cũng chỉ là một sự việc tiện thể mà thôi. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không phải không lo lắng, cục diện đã thành công rồi. Nhưng kết cục của Vương Chi Phu thế nào hắn cũng không rõ. Trung ương khẳng định sẽ có cách, sợ rằng dù không công khai xử lý, cũng sẽ có xử lý nội bộ. Ba ngày sau, Ủy ban Nhân dân tỉnh chính thức tuyên bố ký thỏa thuận với Tập đoàn Đạt Tài. Tập đoàn Đạt Tài đầu tư 10 tỷ cho việc khởi công công viên địa chất ở Ngũ Nhạc là dự án chiến lược bất động sản của tập đoàn. Trong buổi họp báo, cánh nhà báo từ khắp mọi nơi trong cả nước đều ùn ùn kéo tới, đều rất hứng thú với cái dự án treo của tập đoàn Đạt Tài, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra. Mặc dù lúc đó cái băng ghi âm trên mạng được lắng xuống, chỉ còn một số nơi còn âm ỉ, phần lớn cánh nhà báo đều đặt những câu hỏi trực diện, cũng một vài nhà báo sợ thiên hạ không loạn nổi. Lại đem liên tưởng lại những gì đã qua giữa tập đoàn Đạt Tài và chủ tịch tỉnh Yến Tôn Tập Dân, để phanh phui vấn đề xảo trá. Cuối cùng đương nhiên bị người ta lễ phép mời ra ngoài. Sau đó, các công ty truyền thông lớn và các trang web đều đưa tin hàng loạt về thỏa thuận được ký kết giữa tỉnh Tề với tập đoàn Đạt Tài được đưa lên những vị trí rất bắt mắt, hoàn toàn che đậy được sự kiện băng ghi âm được bùng nổ cách đó không lâu. Mặc dù còn có một số giới truyền thông cá biệt khác cố ý nhấn mạnh thêm chút nữa, nhưng cũng chẳng thu hút được sự chú ý của công chúng. Thêm một ngày nữa, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề tổ chức họp báo báo cáo tiến triển vụ án tham ô hối lộ trong Cục Quản lý ngành muối xảy ra không lâu trước đây. Ngoài Cục trưởng Thang Thế Thành và Phó Cục trưởng Giải Thiếu Hải bị bắt giam và được giao cho Sở Tư pháp xử lý, Cục Quản lý ngành muối tỉnh còn xử lý một số cán bộ có liên quan. Tổng cộng có hơn 10 cán bộ với những cấp bậc cao thấp khác nhau được xử lý theo kỷ luật đảng và nhà nước. Về cơ bản, hệ thống cán bộ cấp trung của Cục Quản lý ngành muối tỉnh đều bị quét sạch một trận. Hai tin hot được tung ra hoàn toàn nâng cao hình tượng tích cực của tỉnh Tề. Trong khoảng thời gian ngắn, các công ty truyền thông đều đăng tải tin tức tỉnh Tề, các nội dung toàn là hướng về mặt tích cực. Khiến cho các bản tin tiêu cực thời gian trước gần như không còn. Mặc dù thỏa hiệp với Tôn Tập Dân và ra tay với Chu Hồng Cơ là thắng lợi của Hạ Tưởng trong chính trị. Nhưng công bằng mà nói, về mặt cứu vớt hình tượng tỉnh Tề và cứu vớt cục diện bị động tỉnh Tề, lại chẳng phải là thắng lợi của tỉnh ủy và nhân dân tỉnh Tề sao. Cho nên, mặc dù người đưa ra quyết định trên là lựa chọn bất đắc dĩ, ấm ức khó chịu, đồng thời cho rằng đó là một mất mát lớn, nhưng phần lớn tỉnh ủy tỉnh Tề đều thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm kích. Bởi vì một loạt các phương sách của Hạ Tưởng đã khiến cho tỉnh ủy tỉnh Tề vừa tiến hành cải cách đã thay đổi toàn bộ cục diện, cuối cùng không hề bị cư dân mạng chỉ trích và ai ai cũng đều thoải mái. Sau khi hàng loạt các sự kiện tan thành mây khói, tỉnh ủy tỉnh Tề tiến vào thời kỳ tương đối bình ổn, còn sự việc âm thầm không ai biết được, nhà nội rời đi, tuyên cáo sự kiện đầu tư của tập đoàn Thiên Giang tạm thời bị đình trệ. Còn ý đồ bắt tay với tập đoàn Đạt Tài của nhà nội bị tiêu tan hoàn toàn. Một sự việc càng nằm xa tầm mắt công chúng chính là, Hà Giang Hải bất ngờ yên tĩnh đi nhiều, tinh thần cũng sa sút rất nhiều. Giống như bệnh nặng khó qua vậy, cả người cứ như mất hồn trong một khoảng thời gian rất lâu. Sau đó liên tục tới Bắc Kinh mấy chuyến, nghe nói lại bí mật gặp Diệp Thiên Nam, mới lấy lại tinh thần, sức khỏe vì thế mà cũng tốt hơn. Còn về Chu Hồng Cơ qua một lần tẩy trừ đối với Cục Quản lý ngành muối tỉnh, không ngoài dự tính, trong vòng nửa tháng, y đã tới Bắc Kinh hai lần liên tiếp. Đương nhiên khi thông báo ra bên ngoài là đi báo cáo công việc với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, đối chất về việc tham ô hối lộ của Cục Quản lý ngành muối hai tỉnh Tề Yến.
nhưng kẻ thông minh đều biết rằng, Chu Hồng Cơ e rằng vừa báo cáo công tác với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, vừa tố khố với Văn phòng Nội các Chính phủ. Về Nội các Chính phủ trước tiên chẳng cần phải nói, Chu Hồng Cơ tự có đường kết nối, mà y cũng không giống như Tôn Tập Dân quá để tâm đến thái độ của Văn phòng Nội các Chính phủ khi lần thứ hai đến báo cáo công tác với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, y cũng chẳng gặp mặt với Nội các Chính phủ, mà là trực tiếp tới văn phòng của Long Gia Thành. Lần này tới Bắc Kinh cũng là lúc nóng nhất trong mùa hè, lại còn nóng nực hơn so với thành phố Lỗ. Mặc dù trong phòng lạnh có thể làm người ta tạm thời trốn cái nóng bức, nhưng đâu có phải lúc nào cũng được thế, ngồi lâu quá cũng không tốt chút nào. Sảng khoái nhất vẫn là những cơn gió mát mẻ tự nhiên. Văn phòng của Long Gia Thành ở tầng 2 lại đúng hướng gió, ông ta mướn thợ sửa lại các ô thông gió, gió từ cửa sổ thổi vào sau đó theo các ô thông gió tới văn phòng rồi lại theo cánh cửa chính tản ra. Bên ngoài cửa sổ là một cây liễu cao lớn, có cả dây thường xuân bao quanh đã tạo cho ta cảm giác trong lành rồi. Trong cơn gió tự nhiên ấy, Long Gia Thành và Chu Hồng Cơ say sưa đàm đạo. Ngồi điều hòa lâu, mệt lắm. Long Gia Thành thấy trên trán Chu Hồng Cơ lấm tấm mồ hôi, cười nói. Lúc trẻ, tôi cũng không chịu được nóng. Bây giờ trải qua nhiều việc rồi lại thấy thấm thía một câu nói tâm tính tự nhiên thoải mái. Nhưng... có rất nhiều đạo lý cần thể ngộ chứ không phải là cảm ngộ. Cảm ngộ không chân thực, thể ngộ được rồi, đó mới là nhận thức thật sự. Sau khi nói vài câu đạo lý, đề tài của Long Gia Thành cuối cùng vẫn là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đã tặng tôi một món quà, tôi vẫn cho rằng, sự việc lần trước đã xong rồi. Anh xem, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đều đem trả lại quà cáp, không làm không hưởng, nếu như lan ra ngoài, người khác ắt hẳn sẽ ác cảm với Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Không ngờ, lần trước mới chỉ là đĩa rau trộn, lần này mới là món khai vị cho bữa tiệc. Chỉ có hắn, mới khiến tôi đau đầu nhức óc tới vậy thôi. Chu Hồng Cơ cũng cười, vì khi Long Gia Thành nói chuyện dù cho khẽ nhíu mày nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi, chứng tỏ ông ta bực thì vẫn bực, thật ra vẫn là bất đắc dĩ nhiều hơn là tức giận. Quả thật, Hạ Tưởng lợi dụng việc hai tỉnh Tề Yến liên kết phá vụ án cục quản lý ngành muối, cố công tặng một món quà xa xỉ cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Mà nói chính xác là dành cho Long Gia Thành. Mối qua lại và ân oán giữa Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Hạ Tưởng, Chu Hồng Cơ thừa biết. Việc trả đòn của Hạ Tưởng, nếu để y đứng trên lập trường khách quan mà nói, thì y cũng từ chối cho ý kiến. Hoặc là thực tâm mà nói, thậm chí vẫn còn ngầm ủng hộ cách làm của Hạ Tưởng. Bởi vì ngay cả y cũng không vừa lòng với những chuyện xảy ra ở Tần Đường năm đó mặc dù cũng không phải tất cả những sự việc năm đó là ý đồ của Long Gia Thành. Việc Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến điều tra cục quản lý ngành muối của tỉnh, quan chức thất thế không ít hơn tỉnh Tề. Uy lực liên động của hai tỉnh không phải nhỏ, đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông nước ngoài, chỉ tiếc là truyền thông trong nước vì nguyên nhân nào đó nên đành im lặng. Vốn là một vụ án chống tham nhũng rầm rộ, vốn là một sự tấn công lớn đối với ngành sản xuất muối trong nước, nhưng vì im ắng của giới truyền thông mà công chúng hầu như chẳng hay biết gì. Công chúng mặc dù không rõ chân tướng, nhưng công của Hạ Tưởng không thể nào phủ nhận. Chu Hồng Cơ thật sự rất kính nể những gì Hạ Tưởng đã làm, nhất là sau khi y biết Hạ Tưởng là xuất phát từ việc công. Vì Ngô Nhược Thiên can dự vào ngành sản xuất muối của tỉnh Yến, vì sự thất thế của vô số những tham quan trong ngành, vì ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc đấu tranh chống tham nhũng của tỉnh Tề, bây giờ ngành sản xuất muối của tỉnh Yến là trọng tâm thanh lọc, các xí nghiệp trước kia ngừng sản xuất đã đi vào hoạt động sôi nổi. Trong khi đó, kim ngạch muối ăn mà tỉnh Yến điều phối từ tỉnh Tề lại giảm sút mạnh. Đứng về phía tỉnh Tề mà nói, kinh tế của tỉnh có những tổn thất nhất định. Nhưng đứng về phía tỉnh Yến mà suy xét, hoặc xuất phát từ lợi ích của người lao động ngành muối mà nói, giảm bớt sự điều phối của muối tư ở tỉnh Tề, có lợi trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho ngành sản xuất muối của tỉnh Yến phát triển, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn công nhân. Đồng thời với việc hàng trăm hàng ngàn công nhân có được hy vọng sinh tồn, chính là việc rất ngựa của hai ba chục quan tham của Cục Quản lý Ngành Muối hai tỉnh Tề Yến. Quan tham, lợi dụng quyền trong tay để chiếm đoạt tài sản quốc gia, xét cho cùng thì đó đều là mồ hôi nước mắt của bách tính trăm họ. Khi Chu Hồng Cơ điều tra chân tướng nhận ra trong sự việc này Hạ Tưởng chẳng tư lợi gì, đều là do công tâm, y cũng không thể khuôn bội phục với thái độ đó của Hạ Tưởng. Chấm, nhưng trở lại tình hình tỉnh Tề. Chu Hồng Cơ cũng đau đầu nhức óc, y vô cùng lo lắng vì lo sợ Hà Giang Hải vì liên tiếp thất bại mà không màng tất cả. Thậm chí, không từ thủ đoạn nào. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng hơn nửa tiếng,
Chu Hồng Cơ mới rời Ủy ban Kỷ luật Trung ương, lên đường trở về. Long Gia Thành đối với con nhím mà Hạ Tưởng đá tới cũng là bất đắc dĩ, có lúc cũng phải tuân thủ quy tắc, chẳng ai ngoại lệ cả, thế giới cũng phải xoay quanh theo những quy luật cố hữu, huống chi là quan trường. Đọ sức trong quan trường, tùy vào việc xem ai có thể vận dụng các quy tắc một cách hài hòa khéo léo để phát huy những cái vốn có. Nói trắng ra là cũng giống như chân đeo gông mà vẫn phải khiêu vũ, cũng đeo xiềng vào chân giống nhau, nhưng chắc chắn sẽ có người nhảy đẹp nhảy đúng hơn người khác. Trên máy bay trở về thành phố Lỗ, Chu Hồng Cơ luôn nghĩ, tình hình Tỉnh Tề sau này sẽ về đâu. Sau vụ dự án của tập đoàn Đạt Tài, sau khi Hạ Tưởng giải quyết dứt điểm vấn đề của Cục Quản lý Ngành Muối, Hà Giang Hải vẫn còn có thể tung ra chiêu thức gì? Hà Giang Hải của hôm nay, hoàn toàn đã bước vào giai đoạn phòng hộ, chính là cơ hội tốt nhất thừa thắng xông lên và đánh sụp gã. Liệu có nên chung mâm cùng Hạ Tưởng, cùng bàn luận thật chu đáo xem bước tiếp theo phải làm gì để đối phó với Hà Giang Hải? Xét theo tình hình trước mắt, nếu tiến một bước để củng cố địa vị ở Tỉnh Tề, chứng tỏ được quyền uy thì việc ra tay với Hà Giang Hải là lựa chọn thông minh. Là một chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của không ít quan chức cao cấp, y chỉ có thể xử lý một cục trưởng Cục Quản lý Ngành Muối, lại phải dưới sự tác động của Hạ Tưởng, chứ không phải sức mạnh của một mình y, cho dù cũng coi như có thành tích, nhưng cũng không quá hiển hách. Chu Hồng Cơ cũng không phải là người phiêu lưu mạo hiểm, nhưng trong xương tủy vẫn rất ham hố chính trường. Dù sao y không thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở địa phương như Hạ Tưởng, y lần đầu tiên rời khỏi Bắc Kinh, nên rất cần có thành tích. Điều khiến y thích nhất vẫn là hoạt động chính trị rầm rộ dẹp loạn năm đó ở Sơn Thành. Điều đáng nhớ chính là vụ chống tham nhũng của Hạ Tưởng ở tỉnh Tương. Nếu như ở Tỉnh Tề, y cũng có thể quật ngã vài nhân vật có máu mặt trong tỉnh, nhất định sẽ là tấm gương sáng trong việc chống tham nhũng. Nhưng hành động này tất nhiên sẽ đắc tội với thế lực chính trị phía sau các quan chức tội lỗi đó. Nhưng nguyên tắc trên chính trường và thương trường đều giống nhau, anh muốn chiếm lĩnh thị trường nhất định phải giành được phân mức thị trường. Chỗ thì nhiều, thị trường lại đảo điên như thế, mà ai cũng muốn ngồi ghế tốt. Người muốn ngồi thì nhiều lắm nhưng ghế thì chỉ có một, phải làm sao đây? Đương nhiên phải tranh giành nhau thôi. Phải nên thương lượng với Hạ Tưởng rồi. Chu Hồng Cơ tranh thủ chợp mắt, nhưng tâm trí sớm đã ở thành phố Lỗ, và dừng lại trên người lệnh truyền chí. Nghĩ tới việc Hạ Tưởng khi ở tỉnh Tương cũng hất cẳng phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kỷ luật kiêm giám đốc sở giám sát. Y liền có tâm tư khác lạ, bởi vì lệnh truyền chí lúc nào cũng thách thức quyền uy của y, đã khiến y không thể khoanh tay đứng nhìn. Tỉnh Tề đã tháo gỡ được rất nhiều vấn đề, nhưng vẫn còn không ít vấn đề nan giải. Ví dụ như kế hoạch điều chỉnh nhân sự mới sắp được đưa ra, lại như vấn đề của Vương Chi Phu. Sau khi sự việc xảy ra, Vương Chi Phu rất quang minh chính đại mà thừa nhận mọi việc là do một mình gã làm, không liên quan gì đến người khác, chủ động nhận sự phê bình của tỉnh ủy và chịu mọi trừng phạt của Trung ương. Nhưng sau khi tỉnh ủy báo cáo, ban tổ chức cán bộ lần nữa không trả lời, lại thêm việc kháng cáo của Triệu Mẫu Đơn và Chu Trấn Ba có treo mà chưa quyết, v.v. Còn có rất nhiều những loạt đạn nguy hiểm hơn chỉ trực chờ có tín hiệu từ bên trong và sẵn sàng bắn trả bất cứ lúc nào. Điều làm Chu Hồng Cơ lo lắng nhất là, Hà Giang Hải gần đây có những biểu hiện bất thường, không còn tiếp xúc với thế lực thân quen trước đây, ông ta gần như không có lấy một động tĩnh gì, mà lại lặng lẽ đầy khiêm nhường. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc, Chu Hồng Cơ hiểu rằng Hà Giang Hải không dễ dàng buông tay như thế. Hơn nữa Hà Giang Hải hoàn toàn chưa thương tổn đến gốc gác. Một thế lực bản địa hùng hậu vẫn còn đó thì sao lại chịu thua? Như vậy có phải chứng tỏ một điều, ông ta đang tỏ ra mình thật thảm hại để lừa bịp Hạ Tưởng, rồi đang âm thầm bố trí đòn phản kích? Nhưng vấn đề là Hà Giang Hải còn có thể dùng cách nào để phản kích? Trừ phi, chẳng biết Chu Hồng Cơ nghĩ gì, bỗng dùng mình, xuống máy bay, liền bấm máy gọi cho Hạ Tưởng xin một cái hẹn. Phó Bí Thư Hạ, tôi vừa về, lập tức tới tỉnh ủy. Tối nay chúng ta có thể gặp nhau không? Chu Hồng Cơ nói vẻ rất cấp thiết. Trái lại, Hạ Tưởng rất điềm tĩnh. Tôi bận mất rồi, chủ nhiệm Chu, 2 ngày nữa được chứ? 2 ngày nữa, Phó Bí Thư Hạ đang đùa sao, thật sự bận như vậy? Chu Hồng Cơ nói tiếp. Tôi có một chút ý kiến trong việc thế cục bước tiếp theo, muốn trao đổi một chút với Phó Bí Thư Hạ. Nói tới như vậy rồi, Chu Hồng Cơ tin chắc Hạ Tưởng đã hiểu ý y. Mặc dù y đã từng có thời gian dao động, nhưng trên thực tế y vẫn chưa chính thức bắt tay với Hà Giang Hải.
còn khoảng cách với Hạ Tưởng, chưa từng được tính là xa. Không ngờ Hạ Tưởng vẫn thủng thẳng. Quả thật không được, chỉ có thể sau 2 ngày nữa thôi. Chủ nhiệm Chu, hiện tôi không ở thành phố Lỗ. Chu Hồng Cơ sững người. Giờ tôi có chút việc riêng ở thành phố Yến, có thể phải nán lại đây 2 ngày, có chút việc riêng. Hạ Tưởng gác máy, lắc đầu cười. Chu Hồng Cơ cũng là người thông minh, đã nhận ra con đường mà Tỉnh Tề đi nên đã kịp thời dựa vào hắn. Được, thế lại hay, có hoài bão cao xa. Chỉ cần có chí tiến thủ và thực sự tâm huyết, mới có cơ sở để tiếp tục hợp tác. Chẳng sợ Chu Hồng Cơ một dạ hai lòng, chỉ sợ y không có chí tiến thủ. Về cục diện sau này của Tỉnh Tề, Hạ Tưởng hiển nhiên có cái nhìn thấu đáo hơn Chu Hồng Cơ, và hẳn nhiên cũng đã vạch ra hướng đi cả rồi. Hà Giang Hải trước sau vẫn là thế lực chống đối lớn nhất cần đề phòng, đó là sự thật 10-10. Mà Hà Giang Hải không cam tâm quy phục, bề ngoài chịu lui là để che giấu tâm tư của ông ta. Về điều này thì Hạ Tưởng rõ hơn ai hết. Nhưng Hà Giang Hải cũng chẳng có hành động gì đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng có một chút động tĩnh nhỏ, như giúp Triệu Mẫu đơn hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ, không muốn giải nguy cho Chu Trấn Ba, v.v. Luôn luôn đứng đầu đó lần tìm chỗ đột phá, rất có vẻ không đạt được thì quyết không buông tay. Tất cả mọi hành động của Hà Giang Hải mặc dù không nằm trọn trong dự tính của Hạ Tưởng, nhưng cái đích trọng yếu của ông ta thì Hạ Tưởng đã tường tận chân tơ kẽ tóc, nên gần như đã đề phòng mọi nơi, không sợ Hà Giang Hải đánh lén từ phía sau. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không xem nhẹ Hà Giang Hải, không cho rằng ông ta chỉ biết tạo một chút ầm ĩ nhỏ chứ không thể làm gì được. Không bao giờ khinh địch là nguyên tắc đầu tiên của Hạ Tưởng. Hắn không lo Hà Giang Hải sẽ dở trò gì, mà lo cho sự an nguy của Lý Đinh Sơn. Sự kiện Hồ Đại Minh lần trước, luôn ám ảnh hắn dai dẳng như một căn bệnh kinh niên. Về vụ án Chu Trấn Ba và Triệu Mẫu Đơn, hoàn tất mọi thủ tục và chờ sau khi hắn về tới thành phố Lỗ thì sẽ có kết quả cuối cùng. Lần này về thành phố Yến cũng nằm ngoài dự tính, mặc dù không có gì đặc biệt nhưng cũng không thể thiếu hắn. Thực ra là có 2 việc phát sinh, một là Tiếu Côn xảy ra chuyện, và việc nữa là với tình trạng của Hạ An. Là em trai duy nhất của Tiếu Giai, Tiếu Côn muốn thâm nhập thị trường máy tính. Việc kinh doanh và tình hình gần đây của y luôn là mối quan tâm của Hạ Tưởng. Vì Tiếu Giai là người phụ nữ âm thầm bên hắn, chính tấm lòng của cô đã khiến cho Hạ Tưởng cảm động, cho nên Tiếu Côn cũng là một trong những người khiến cho hắn có đôi chút bận tâm là lẽ dĩ nhiên. Vẫn còn có một điều khiến Hạ Tưởng khá hài lòng về Tiếu Côn đó là, Tiếu Côn xuất thân từ nông thôn, sau khi tới thành phố Yến, mặc dù kinh doanh ngày một thuận lợi, nhưng đối nhân xử thế vẫn như trước. Không kiêu căng ngạo mạn. Không đắc ý vênh váo, không tự cho mình là giỏi, hơn nữa từ trước đến nay cũng chưa từng ỷ thế Tiếu Giai để mong nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Đối với bản chất thấy người sang bắt quàng làm họ của nông dân, thậm chí còn có suy nghĩ thấy lợi mà không lấy chính là ngu ngốc, sắc mặt ghê tởm, chỉ biết ngửa tay xin người khác, Hạ Tưởng đã nhận thức được điều này từ kiếp trước. Càng là người an phận càng khiến Hạ Tưởng thán phục, mấy năm gần đây Tiêu Côn tối mặt tối mũi, lập nghiệp từ việc buôn rau ở tỉnh Yến. Sau đó quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, rồi phát triển thành chuỗi siêu thị. Đồng thời bắt đầu cung cấp hàng cho hệ thống các chuỗi siêu thị lớn, đến bây giờ tổng tài sản đã lên tới gần 100 triệu nhân dân tệ. Ở thành phố Yến, cũng coi là nhà doanh nghiệp có tiếng tăm rồi. Tiếu Côn có chuyện, không phải do mâu thuẫn của anh ta với người khác trong kinh doanh, cũng chẳng phải có rau gì, trái gì và các loại nước ép trái cây gì đặc biệt gây khó dễ anh ta. Công ty của anh ta phát triển tới hôm nay. Cái gì gọi là những mánh lưới làm ăn mờ ám, sớm đã quen mắt đồng thời cũng đã dẹp yên hết rồi. Nếu đến hôm nay sự việc nhỏ như vậy còn kinh động đến Hạ Tưởng, thì đừng nói anh ta ngại làm phiền Hạ Tưởng, mà bản thân cũng tự thấy mình không còn mặt mũi nào nữa. Sự việc phát sinh khi Tiếu Côn và Tập đoàn Xuyên Quốc gia xảy ra tranh chấp thương mại. Sau khi việc kinh doanh của Tiếu Côn mở rộng, nếu chỉ dựa vào bán sỉ thì không thể khiến anh ta thỏa mãn tham vọng anh ta hòng theo đuổi. Thế là bắt đầu cung cấp hàng cho các siêu thị lớn. Thành phố Yến có 2 chuỗi siêu thị lớn, một là siêu thị Giai Gia do Phùng Húc Quang khống chế cổ phần thuộc tập đoàn siêu thị đa quốc gia Gia Lạc Phúc, một là siêu thị Nam Gia vốn là siêu thị lâu đời ở thành phố Yến. Siêu thị Gia Lạc Phúc đi theo con đường xây dựng thành tập đoàn quy mô lớn, trong toàn thành phố cả thảy có 6 siêu thị, mỗi siêu thị đều có kho hàng riêng, thậm chí có cả hình thức các trung tâm thương mại Plaza. Trở thành một hình thức đặc biệt ở thành phố Yến, và luôn là lá cờ đầu trong ngành siêu thị.
mà siêu thị Nam Gia luôn luôn hướng tới con đường chậm mà chắc, là đại biểu của siêu thị bản địa, thành quả mà siêu thị Nam Gia giành được là áp dụng sách lược nơi nơi nở hoa. Diện tích kinh doanh của mỗi siêu thị không lớn, nhưng bày bán đủ thứ, gần như cứ cách một đoạn là có một siêu thị, thậm chí một hai khu dân cư đã có một siêu thị. Trong toàn thành phố, ít nhất cũng có tới 3-40 siêu thị. Siêu thị Gia Lạc Phúc và Nam Gia là hai hệ thống siêu thị lớn cạnh tranh nhau khốc liệt nhất ở thành phố Yến, thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để thu hút khách. Trong khi Tiếu Côn vừa bán rau cho siêu thị Nam Gia vừa bán cho Gia Lạc Phúc. Rau quả bán trong các siêu thị thì lợi nhuận rất ít, nhưng thắng ở số lượng lớn, nếu suôn sẻ, cũng là một con đường không thể thiếu để mở rộng thị trường. Sự hợp tác ban đầu giữa Tiếu Côn với siêu thị Gia Lạc Phúc và Nam Gia khá thuận lợi. Mặc dù Gia Lạc Phúc có sự ngạo mạn của tập đoàn xuyên quốc gia lớn, như tính tiền chậm, trừ nhiều loại phí, v.v. Nhưng Tiếu Côn dựa vào thực lực và chữ tín, vẫn luôn vui vẻ hợp tác với siêu thị Gia Lạc Phúc. Còn hợp tác với siêu thị Nam Gia thì khỏi phải nói, vì là siêu thị bản địa nên mọi vấn đề đều thu xếp khá ổn thỏa. Đang êm ấm, bỗng nhiên xảy ra chuyện, sự việc không phải từ phía Tiếu Côn, mà là từ phía siêu thị Gia Lạc Phúc. Hoặc nói chính xác, căn nguyên xuất phát từ chỗ có một siêu thị chuyên cung cấp rau quả mới khai trương ở thành phố Yến, là siêu thị Viễn Quang. Siêu thị Viễn Quang từ miền Nam tới và là một siêu thị danh tiếng toàn quốc với rau quả tươi, rẻ lại ngon và chất lượng phục vụ. Sau khi khai trương siêu thị chuỗi đầu tiên ở thành phố Yến, Tiếu Côn đã thấy đó là cơ hội, rất nhanh chóng ký kết hiệp định cung cấp hàng hóa với siêu thị này. Kết quả là đã chọc giận siêu thị Gia Lạc Phúc, do đó đã dẫn tới tranh chấp thương mại. Hạ Tưởng không ngờ lại tham gia vào vụ tranh chấp thương mại của siêu thị Gia Lạc Phúc, nhưng cũng không biết được, vô tình lại mở ra cánh cửa lớn trong cả chính trị và kinh tế. Thực ra sau khi siêu thị Carrefour tiến vào thành phố Yến thu mua siêu thị Giai Gia, những bước đi tiến lên vẫn rất vững chắc, vừa có lối suy nghĩ bảo thủ vốn có của người Pháp, không thể thích ứng với sự sôi nổi quá mức và quan niệm tiêu thụ mang tính mở cửa của người trong nước, cũng có yếu tố ngạo mạn của tập đoàn đa quốc gia tự cho tài trí hơn người ở bên trong. Tóm lại một câu, 53 năm sau khi siêu thị Giai Gia của Phùng Húc Quang bị siêu thị Carrefour thu mua, phân ngạch thị trường giảm mạnh, cùng lúc đó, cũng chính là 53 năm quật khởi của siêu thị Nam Gia. Việc này càng tiếp diễn, những ngày tháng của Carrefour tại thành phố Yến không hề dễ dàng. Cũng chính vì vết xe đổ của Carrefour, siêu thị Walmart đầu tiên ở thành phố Yến vẫn luôn có ý đầu tư, thỏa thuận đã ký 3 năm rồi, cứ kéo dài không hề khởi công xây dựng, chính là không mấy lạc quan với tiền đồ. Nếu cứ muốn nói câu thẳng thắn, cảnh ngộ của tập đoàn đa quốc gia tại thành phố Yến, tình hình của thành phố Yến chưa hẳn đã có ý nghĩa rộng lớn, nhưng cũng không phải là trường hợp đặc biệt, ít nhất có thể nói rõ một bộ phận vấn đề là gieo gió gặt bão, là tự chuốc họa vào thân. Nói thế nào nhỉ, nếu chỉ đơn giản phân tích từ góc độ kinh tế, trong nước đối với thu thuế thu nhập tất cả cửa hàng bán lẻ, đồng thời cho đại quân quản lý đô thị vây quét các quầy hàng lẻ tẻ, thành phố ở đằng sau vẻ đẹp tô son điểm phấn, dường như đã gọn gàng sạch sẽ được thôi, một vài người dân sống dựa vào quầy hàng sẽ sinh tồn như thế nào tạm thời không nằm trong phạm vi thảo luận, bởi vậy cung cấp điều kiện thuận lợi to lớn cho sự sinh tồn của siêu thị loại lớn. Sau đó, các siêu thị đa quốc gia liền dồn dập đổ bộ lên các thành phố vừa và nhỏ, từng bước xâm chiếm thị trường bán lẻ đầu cuối. Bởi vì siêu thị loại lớn có nhà kinh tế, có thể có cách trốn thuế hợp lý, cộng thêm việc nắm giữ quyền phát ngôn của thị trường bán lẻ đầu cuối, do đó có thể đè thấp giá thành của nhà sản xuất. Bởi vậy, sau khi siêu thị đa quốc gia thâm nhập vào, giai đoạn đầu tiên đều sẽ xây dựng ưu thế giá cả. Có một câu nói sao ta ngày vui ngắn chẳng tày gang đúng. Đợi sau khi phần đông cửa hàng vừa và nhỏ dồn dập đóng cửa, bị thu nhập từ thuế của đất nước mình cộng thêm sự đè ép của siêu thị loại lớn cướp đoạt sinh tồn, ai nắm giữ thị trường bán lẻ, người đó sẽ có quyền định giá, nói cách khác, với nguồn hàng, đè giá thành nhà sản xuất, với đầu ra, nâng cao giá tiêu thụ. Là tập đoàn đa quốc gia, sau khi chiếm lĩnh thị trường, sẽ lộ ra mặt dữ tợn, ngoài việc há miệng nuốt gọn lợi nhuận của nhà sản xuất thượng du, còn không chút khách sáo cướp đoạt lợi nhuận từ tay người tiêu thụ cuối cùng, dùng một hình tượng so sánh chính là, dưới sự cổ vũ và cho phép của chính sách quốc gia, cưỡi lên cổ nhà sản xuất để đánh vào mặt người tiêu thụ. Lại đổi câu nói khác, người nước ngoài trong nền kinh tế thị trường, sớm nắng chiều mưa, đem nhà sản xuất thượng nguồn và người tiêu thụ hạ du đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đương nhiên, nói câu càng khó nghe hơn,
rất nhiều chính quyền địa phương cũng bị chơi cho quay mồng mồng nhưng chẳng có một chính quyền địa phương nào sẽ thừa nhận, cũng giống như cái lý một minh tinh đã kết hôn mười mấy năm vẫn không chịu thừa nhận đã kết hôn vậy. Còn may, sách lược của Carrefour tại thành phố Yến ngay lúc đầu còn xem như thành công, chỉ có điều sau đó bị chiến thuật chim sẻ của siêu thị Nam ra đánh cho đại bại, lại sau khi trải qua mấy lần kích cầu giả dối bị đưa tin vạch trần, danh tiếng xuống dốc không phanh, đã bước lên con đường đổ dốc. Ngày tháng của Carrefour tại thành phố Yến như cụ bà mừng năm mới hiện nay vậy, năm này thua kém năm kia, nhưng suy cho cùng lạc đà gầy ốm còn lớn hơn ngựa, còn có thể miễn cưỡng duy trì, gắng gượng không đổ. Thực ra nếu theo dự đoán về thế cục của Hạ Tưởng, Phùng Húc Quang năm đó đem cổ phần bán cho Carrefour chính là một sai lầm lớn, huống hồ còn mất đi quyền khống chế cổ phần. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn siêu thị dai ra náo nhiệt một thời từ sau khi treo biển siêu thị Carrefour lên, làm ăn xuống dốc diện lớn. Nhưng Carrefour cũng không hề rút ra kinh nghiệm xương máu, ngược lại tiếp tục cứng rắn, thật đúng với một câu châm ngôn nghèo mà ngang. Nghèo mà ngang không quan trọng. Quan trọng là siêu thị Carrefour lợi nhuận trượt dốc diện lớn lại không suy nghĩ tìm cách nâng phân ngạch thị trường, lấy lại người tiêu dùng, ngược lại ngày càng táo tợn bóc lột nhà cung cấp, tiến thêm một bước chèn ép lợi nhuận nhà cung cấp, có hơi quá mặt dày. Hơn nữa ai cũng tính toán, đến mấy đồng tiền từng cân rau quả cũng tính lên cả người tiêu côn. Nếu là tính ít thì cũng cho qua, tiêu côn không dễ vì chuyện nhỏ mà làm phiền Hạ Tưởng. Kết quả là tiêu côn cung cấp gần 10 tấn rau và 3 tấn trái cây cao cấp cho Carrefour trong mấy tháng, tổng số tiền là hơn 5 triệu, ép hết nửa năm tiền hàng. Lúc y đi thanh toán lại được cho hay, bởi vì các loại hạng mục thu phí, như quốc khánh nước Pháp, như ngày lễ nước Pháp, như nâng cao phí vào bãi, như nâng cao tỷ suất hao tổn, v.v., cuối cùng tính lại, tiêu côn còn nợ Carrefour 18.000 đồng. Tiêu côn từng bị Lưu Manh Du đã ức hiếp, từng bị thuế vụ công thương ức hiếp, cũng từng bị quản lý thành phố ức hiếp, vẫn thật sự chưa từng bị người nước ngoài ức hiếp, y vừa đưa hàng vừa chịu mệt, trước sau bươn chải cả nửa năm, kết quả còn phải thối lại Carrefour 18.000 đồng, thật sự xem y như thằng ngốc. Xin lỗi, y không có giác ngộ làm thằng ngốc, ai thích làm thì làm, miễn đừng khiến y làm người coi tiền như rác là được. Tuy nhiên Tiêu Côn biết Carrefour là tập đoàn đa quốc gia, là doanh nghiệp bảo vệ trọng điểm của thành ủy ban nhân dân thành phố. Công thêm việc người ta là người nước ngoài, y thật đấu không lại, nghĩ tới nghĩ lui, thật sự nuốt không nổi cái giận này, liền đem ngọn nguồn sự việc nói cho Tiếu Giai. Tiếu Giai liền chuyển tới Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa nghe cảnh ngộ của Tiếu Côn liền tức giận bất bình, tỏ vẻ quan tâm ngay. Hạ Tưởng lập tức quyết định ra tay không chỉ vì Tiếu Côn bị ức hiếp quá dữ dội, một nguyên nhân quan trọng là, hắn đã sớm nghe qua cách quản lý nội bộ hỗn loạn của Carrefour, cùng với muôn vàn hành vi không tốt trong nước. Hơn nữa còn tự mình trải nghiệm một lần kích cầu giả dối thu khoản hàng rởm giá cao. Còn một điểm, việc này cũng khiến Hạ Tưởng nhạy bén phát hiện tất cả điểm vào, chính là trong lúc bố cục thế lực gia tộc gia tăng lũng đoạn các ngành nghề trong nước, các công ty đa quốc gia cũng tiến hành thâm nhập kinh tế trong nước. Hơn nữa độ lớn mạnh, bố cục sâu, bắt buộc phải tăng cảnh giác, nếu không, quyền định giá trên thị trường và thị trường tiêu thụ đầu cuối hoàn toàn nằm trong tay người khác nắm giữ, hậu quả không thể tưởng tượng. Mạch máu nền kinh tế ở đâu? Không phải động một tí là bất động sản mấy trăm triệu một tỷ, cũng không phải là thu phí quốc lộ dài nhất nhiều nhất thế giới, mà là thị trường tiêu thụ đầu cuối, là thị trường bán lẻ hướng tới dân chúng bình thường nhất, bởi vì, dân chúng mới là nền tảng của quốc gia, là gốc rễ, là phần tử cơ bản nhất của quốc kế dân sinh. Người dân Trung Quốc rất nghèo, ngoài việc tiền lương không tăng, tiền điện nước tăng hàng năm, còn được mệnh danh là thua xa nước ngoài. Ủy ban kế hoạch và phát triển chưa từng đề cập thu nhập bình quân người dân đối với thế giới đếm ngược còn nhanh hơn đếm thẳng. Một đất nước lẩn quẩn trong vòng nghèo khó ngày ngày đua thu phí với các quốc gia phát đạt Âu Mỹ, còn mặt dày hơn nữa mới có thể nói ra khỏi miệng. Ngày tháng của dân chúng còn không bằng con số đẹp mà đối ngoại quốc gia công bố, chỉ từ việc lương thực và rau quả vừa tăng giá, dân chúng liền lập tức bịt kín ví tiền là có thể đưa ra kết luận. Nếu quyền quyết định giá cuối cùng nhất nằm trong tay người khác, sản phẩm phụ nông nghiệp cũng vậy, rau quả trái cây cũng vậy, là ngày mà dân xem cái ăn như trời, tăng một hào một xu, chính là việc lớn ghê gớm, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của nền kinh tế quốc dân. Không tin thì thử xem, nếu rau quả tăng gấp 10 lần, thịt trứng tăng gấp 10 lần, đừng nói giá nhà sẽ theo đó mà giảm bởi vì chẳng còn ai mua nữa, tất cả thị trường tiêu dùng trong nước bao gồm các thị trường kim ngạch lớn như xe hơi, đều sẽ tiêu điều trong chốc lát.
Trong tất cả các tiêu dùng, chỉ có riêng cái ăn, là tiêu dùng cơ bản nhất cũng là cần thiết nhất, nếu giá thành thức ăn và đồ dùng hàng ngày quá cao, nguy cơ nguy hại tiêu dùng gây ra sẽ vô cùng lớn. Là siêu thị tiếp xúc gần gũi nhất với người dân, quyết định giá cả cao thấp trên mức độ hợp lý. Bởi vậy giai đoạn hiện tại không chỉ Carrefour mọc lên như nấm ở các nước, Walmart cũng đang không cam lòng đi sau công thành chiếm đất, tranh giành đến cao điểm. Hiện giờ, số lượng chi nhánh của hai tập đoàn đa quốc gia trên ở trong nước đã vượt trên 200 căn. Hạ Tưởng biết với sức của một mình hắn, ảnh hưởng không nổi đến quyết sách quốc gia, cũng không ngăn nổi sự bành trướng đầu tư nước ngoài và bước đi như tầm ăn lên thị trường trong nước, nhưng cũng giống như vấn đề muối ăn, có thể nắm được một điểm, có thể lợi dụng quyền lực và sức ảnh hưởng hiện tại của hắn, với điểm này mà vào, làm một cuộc tấn công chính trị trong lĩnh vực kinh tế. Mặt khác còn có một cách nghĩ không tiện nói rõ là, không cần nghĩ cũng biết, bước đi bành trướng của tập đoàn đa quốc gia trong nước nhanh như vậy, hơn nữa ở mọi nơi đều là thế như trẻ tre, tất nhiên có quan hệ mật thiết với sự ủng hộ của cao tầng. Rốt cuộc là kẻ ủng hộ của thế lực bên nào nấp sau lưng phụng sự cho tập đoàn đa quốc gia hoang hành vô lối. Hạ Tưởng tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng tin rằng cùng với việc hắn thiệp vào chuyện của Tiếu Côn, tất nhiên sẽ dẫn tới sự bắn ngược. Cứ chờ mà xem là được. Nếu chỉ có một chuyện của Tiếu Côn, Hạ Tưởng chưa hẳn sẽ vội vàng đến thành phố Yến, còn có một việc xảy ra, thúc đẩy hắn khởi hành, cùng Tào Thù Lê nhanh chóng trở về thành phố Yến. Là việc lên chức của Hạ An xảy ra chút chuyện. Con đường lên chức của Hạ An, vẫn cứ coi như là thuận lợi, Hạ Tưởng ngoài mặt không mấy lo lắng, thực ra vẫn cứ giữ trong lòng. Mấu chốt quan trọng để Hạ An thăng chức từ cục trưởng lên phó giám đốc sở, xảy ra chút chuyện, hắn không ra mặt nữa, thì không được. Chủ yếu cũng là có người ức hiếp Hạ An, cho rằng Hạ An không có chỗ dựa vững chắc gì ở tỉnh Yến, liền muốn gạch tên Hạ An. Sau khi biết chuyện, Hạ Tưởng tuy tức giận, lại vẫn cười, hắn còn chưa nói gì, Tào Thù Lê lại không cam, hổn hển tỏ vẻ nếu Hạ Tưởng không ra mặt, cô sẽ về thành phố Yến tìm người. Tào Thù Lê vẫn luôn quan tâm đến người nhà Hạ Tưởng, rất ý thức việc làm vợ Hạ Tưởng, dáng vẻ cô thở hổn hển rơi vào mắt Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng vừa buồn cười, lại cảm động. Bởi vì Tào Thù Lê chưa từng vì chuyện của Tào Thù Quân mà tức giận trước mặt hắn, bây giờ vì Hạ An, quả thật là nóng vội. Là thiên kim của tỉnh ủy, Tào Vĩnh Quốc lại làm quan ở tỉnh Yến nhiều năm, Tào Thù Lê cũng quen biết một vài bậc chú bác ở tỉnh ủy tỉnh Yến, nhưng đa số không phải là nhân vật số một, nói cho cùng, vẫn phải Hạ Tưởng ra mặt mới được. Trở lại thành phố Yến, Tào Thù Lê bỏ lại Hạ Tưởng, đi đến tỉnh ủy. Nói ra Hạ Tưởng quen Tào Thù Lê hơn 10 năm rồi. Thật chưa từng thấy cô vì chuyện gì mà cầu xin người khác. Vốn muốn ngăn cô, sau đó nghĩ lại cũng là tầm chân tình của cô, liền để cô đi cho rồi. Hạ Tưởng lại không đi tỉnh ủy, mà đến thành ủy thành phố Yến, gặp Phu Phồn Nhiên bí thư thành ủy thành phố Yến. Lúc nhận được điện thoại của Chu Hồng Cơ, hắn đang cùng Phu Phồn Nhiên nhàn nhã ngồi uống trà, là bạn cũ lâu năm, đã lâu gặp mặt Phu Phồn Nhiên, vừa gặp, cũng không có cảm giác gì xa lạ. Uống trà xong. Nói chuyện phiếm xong, ôn chuyện cũ xong, Hạ Tưởng đi vào vấn đề chính. Bí thư Vu, có một chuyện muốn nhờ anh giúp. Phó bí thư Hạ khách khí rồi, cần giúp đỡ gì? Trực tiếp nói là được rồi. Phu Phồn Nhiên thấy Hạ Tưởng nghiêm chỉnh trịnh trọng, cho rằng có chuyện lớn gì. Không ngờ chuyện của Hạ Tưởng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, quả thực khiến ông ta giật mình rất nhiều, lại vô cùng nghi hoặc không hiểu phó bí thư Hạ sao lại có thú thanh nhàn như thế. Thú thanh nhàn của Hạ Tưởng chỉ là biểu tượng, giống như đạo lý võ thuật trong thơ ca, dụng tâm tầng sâu của Hạ Tưởng, trong bước đầu đưa ra vấn đề, cũng không nói rõ với Phu Phồn Nhiên. Cũng không phải cố ý giấu giếm được Phu Phồn Nhiên, mà là hắn không thể xác định sẽ nhất định phát hiện vấn đề. Phu Phồn Nhiên thời gian ở thành phố Yến không ngắn nữa rồi, bước tiếp theo hẳn là hành động, không phải đi tỉnh Yến mà là rời khỏi tỉnh Yến. Thân là lực lượng trung kiên của nhà họ Ngô, tuổi ông ta không lớn. Tiền đồ còn rất rộng mở. Thân là bạn cũ bao năm của Hạ Tưởng, Phu Phồn Nhiên nhìn Hạ Tưởng là chủ tịch quận Hạ Mã năm đó, từng bước thăng lên vị trí cao. Từ cục trưởng một đường bước không ngừng lên đến phó tỉnh của hiện tại, thời gian không mấy năm đã theo kịp ông ta. Quả thực khiến ông ta vô cùng khâm phục con đường thăng quan của Hạ Tưởng, mà những gì Hạ Tưởng làm càng khiến ông ta kính nể. Con người Phu Phồn Nhiên rất truyền thống, trong tính cách có mặt cứng cỏi và cố chấp. Hơn nữa cách đối nhân xử thế rất có nguyên tắc. Thời gian mấy năm ở thành phố Yến, danh tiếng rất không tồi, theo sát Trần Phong năm đó,
so với Thôi Hướng quả thực mạnh hơn không ít. Thành phố Yến dưới sự thống trị của Vu Phồn Nhiên, hiện lên sự phồn thịnh quang vinh. Là cánh cửa lớn phía nam cuối cùng bảo vệ xung quanh Bắc Kinh Thiên Tân, thành phố Yến mấy năm gần đây khiêm tốn và cụ thể hơn, bước đi rất vững chắc, thành tích của Vu Phồn Nhiên rất được Trung ương khẳng định. Ở vị trí phó tỉnh cũng được vài ba năm rồi, khả năng bước tiếp theo lên chủ tịch tỉnh rất nhỏ, cần phải mài giũa thêm vài năm ở cấp phó tỉnh, vị trí lý tưởng nhất chính là phó bí thư tỉnh ủy. Cũng chính là nói, bước tiếp theo nếu vận tác thích đáng, thì có thể cùng ngồi cùng ăn với Hạ Tưởng là đương nhiên. Ngẫm lại cũng là bất đắc dĩ, vài năm trước, Hạ Tưởng ở trước mặt ông ta cần sự ngưỡng mộ. Hôm nay của vài năm sau, ông ta cần phải bỏ ra sự cố gắng rất lớn mới có thể đuổi kịp Hạ Tưởng, sự gặp gỡ trong cuộc đời thật khiến người ta cảm khái thợ thủ công có cuộc sống khác nhau. Sau một hồi cảm khái lại nghe Hạ Tưởng mời ông ta cải trang vi hành, quả thực đã khiến ông ta giật mình kinh hãi. Vừa thấy Hạ Tưởng vẻ mặt cười yếu ớt, dường như là có chuyện tốt gì đó mà không khỏi cười nói. Được thôi, nếu như lời vàng của Phó Bí Thư Hạ đã nói, tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Tưởng thấy so với trước kia, Vu Phồn Nhiên khách sáo hơn với hắn rất nhiều. Ngẫm lại cũng không biết làm thế nào, dù sao với thân phận Phó Bí Thư tỉnh ủy của hắn, đã trang trí thêm cho hắn rất nhiều quầng sáng. Nếu hắn quá khách sáo ngược lại sẽ có vẻ dối trá mà xa lánh, liền nói. Tốt tốt, nhưng tôi nói trước, thứ nhất, chúng ta cải trang vi hành thì phải thật là cải trang vi hành. Không mang theo thư ký và lái xe, càng không có phóng viên. Thứ hai, cố gắng thể hiện giống như một người dân bình thường, mới có thể thực sự thâm nhập vào trong quần chúng để hiểu thêm về cuộc sống khó khăn của họ. Vu Phồn Nhiên thấy hứng thú, ông biết Hạ Tưởng khẳng định không nhà đến mức vô vị mà đi diễn trò khôi hài này, nhất định có sở pháp tầng sâu. Nếu Hạ Tưởng không nói rõ, ông ta dứt khoát không hỏi nhiều, dù sao Hạ Tưởng sẽ không hại ông ta. Vì thế, ai cũng không tưởng tượng được đó là, Phó Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Tề Hạ Tưởng, từ thành phố Lỗ xa xôi trở về thành phố Yến, việc lớn không làm, ngược lại cùng với Bí Thư Thành ủy thành phố Yến Vu Phồn Nhiên, ngồi trên một chiếc xe riêng không bắt mắt, đi vào quảng trường mua sắm siêu thị Carrefour. Vu Phồn Nhiên chưa bao giờ được hưởng thụ sự đãi ngộ với quy cách cao như thế, ông ta là cán bộ cấp phó tỉnh không sai, nhưng Phó Bí Thư tỉnh ủy đảm nhiệm lái xe vẫn là lần đầu tiên. Tuy nhiên đợi Hạ Tưởng dừng xe xong, ông ta sau khi vừa xuống xe ngẩng đầu nhìn, không khỏi ngây người. Trong nháy mắt nghĩ ra điều gì Carrefour ở trước mắt, hẳn là một năm trước giá hàng tăng lên quá nhanh, là nơi thủ tướng đột kích thị sát Bí Thư Hạ chọn nơi này, hay là có dụng ý tầng sâu nào đó. Vu Phồn Nhiên tuy là Bí Thư Thành ủy, thường xuất hiện trên TV, nhưng bây giờ ông ta cố ý ăn mặc bình thường, lại đơn giản gọn nhẹ, cùng Hạ Tưởng giống như hai người bình thường bước vào siêu thị. Giữa đám người, thật sự không ai có thể nhận ra hai người đi lướt qua vai họ, có một người chính là quan phụ mẫu của mấy triệu dân thành phố Yến. Đi vào siêu thị, Hạ Tưởng thẳng đến quầy rau quả và đồ tươi sống, Vu Phồn Nhiên đi theo phía sau, không khỏi thầm nghĩ, Bí Thư Hạ quan tâm đến quốc kế dân sinh là chuyện tốt, nhưng hình như là quan tâm hơn đến siêu thị thành phố Lỗ. Dù sao bây giờ hắn là Phó Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Tề không thể không nói, Phó Bí Thư Hạ của hôm nay có chút núi cao mây xa. Cũng may Vu Phồn Nhiên vô cùng tín nhiệm Hạ Tưởng, cũng an tâm mà theo sau Hạ Tưởng, cũng muốn xem đường đường là Phó Bí Thư Hạ có mánh khóe gì. Hạ Tưởng dường như bày ra chính là tư thế đi dạo siêu thị, nhìn đông, nhìn tây, nhìn xong rau xanh nhìn sang hoa quả, nhìn xong hoa quả lại nhìn sang đồ đông lạnh, ước chừng đi nửa tiếng đồng hồ. Sự nghiêm túc trong thái độ, một chút cũng không phải là cưỡi ngựa xem hoa mà thăm nom, càng khiến Vu Phồn Nhiên thầm lấy làm kỳ lạ. Phó Bí Thư Hạ từ thành phố Lỗ xa xôi đến thành phố Yến, lẽ nào là vì tưởng nhớ lại một chút thời gian đã từng đi mua sắm ở siêu thị Carrefour? Đương nhiên không phải, Vu Phồn Nhiên cũng chỉ là trêu ghẹo chút mà suy nghĩ. Cuối cùng, Hạ Tưởng dừng lại ở trước một quầy đồ tươi lạnh, không đi tiếp nữa, mà say sưa nhìn rất lâu. Có cái gì cổ quái phải không? Vu Phồn Nhiên tiến gần đến nhìn, thấy ánh mắt Hạ Tưởng nhìn vào hai loại thịt tươi trong quầy tươi lạnh trước mặt. Một chỗ ghi rõ là thịt lợn loại thường, giá 15 tệ 5 lạng. Một loại khác là thịt lợn sạch, giá 250 tệ 5 lạng. Vu Phồn Nhiên hiển nhiên rất lâu rồi quan tâm đến những chuyện nhỏ của quốc kế dân sinh, cho dù ông ta cũng nghe báo cáo công tác, hiểu về hướng đi của giá cả trên thị trường, nhưng khẳng định không nhớ được giá chính xác của thịt lợn. Cho nên vừa thấy đã giật mình kinh hãi. 5 lạng thịt nạc 250 tệ,
cũng quá thái quá rồi, dù là thịt lợn sạch, cũng không thể quý như vàng được. Quả thực là giết người không dao. Theo tôi, 250 tệ 5 lạng, đúng là coi người ta là đồ ngốc mà. Hạ Tưởng lần đầu tiên nghe được Phu Phồn Nhiên nói ra lời trêu đùa, cũng ha hả cười. Tuy nhiên cũng không thể nói như vậy, chi phí nuôi lợn sinh thái hữu cơ cao, mua đắt một chút cũng bình thường. Lại đây, tôi mua hai loại, mỗi người 5 lạng. Phu Phồn Nhiên vui vẻ. Không phải thành hai kẻ ngốc sao? Hạ Tưởng ha hả cười. Không sợ, không sợ. Chỉ cần trong lòng là kiên định niềm tin ta là người có tiền, không phải kẻ ngốc sau đó sẽ không sao nữa đâu. Phu Phồn Nhiên bị lý lẽ lệch lạc của Hạ Tưởng nói đến mức không còn lời nào để nói. Lẽ nào cậu bảo tôi lãng phí thời gian nửa ngày, chỉ là để mua một cân thịt lợn sao? Hạ Tưởng không trả lời, đem hai loại thịt loại chia làm hai phần, sau đó trả tiền và đi. Hai vị đường đường là quan lớn cấp phó tỉnh, đi một vòng trong siêu thị, tiêu phí hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cắt hai cân thịt lợn nạc. Nói ra giống như chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng lại là chuyện thật xảy ra 100%. Khi thực sự ra đến cửa siêu thị, thấy bộ dạng Hạ Tưởng xách theo mấy cân thịt thật sự buồn cười, Phu Phồn Nhiên cười nói. Phó Bí Thư Hạ, ý của anh có phải là buổi trưa muốn tôi mời anh ăn thịt nướng phải không? Hạ Tưởng lắc đầu thần bí mà cười. Tôi mua thịt không phải là để ăn, mà là điều tra rõ một chân tướng. Sau đó, Hạ Tưởng mới nói toạc móng heo ra suy nghĩ thật sự của mình. Phu Phồn Nhiên sau khi nghe xong, ngây người sửng sốt, sau đó đầy ý vị mà cười. Quả nhiên bị anh tính kế rồi. Tôi đã biết, một phó bí thư tỉnh ủy như anh, đâu có thú thanh nhàn mà đi dạo siêu thị chứ. Thú thanh nhàn đôi khi nên có, vẫn phải có. Hạ Tưởng lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa. Thân là cán bộ cấp cao của đảng, nếu chỉ biết ngày ngày mở họp và làm báo cáo, chỉ biết ngồi ở văn phòng ký tên xem tài liệu, càng ngày càng xa với cuộc sống nhân dân. Cái nghe được và nhìn thấy được đều là những biểu hiện giả sau khi đã bị người bên dưới lược bỏ, tất cả mọi việc phải đích thân mình nhìn thì mới rõ ràng. Phu Phồn Nhiên tràn đầy cảm xúc nói. Nói rất đúng, trên giấy tờ đều rất nông cạn. Trở lại thành ủy, các chuyên gia liên quan dưới sự thông báo của Phu Phồn Nhiên, đã vào vị trí, mang mấy cân thịt của Hạ Tưởng đi. Trong thời gian Hạ Tưởng tiếp tục cùng Phu Phồn Nhiên uống trà nửa tiếng đồng hồ, chuẩn bị đi ăn cơm, kết luận của các chuyên gia đã có thịt lợn sạch và thịt lợn bình thường đều giống nhau, đều chứa chất tạo nạc. Cũng chính là nói, cái gọi là thịt lợn sạch hữu cơ, chỉ đơn giản là cách nói lừa dối, cái muốn chính là sống chết mặc bay, hoặc có thể châm biếm mà nói, ai mua thì người đó là đồ gà mờ. Phu Phồn Nhiên sắc mặt thay đổi, lúc này yêu cầu bên kiểm tra chất lượng kiểm tra nghiêm ngặt vấn đề thịt lợn trong toàn siêu thị Carrefour, cần phải trả cho dân chúng một công đạo, không thể để cho tập đoàn liên quốc gia bắt nạt khách, vào trong nước còn dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Phu Phồn Nhiên vừa mới buông điện thoại của Hạ Tưởng vang lên, là Ngô Thiên Thiếu gọi. Hạ Tưởng lần này đến thành phố Yến, nói là chuyện riêng, kỳ thật cũng là công tư trọn vẹn đôi đường. Tuy nhiên cũng không cho Ngô Thiên Thiếu đi cùng, giữ Ngô Thiên Thiếu ở lại thành phố Lỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm bắt được hướng đi mới, đồng thời một khi có việc có thể đúng lúc xử lý. Ngô Thiên Thiếu báo cáo tiến triển mới nhất với Hạ Tưởng, qua điều tra thực tế, cái gọi là thịt lợn sạch đang tiêu thụ ở siêu thị Carrefour ở thành phố Lỗ cũng có thành phần chất tạo nạc. Hơn nữa Ngô Thiên Thiếu tay cũng khá nhanh, đã điều tra ra nơi cung cấp hàng. Nơi cung cấp hàng đã thừa nhận, cung cấp thịt lợn cho siêu thị toàn bộ đều là thịt lợn thường, chứ không phải là thịt lợn sinh thái gì, nói là hiểm độc càng hình tượng. Hạ Tưởng không kiêng dè Phu Phồn Nhiên, Phu Phồn Nhiên ở một bên đã nghe hết nội dung cuộc nói chuyện một cách rõ ràng nhất, lắc đầu nói. Hóa ra anh sớm đã có mưu tính rồi, hai nơi nở hoa, nói đi, Phó Bí Thư Hạ, muốn đạt tới hiệu quả gì? Phía thành phố Yến khẳng định không có vấn đề, sẽ cố gắng phối hợp với thành phố Lỗ. Hạ Tưởng ha hả cười. Trước tiên xin cảm tạ Bí Thư Vu đã ủng hộ công tác của tôi muốn nói, thành phố Yến không phải phối hợp với thành phố Lỗ, mà là thành phố Yến là chiến trường chính. Ngày thứ hai, các truyền thông lớn của thành phố Yến bắt đầu đưa tin, siêu thị Carrefour bán hàng nhái lừa bịp khách hàng. Sau đó, bên kiểm tra chất lượng đã đột kích kiểm tra tất cả các siêu thị Carrefour trên toàn thành phố, nhằm vào các loại nâng cao giá cả, hành vi lừa gạt khách hàng đã tiến hành xử phạt, trong vòng một ngày đã viết hóa đơn phạt 5 triệu tệ. Lập tức khiến cho toàn bộ thành phố chấn động.
vẫn chưa tính xong, đồng thời vào lúc này, ở thành phố Lỗ cũng truyền ra tin tức tương tự, siêu thị Carrefour của thành phố Lỗ cũng vì giá cả lừa gạt và hàng nhái đã bị xử phạt, trong đó có một siêu thị bởi vì cùng lúc có thêm vấn đề chất lượng về thang máy, bị lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Tỉnh Yến và tỉnh Tề hai nơi liền nhau cùng lúc xảy ra vấn đề siêu thị Carrefour, cùng với siêu thị Walmart liên tiếp trong nước có hành vi lừa gạt giá cả tương tự hình thành hô ứng, trong thời gian ngắn, tin tức trong nước đưa tin như nước thủy triều. Theo sau, sự tình tiếp tục lên men, tiếp tục sôi trào, hình thành một vòng đợt sóng tấn công, cũng càng làm cho Hạ Tưởng chuẩn bị không kịp chính là, nhân vật phía sau màn cùng ngày đã vội vã mà hiện thân. Rất nhiều thời điểm, chân tướng đều giấu ở sau lưng tin tức, là xem có phải có đôi mắt trí tuệ đi phân biệt hay không. Tin tức đưa tin, TV tuyên truyền, không lúc nào là không hướng về công chúng lộ ra những sự thay đổi lặng lẽ của chính sách, cùng với những biến đổi lớn đang sắp đến. Nếu là người có trí, là người có độ mẫn cảm chính trị nhất định đồng thời giỏi về phân tích vấn đề, nhất định có thể từ sự việc xảy ra gần như đồng thời ở hai nơi mà đoán được điều gì. Cho dù không tiếp xúc được với tin tức trung tâm, cũng ít nhiều có thể đưa ra một kết luận, siêu thị Carrefour khả năng đã đụng đến lợi ích của nhân vật lớn gì đó. Hạ Tưởng tự nhận không phải là nhân vật lớn gì đó, Carrefour cũng không đụng đến lợi ích cá nhân của hắn, sự kiện của Tiếu Côn không tính, nếu chỉ vì giải quyết vấn đề của Tiếu Côn, chỉ cần Vu Phồn Nhiên ám thị một chút, lập tức sẽ có người chào hỏi với Carrefour, phía Carrefour không nói lời nào mà tính sổ với Tiếu Côn, cái hắn muốn chính là nhằm vào sự công chính của dân chúng bình thường, là ước nguyện ban đầu giống như hắn khai đao với muối ăn. Đồng thời, là ai ở đằng sau giúp đỡ công ty liên quốc gia từng bước như tầm ăn thị trường bán lẻ đầu cuối ở trong nước. Kết quả điều tra xâm nhập cụ thể phía thành phố Lỗ, tạm thời vẫn chưa biết được, phía thành phố Yến bởi vì có Vu Phồn Nhiên đích thân phê chỉ thị, hành động nhanh chóng mà quyết đoán, trực tiếp điều tra ra nhà cung cấp hàng hóa. Đồng thời tạm giam hình sự đối với nhà cung cấp này, mà quảng trường Carrefour cũng trực tiếp bị lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Càng ly kỳ chính là, mấy chi nhánh Carrefour khác cũng điều tra ra vấn đề tương tự, nhà cung cấp hàng tuy khác nhau, nhưng vấn đề thịt lợn dởm tương tự lại không có chút khác biệt, nên đã chứng minh một điểm, vấn đề không phải ở nhà cung cấp hàng, bởi vì nhà cung cấp hàng không có quyền định giá, mà vấn đề ở chính bản thân siêu thị. Nói cách khác, là siêu thị lòng dạ hiểm độc. Tập đoàn Liên Quốc gia từ nơi không xa vào trong nước, không phải đến vì vật lộn với sóng gió kinh tế thị trường miễn phí con đường truyền thụ kinh tế cho chúng ta, mà đến để kiếm tiền. Nếu như nhìn lâu dài một chút, kiếm tiền vẫn là chuyện nhỏ, mà hơn thế nữa tập đoàn Liên Quốc gia cũng không thoát khỏi bản chất của nhân tính không lợi không làm. Không sợ kiếm tiền, có sợ là sợ cái phía sau kiếm tiền, còn có mục đích chính trị không thể cho ai biết. Chớ quên, bất kỳ tập đoàn Liên Quốc gia nào cũng đều là bộ phận cấu thành của tập đoàn lợi ích chính trị. Nếu thị trường bán lẻ đầu cuối bị người ngoài khống chế, trên cơ bản mạch máu kinh tế bị người khác nắm giữ. Giống như cách nói vì việc này mà chúng ta ngưỡng mộ chính là nhà máy thế giới, kỳ thật càng hình tượng mà hình dung là nhà máy huyết hãn thế giới thì thích hợp nhất. Bởi vì một sản phẩm kỹ thuật số, nếu người nắm giữ thương hiệu có thể kiếm $300, thì nhà cung cấp linh kiện có thể kiếm được $150, mà làm một cơ sở chế tạo trong nước thay thế công xưởng, lợi nhuận trên cơ bản trong vòng $1. Sự chênh lệch lớn, nhìn thấy mà ghê người, không vì cái khác, chỉ bởi vì bạn là người công nhân làm việc ở tầng thấp nhất, mà người khác là ông chủ và nhân viên kỹ thuật. Chiến tranh kinh tế không thấy khói thuốc sớm đã khai hỏa khắp nơi trong nước, chỉ có điều nhiều chính quyền địa phương vẫn chìm đắm trong giấc mộng GDP không thể tự kiềm chế, ngoài xây nhà chính là sửa đường. Không biết, nhà xây xong rồi, đường sửa xong rồi, tăng trưởng kinh tế sẽ vô lực đến sau, bởi vì nhà và đường sẽ không sáng tạo ra giá trị mới và cơ hội có công ăn việc làm. Hạ Tưởng sau khi cùng ngày thúc đẩy một cuộc chiến tranh kinh tế không thấy khói thuốc ở thành phố Yến, lặng kẽ từ biệt Vu Phồn Nhiên, trở về ngôi nhà đã xa cách bao lâu. Buổi tối, hắn hẹn gặp Cao Tấn Chu. Tiến triển về sau của sự tình, Hạ Tưởng không quan tâm quá nhiều, tin rằng cùng với sự xâm nhập của truyền thông, phía Carrefour sẽ biểu lộ ra một thái độ. Nếu không, tiếp tục đánh tới, không tin đã đến Trung Quốc, còn muốn lấy thái độ cao ngạo và từ trên cao nhìn xuống mà ức hiếp dân chúng. Đều coi dân chúng là sơn dương bất cứ lúc nào cũng có thể kè một đao vào cổ. Xin lỗi, trong phạm vi Hạ Tưởng có đủ khả năng, hắn không đồng ý. Nguyên nhân bởi vì trong nhà lâu không có người tới lui, bởi vì mùa hè,
một mình ở nhà cũng có chút lạnh lẽo. Bận rộn một ngày, đã có chút mệt rồi, Hạ Tưởng đợi trước đợi sau không thấy Tào Thù Lê trở về, bất chi bất giác đã ngủ lúc nào không hay. Dù sao sự tình đã có mở đầu, tiếp theo phát triển như thế nào, đại khái cũng có quy luật có thể theo. Thực tại không cần hắn quan tâm quá nhiều, bước tiếp theo, hắn giải quyết vấn đề của Hạ An, là có thể ung dung trở về thành phố Lỗ. Hơn nữa, Hạ Tưởng cho rằng có Tào Thù Lê ra mặt, một chút việc nhỏ của Hạ An, hẳn là giải quyết dễ dàng, thậm chí không cần hắn mở miệng với Cao Tấn Chu. Ngủ một giấc rất ngon, nói ra hắn rất lâu không ngủ chưa rồi. Vừa tỉnh dậy, liền phát hiện trời đã nhá nhem tối, nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, cách thời gian hẹn Cao Tấn Chu chỉ còn một tiếng. Hạ Tưởng liền vội vàng dậy, qua loa rửa mặt, bỗng nhiên mới phát hiện không đúng, hình như trong nhà có người. Cô bé Lê đã trở về. Xoay người đi vào thư phòng nhìn, quả nhiên, cô bé Lê một mình đang ngồi chỗ mà hắn hay ngồi. Tựa cằm, bĩu môi, đang ngồi ngẩn ngơ xuất thần một Hạ Tưởng đã quen với tính cách của cô vừa nhìn đã biết cô bé Lê đang giận. Không cần nghĩ, khẳng định là gia quân bất lợi. Hạ Tưởng ha hả cười nói. Bà xã, có việc khó gì mà mặt co mày cáo thế, nói cho chồng biết đi. Tào Thù Lê đừng nghĩ là thiên kim của bí thư tỉnh ủy kiêm phu nhân của phó bí thư tỉnh ủy, nhưng một chút thái độ của bà lớn cũng không có. Trước mặt Hạ Tưởng vẫn giống như năm đó, cô bĩu môi, lắc lư cái đầu, không thèm để ý đến Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tiếp tục cười. Khẳng định là vấn đề của Hạ An có trắc trở rồi, phải không? Anh đã nói, em để anh ra mặt mới được, em lại không nghe. Chính trị, xin mời phụ nữ đi ra cho. Khúc khích một tiếng, Tào Thù Lê cuối cùng cũng cười rồi. Miệng lưỡi trơn tru, đâu có giống một phó bí thư tỉnh ủy chứ, em thấy anh giống cán bộ thôn hơn. Cười xong, lại nhíu mày. Bây giờ thực sự ân tình mỏng như tờ giấy, hai, thôi bỏ đi, không nói nữa, càng nói càng thấy tức. Tào Thù Lê tính tình luôn rất nhạt, Hạ Tưởng từ ngày quen cô đến nay, rất ít khi thấy cô vì một chuyện mà giận lâu như thế, trên cơ bản cơn giận đến là tiêu ngay sau đó, chưa bao giờ hết đêm. Hôm nay quả thực có tức giận, xem tình hình, một mình ngồi trong thư phòng rất lâu rồi. Quan hệ của Tào Vĩnh Quốc ở tỉnh Yến, bây giờ trên cơ bản đều là chức phó, cấp sở chiếm đa số, trên cấp phó tỉnh không thể nói không có, nhưng rất ít. Nếu ngay cả chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương Kiềm đã từng cộng sự với Tào Vĩnh Quốc ở tỉnh Tây cũng tính vào, ủy viên thường vụ tỉnh ủy và Tào Thù Lê có thể nói chuyện được, hẳn là có Trương Kiềm và bí thư đảng ủy công an Mã Kiệt. Nhưng có thể nói chuyện được là chuyện chốc lát, có thể mở miệng hay không, hoặc ngại hay cô ngại mở miệng, sau khi mở miệng có tác dụng hay không, đều là các nhân tố cần phải suy xét trước khi mở miệng. Bởi vì liên quan đến nhân sự, với quan hệ bình thường thì không làm gì được. Còn có một điểm, cho dù đối phương vui vẻ giúp đỡ, có thể giúp bao nhiêu cũng khó mà nói, bởi vì cho dù là Trương Kiềm hay là Mã Kiệt, quyền phát ngôn trên vấn đề nhân sự đều không lớn. Khởi đầu đã bày ra một đống khó khăn, biểu hiện trên mặt trông giống như quả mướp đắng vậy, đến nỗi vậy sao? Người đi trà lạnh cũng không cần rõ ràng như vậy đúng không? Phụ lòng cha năm đó đối xử với ông ta như vậy, còn đề bạt qua ông ta. Thật là lòng người khó đoán, quay đầu liền quên gốc. Tào Thù Lê thở hổn hển nói. Phí công em gọi ông ta vài câu chú. Là ai? Hạ Tưởng cũng rất hiếu kỳ Tào Thù Lê đã tìm ai. Bởi vì bình thường mà nói, Tào Vĩnh Quốc vẫn ngồi trên ghế quan lớn, nếu đối phương đã từng chịu ân huệ của Tào Vĩnh Quốc, bình thường cũng sẽ nể mặt, không đến nỗi từ chối dứt khoát như thế. Huống chi thân phận của Tào Thù Lê đặc biệt, hơn nữa, không nể mặt Tào Vĩnh Quốc, cũng phải nể mặt hắn. Với mạng lưới quan hệ của hắn ở tỉnh Yến, vẫn có người lên mặt trước mặt Tào Thù Lê, Hạ Tưởng rất ít khi ỷ thế ăn hiếp người, hôm nay thực sự có chút không nỡ với bà xã rồi. Hơn nữa lại là chuyện của Hạ An, nên quyết định quan tâm đến cùng. Trần Vũ Thiên. Trần Vũ Thiên là ai? Hạ Tưởng sửng sốt, bỗng chốc nghe nhầm ra Trần Thiên Vũ, nghĩ lại thấy không đúng, làm sao có thể là Trần Thiên Vũ, tuy nhiên Trần Vũ Thiên là ai, hắn thật sự chưa nghe nói qua. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tào Thù Lê trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, hình như có ý kiến rất lớn với việc Hạ Tưởng không biết Trần Vũ Thiên là ai. Phân công quản lý khảo hạch cán bộ, cũng là nhân vật thực quyền. Năm đó là cộng sự cùng ba, quan hệ cũng xem như không tồi. Từ cục trưởng thăng phó giám đốc sở là một cánh cửa mấu chốt,
thậm chí có thể liên quan đến vận mệnh làm quan của mười mấy năm sau, tuyệt đối là một cây cầu độc mộc nghìn quân vạn mã cùng lên nhưng qua được không có mấy người. Nếu vấn đề của Hạ An không lớn, Hạ Tưởng chỉ cần chào hỏi là xong, nhưng nghe nói cùng tranh đoạt danh ngạch với Hạ An là thân tín của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Khúc Lễ Chí. Cũng liền có thể lý giải việc không để ý đến tình cũ của Trần Vũ Thiên, bày ra thái độ không đếm xỉa đến. Đương nhiên, chỉ không đếm xỉa đến thì đã đành, nếu mặt ngoài cự tuyệt Tào Thù Lê, âm thầm giúp đỡ Khúc Lễ Chí, Hạ Tưởng thật đúng là có lời muốn nói rồi. Tuy hắn không phải là Phó Bí Thư Tỉnh ủy Tỉnh Yên, nhưng vì tiền đồ của Hạ An, cũng phải so chiêu với Khúc Lễ Chí. Vì đối thủ tranh đấu của Âu Kiệt Văn ăn nói ngông cuồng, nói là chỉ cần một ngón út của y có thể ép Hạ An đến không thể động đậy, Hạ An cùng tranh với y, là tự tìm đường chết. Kỳ thật Hạ Tưởng lần này đến thành phố Yên, cũng căn cứ vào ý nghĩ bỏ ra chút sức lực vì Hạ An. Bởi vì từ trước tới nay Hạ An quả thật chưa từng mở miệng với hắn về chuyện thăng quan tiến chức, hắn cho tới bây giờ cũng đều là ngầm chiếu ứng, chứ không đem sự việc làm công khai. Có lẽ đã tạo thành cho người khác ảo giác, cho rằng lực ảnh hưởng của hắn ở tỉnh Yên đã nhanh chóng biến mất. Thật sự tại tỉnh Yên nói chuyện không có tác dụng. Ức hiếp Hạ An thì không nói, còn khiến Tào Thù Lê đụng phải một cái đinh mềm. Tính tình Hạ Tưởng dù có tốt, cũng có ba phần tức giận. Hắn đã rời tỉnh Yên một thời gian, nhưng tỉnh Yên vẫn là căn cứ địa của hắn. Được rồi, không tức giận nữa, chờ anh thay em chút giận. Hạ Tưởng khuyên bảo Tào Thù Lê. Em đâu có giận chứ, em đã nguôi từ lâu rồi. Tào Thù Lê lại vui vẻ ra mặt. Còn không phải là vì người nhà anh sao? Anh đã bao giờ thấy em ra mặt vì vấn đề của thủ quân chưa? Bà xã anh Minh. Xem như anh biết nói chuyện. Tào Thù Lê quả thật đã đem phiền muộn ném sang một bên rồi. Việc còn lại giao cho anh đấy, buổi tối em đi gặp Lam Miệt. Buổi tối, Lam Miệt phái xe chuyên dụng tới đón Tào Thù Lê. Bây giờ ngày tháng của Lam Miệt và Phương Cách đã yên bình và hạnh phúc, Phương Cách cũng đã thăng lên cục trưởng. Có hy vọng 2-3 năm sau lên phó giám đốc sở. Lam Miệt hiện tại phong thái như trước, vẫn là cô gái có hương thơm thần bí như năm đó, chỉ có điều cô không nói với Hạ Tưởng mấy câu, đã để lại cho Hạ Tưởng một bóng dáng phiêu nhiên lam sắc mà đi. Tào Thù Lê đi rồi, xe chuyên dụng của Cao Tấn Chu cũng tới, xuất phát từ lễ phép, Cao Tấn Chu cũng phái người đến đón Hạ Tưởng dự tiệc. Hạ Tưởng cũng không khách khí, vừa mới lên xe, liền nhận được một cuộc điện thoại thần bí gọi đến từ Bắc Kinh. Phó Bí Thư Hạ, ngài thật đúng là có thể làm ầm ĩ, cũng không sợ mệt. Hạ Tưởng giật mình kinh ngạc, chủ nhân chính đến rồi sao? Giọng nói của đối phương cố ý hạ xuống rất thấp, để Hạ Tưởng nhận không ra giọng thật của mình, kỳ thật đối phương nghĩ nhiều rồi, cho dù y có lộ ra chân tướng, Hạ Tưởng chưa chắc cũng nhận ra y là ai. Bởi vì dù sao y cũng không phải người chủ chính, chẳng qua chỉ là người lính hầu mà thôi. Có lẽ thanh danh của Hạ Tưởng hiện tại đã dần dần lớn lên, khiến rất nhiều người sợ như hổ. Cho nên, đối phương cứ việc biết rõ Hạ Tưởng sẽ không biết y là cây hành nào là củ tỏi nào, vẫn cố ý giả giọng nói chuyện. Hạ Tưởng sau khi ngồi vào xe chuyên dụng của Bí Thư Tỉnh ủy Tỉnh Yên, thoải mái tựa lưng ra sau, nghe xong lời nói có chứa khẩu ngữ uy hiếp của đối phương, nhẹ nhàng cười. Anh là ai, có việc nói gì nói thẳng, đừng bày đặt người này người nọ, giả thần giả quỷ. Đối phương im lặng một lát, xem ra cũng là không ngờ Bí Thư Hạ trong lời đồn luôn miệng nam mô bụng bồ dao găm. Lại có thể vừa mở miệng đã trực tiếp cho một đao. Đại khái sửng sốt 10 giây, đối phương mới lạnh lùng cười. Tỉnh Tề còn có nhiều việc không giải quyết, lại đến tỉnh Yên tìm việc. Phó Bí Thư Hạ, ngài có thể bớt lo đi một chút. Bản thân có an tâm, người khác cũng yên ổn, người nhà ngài cũng mới có thể sống yên ổn. Hạ Tưởng chưa bao giờ sợ người khác uy hiếp thân nhân hắn. Hạng người đạo trích và yêu quái cũng thấy nhiều rồi. Vài câu không âm không dương đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng một khi đề cập đến người nhà thì chạm đến chỗ quan trọng của hắn, hắn cũng cười lạnh. Có chuyện gì nói thẳng, vòng vo làm gì, cẩn thận tổn thất càng nghiêm trọng. Sự việc Carrefour, thấy tốt thì thu tay, đừng làm ầm ĩ. Mình tốt mọi người tốt, nếu anh có suy nghĩ gì. Có thể liên hệ với tôi phụ trách truyền đạt. Đối phương nham hiểm cười. Chỉ cần ham muốn không quá lớn, hẳn là có thể thương lượng. Đối phương nghĩ hắn muốn mưu lợi bất chính, cũng là quá coi thường hắn. Hạ Tưởng suy nghĩ. Xin chuyển lời đến người đứng sau,
nếu có lời muốn nói thì tự mình gọi điện thoại cho tôi. Không đợi đối phương nói gì, Hạ Tưởng trực tiếp cúp điện thoại. Hắn muốn chính là biết ai là người thật sự đứng sau hậu trường, không lâu la dài dòng vô dụng. Không lâu sau đã đến Sở Phong Lâu, có lẽ là Cao Tấn Chu thật tâm thích đồ ăn ở đây, lại có lẽ y thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng. Dù sao lựa chọn địa điểm rất tinh tế, Hạ Tưởng xuống xe, thấy Cao Tấn Chu đã đến trước. Lần này gặp Cao Tấn Chu, thật ra hắn có việc cần nhờ đến Cao Tấn Chu. Không nghĩ ông ta đường đường bí thư tỉnh ủy Hạ mình chờ hắn không nói, còn cử xe chuyên dụng đi đón. Xem ra trong nước như hắn đi nhờ người khác còn có thể hưởng thụ điều kiện cao như thế, có một không hai. Cao Tấn Chu lễ độ với Hạ Tưởng đã nhiều hơn, không bày phong cách bí thư tỉnh ủy trước mặt Hạ Tưởng. Tất nhiên cũng có liên quan đến việc Hạ Tưởng là lực lượng kế cận mà nhà họ Ngô cố gắng bồi dưỡng nhất. Cũng là do những việc làm của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề đã được lòng của Cao Tấn Chu. Nói thật, Hạ Tưởng ở tỉnh Tương dứt khoát chém một đám tham quan. Theo Cao Tấn Chu, thủ đoạn cũng quá mạnh mẽ một chút, tuy là khoái nhưng dễ dàng để lại hậu hoạn, cũng mất đi tính kín đáo. Y thầm có chút kiêng nể Hạ Tưởng. Nhưng sau khi Hạ Tưởng đến nhậm chức ở tỉnh Tề, hình như thay đổi thành một người khác. Trầm tĩnh mà mượt mà, thủ đoạn chu đáo chặt chẽ mà không mất sự kín đáo, đầy đủ điểm tựa lợi dụng và mưu lược. Giành được thắng lợi mang tính giai đoạn, mơ hồ đã có phong độ của một tướng lớn. Nói cách khác, với y, Hạ Tưởng bước đầu có đầy đủ tài cán của chủ tịch tỉnh. Bởi vậy, Cao Tấn Chu kết luận Hạ Tưởng từ nay về sau thế bay lên là không thể ngăn cản. Cho nên, hôm nay đến chờ Hạ Tưởng trước một bước, không chỉ vì giữ lễ với Hạ Tưởng, cũng vì thể hiện y và Hạ Tưởng thân thiết không phân biệt công tư bạn bè. Hạ Tưởng xuống xe, bước vài bước lên trước, cười nói. Để bí thư Cao chờ tôi, thực sự không nên. Cao Tấn Chu cũng cầm chặt tay Hạ Tưởng. Còn nói câu này với tôi, thì khách khí quá rồi. Tôi mời cậu đến Sở Phong Lâu ăn cơm, cậu còn coi tôi là bí thư tỉnh ủy. Hạ Tưởng nghe thấy thế hiểu nhã ý, lặng yên cười. Nháy mắt đã quen bí thư Cao 10 năm, thật sự là thời gian trôi nhanh. Sở Phong Lâu còn đó, đã nói lên có vài thứ, không theo dòng chảy của thời gian mà thay đổi. Cao Tấn Chu tất nhiên là biết Hạ Tưởng nói đến tình cảm giữa hai người. Y cũng cười ha hả. Không dễ dàng, quả thật không dễ dàng. Sở Tử Cao đứng ở xa, không dám bước lên trước. Làm một trong những người bạn đầu tiên với Hạ Tưởng, Sở Tử Cao và Hạ Tưởng quen biết cũng chừng 12 năm. Y vẫn không thể trở thành người trong hệ thống trung tâm của Hạ Tưởng. Nhưng Hạ Tưởng đối với y coi như chiếu cố, tuy rằng về sau ít liên hệ. Mà sau khi Hạ Tưởng lên đến cấp sở, gần như ít gặp Sở Tử Cao, nhưng thỉnh thoảng có liên lạc. Sở Tử Cao tâm tình vô cùng kích động, không chỉ bởi vì mở Sở Phong Lâu mười mấy năm ở thành phố Yến, cuối cùng đón được khách quý nhất, còn bởi vì y lại có thể gặp mặt Hạ Tưởng. So sánh với phó giám đốc sở năm đó, hiện tại Hạ Tưởng đường đường là phó bí thư tỉnh ủy. Trong mắt Sở Tử Cao, hào quang của Hạ Tưởng đã vượt qua bí thư tỉnh ủy Cao Tấn Chu. Hạ Tưởng tiến lên bắt tay Sở Tử Cao. Tử Cao, nhiều năm không gặp, kinh doanh của cậu càng ngày càng lớn. Đáng quý chính là, hình thể vẫn có thể duy trì rất khá, chứng minh một việc. Sở Tử Cao và Cao Tấn Chu đều yên lặng lắng nghe, nghĩ Hạ Tưởng có phát hiện gì trọng đại. Lão Sở, cậu thật sự là một người biết sống đấy. Cao Tấn Chu cười ha hả, Sở Tử Cao cũng vui vẻ ra mặt. Phó Bí Thư Hạ đùa vui chứng tỏ Phó Bí Thư Hạ đối với y cũng không có chút xa lánh. Khiến sự lo lắng không yên trong lòng y hoàn toàn biến mất, cảm thấy rất vui sướng. Tới gian trên tầng, Sở Tử Cao nói một câu làm Hạ Tưởng xúc động. Gian phòng này vẫn để trống, giữ riêng cho Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng không nói gì, vỗ vỗ vai Sở Tử Cao. Cao Tấn Chu cũng không nói gì, lại nhìn Hạ Tưởng bằng ánh mắt tán thưởng. Làm người được như Hạ Tưởng, quả thật đạt đến sự chín chắn cao độ nhất định, rất nhiều người chỉ có thể ngước nhìn mới thấy. Sau khi Sở Tử Cao lui ra, Hạ Tưởng và Cao Tấn Chu thoải mái ngồi. Trong phòng chỉ có hai người, cũng không cảm giác lạnh lùng, hai người nói chuyện về vụ án hủ bại trong hệ thống khai thác muối của hai tỉnh Yến Tề. Rồi nói về tình hình Bắc Kinh, cuối cùng nói về siêu thị Carrefour mới phát sinh ở thành phố Yến. Đối với vấn đề siêu thị Carrefour, Cao Tấn Chu không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ có điều nhắc tới mà thôi. Một là thuộc phạm vi quản lý của thành phố, là bí thư tỉnh ủy không tiện nói nhiều.
Thứ hai, nếu là việc Hạ Tưởng nhúng tay, y càng không có lý do gì phản đối. Huống chi, Phu Phồn Nhiên vẫn là người nhà họ Ngô. Đối với Hạ Tưởng lần này trở lại thành phố Yến, ngay từ đầu Cao Tấn Chu đã không rõ Hạ Tưởng gây nên chuyện gì. Ngay lúc Hạ Tưởng và Vu Phồn Nhiên mua thịt lợn ở siêu thị, thư ký của y đã bí mật nhắc tới vấn đề Hạ An thăng từ chức cục trưởng lên phó phó giám đốc sở có trục trặc vấn đề của Hạ An quá nhỏ, bình thường sẽ không lọt vào tầm nhìn của bí thư tỉnh ủy. Thư ký nhắc nhở làm Cao Tấn Chu bừng tỉnh ngộ, cũng làm y không khỏi tự trách y không quan tâm đến Hạ An. Một cán bộ cấp cục trưởng có thể khiến đường đường một bí thư tỉnh ủy trong lòng áy náy, Hạ An nếu biết được, sẽ vì được yêu chiều mà giật mình, nhưng lại vui mãi không thôi. Đương nhiên, mọi việc vẫn bởi vì sĩ diện của Hạ Tưởng đủ lớn. Hạ Tưởng và Cao Tấn Chu ăn cơm chừng hơn một giờ đồng hồ, gần như không có chỗ nào không nói chuyện. Chủ yếu là ôn lại chuyện cũ, nhớ lại trước kia, nói về triển vọng tương lai không nhiều lắm. Tình hình hiện tại của tỉnh Yến cũng không thể nào đề cập đến, tương đương với một lần gặp mặt giao lưu xúc tiến tình cảm. Khi sắp kết thúc, Hạ Tưởng mới nhắc đến Hạ An. Bí thư Cao, Hạ An đang ở Đan Thành, tiếp theo khả năng thăng chức, nhưng nghe nói có chút lực cản. Cao Tấn Chu gật đầu. Tôi có nghe nói. Hạ Tưởng lại hỏi. Âu Kiệt Văn là, của Khúc Lễ Chí. Là thư ký tiền nhiệm của Phó Bí thư Khúc. Cao Tấn Chu đáp. Phó Bí thư Khúc hình như triển khai công tác ở tỉnh Yến không tồi. Cũng tạm được. Về vấn đề Hạ An chỉ nói đến đó, toàn bộ đều ở bên ngoài những câu nói. Sau đó, Cao Tấn Chu tự mình đưa Hạ Tưởng về nhà, cầm tay Hạ Tưởng nói. Có thời gian về Bắc Kinh mấy ngày, gặp ông cụ. Ông cụ cũng lớn tuổi rồi, tính tình cũng không giống trước kia, thích có người trò chuyện. Nói là ông cụ nhà họ Ngô, nhưng thật ra là tiến thêm một bước nữa ám chỉ hai người là cùng thầy. Hạ Tưởng biết, việc Hạ An đã quyết định rồi. Nếu hắn còn tỏ ý bất bình về việc đề bạt Hạ An từ một cục trưởng lên phó giám đốc sở, hắn ở tỉnh Yến nhiều năm như vậy, xem ra là không có gì. Nếu mọi việc gần như đều đã được quyết định, ngày mai hắn có thể an tâm trở về thành phố Lỗ. Dù sao thành phố Lỗ còn có nhiều vấn đề tồn tại, cần hắn trở về góp một tay giải quyết. Ban đầu Hạ Tưởng vô cùng bất mãn với kiểu ăn nói ngông cuồng của Âu Kiệt Văn, còn muốn ra tay trừng trị một chút, nhưng hôm nay sau khi gặp Cao Tấn Chu, hết thảy vô cùng thuận lợi, làm hắn tắt ý tưởng trả thù. Dù sao nghĩ lại, kinh động bí thư tỉnh ủy đi ức hiếp một cán bộ cấp cục trưởng, thật sự hơi ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Thôi vậy, không chấp nhặt với Âu Kiệt Văn nữa. Tào Thù Lê gọi điện thoại đến, nói đang ở cùng Lam Miệt, không trở về, còn bảo Hạ Tưởng một mình nhớ ngoan ngoãn ngủ, đừng chạy lung tung. Hạ Tưởng cười, ở thành phố Yến hắn thật sự thành đứa trẻ con. Đang muốn đi ngủ, nhận được một cuộc điện thoại không ngờ. Sở dĩ nói là không ngờ, là bởi vì hắn cũng không biết ai gọi điện thoại đến. Nhưng nhận được điện thoại của một người xa lạ, Hạ Tưởng vẫn rất cao hứng. Bởi vì người gọi điện thoại đến là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến Đỗ Ứng Tùng. Sau khi trưởng ban tổ chức cán bộ Vương Bằng Phi bị bí thư tỉnh ủy Cao Tấn Chu nghĩ cách điều đi, Đỗ Ứng Tùng liền đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Dựa vào nguyên tắc trưởng ban tổ chức cán bộ và bí thư tỉnh ủy không thể cùng một phái, Đỗ Ứng Tùng về cơ bản không phải là người của thế lực gia tộc. Nhưng y lại xuất thân từ đoàn hệ. Quan hệ giữa Đỗ Ứng Tùng và Cao Tấn Chu cũng không tệ lắm. Công tác tại tỉnh Yến tiến triển coi như thuận lợi. Đến một việc gần đây khiến y đau đầu là đề bạt phó thị trưởng thành phố Ngưu Thành. Có hai người cạnh tranh, một là Hạ An, một là Âu Kiệt Văn. Hạ An là em trai ruột của phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề Hạ Tưởng. Từ lập trường của y, chắc chắn phải chiếu cố. Mà Âu Kiệt Văn cũng là người của lãnh đạo trực tiếp của y Khúc Lễ Chí, y lại không thể thiên vị. Quả thật là khó làm. Được rồi, xuất phát từ việc không thể đắc tội với cả hai, giữ thái độ trung lập. Vấn đề khó giao cho bí thư tỉnh ủy Cao Tấn Chu thôi. Nhưng đêm nay, Đỗ Ứng Tùng đưa ra một quyết định trọng đại. Sau khi y từ một con đường nào đó nghe nói đến người cải trang vi hành ở siêu thị Carrefour là Hạ Tưởng và Vu Phồn Nhiên, ngay lập tức tìm được số điện thoại của Hạ Tưởng. Y phải báo cho Hạ Tưởng một tin tức quan trọng ngay đêm nay. Phó Bí Thư Hạ, tôi là Đỗ Ứng Tùng, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến. Đỗ Ứng Tùng hiện tại đã rất ít khi tự giới thiệu trước mặt người khác. Với cấp bậc của y đi đâu đã có thư ký giới thiệu, sao phải vô cùng cung kính tự giới thiệu với người khác. Nhưng đối mặt với Hạ Tưởng thì khác,
Hạ Tưởng không chỉ là phó bí thư tỉnh ủy, cấp bậc cao hơn so với y, tuổi lại nhỏ hơn y. Mấu chốt là ở chỗ, Hạ Tưởng là một người mà Cổ Thu thật rất yêu quý. Lại càng không nói đến Tổng Bí Thư cũng yêu quý Hạ Tưởng. Trưởng Ban Đỗ, xin chào. Hạ Tưởng tất nhiên cũng biết Đỗ Ứng Tùng là người ra sao. Còn có chút kinh ngạc vì sao Đỗ Ứng Tùng nửa đêm gọi điện thoại đến. Dù sao hắn và y không quen biết, ngay từ đầu Hạ Tưởng còn tưởng là do Cao Tấn Chu gợi ý Đỗ Ứng Tùng mới gọi điện thoại đến. Cũng là việc của Hạ An, không ngờ Đỗ Ứng Tùng vừa lên tiếng đã làm cho hắn chấn động. Phó Bí Thư Hạ, ngại quá muộn thế này còn quấy rầy anh. Tuy nhiên, có một việc khẩn cấp phải báo cáo với anh một tiếng. Thái độ của Đỗ Ứng Tùng rất cung kính. Cũng là bởi vì tôi thường xuyên nghe Bí Thư Cổ nhắc tới anh, cho nên mới mạo muội như vậy. Hạ Tưởng chỉ biết không phải việc của Hạ An, vội nói. Trưởng Ban Đỗ không cần khách khí, có chuyện gì xin mời nói. Mùa hè thành phố Yến vô cùng nóng bức, không thể mát mẻ như Bắc Kinh. Cũng may phòng của Hạ Tưởng thông gió tốt, Hạ Tưởng không mở điều hòa không khí, ngồi bên trong phòng cũng không bật đèn, chìm vào suy nghĩ sâu xa. Nếu nói cuối cùng Đỗ Ứng Tùng cũng hàm xúc tỏ thái độ ủng hộ Hạ An, y nhất định sẽ nói đến Hạ An, còn tỏ thái độ đề danh Hạ An để làm Hạ Tưởng thấy trong lòng yên tâm. Thế thì Đỗ Ứng Tùng nói đến tin tức khác, khiến cho hắn giải quyết vấn đề Hạ An, không hoàn toàn thoải mái vui sướng. Bởi vì Đỗ Ứng Tùng nói với hắn tin tức bộ phận của tập đoàn Liên Quốc gia ở trong nước công thành chiếm đất. Chỉ là bộ phận cũng khiến hắn lâm vào kinh hãi. Cũng may, thế lực sau lưng vừa không phải là thế lực gia tộc, cũng không phải là người mà hắn kính trọng nhất Tổng Bí Thư, thậm chí không phải là thủ tưởng mà là người đã từng có lần xung đột với hắn. Nha nội, vốn tưởng rằng lần trước ở Tình Tề, nha nội bại trận, sẽ tạm thời không có xung đột và mâu thuẫn với hắn. Không ngờ trong hồ lô nổi lên cái muôi. Ở vấn đề Carrefour, hắn và nha nội một lần nữa ngõ hẹp gặp nhau. Nói đến lần trước trận mưa to ở Tần Đường, hắn cũng chỉ là đòi lại phần công bằng. Lẽ nào hắn còn muốn tiếp tục đấu tranh với nha nội đến mức không phân thắng bại không thể bỏ qua? Hạ Tưởng cũng không phải e ngại nha nội, mà là hiện tại việc hợp tác với Chu Hồng Cơ đang vội, nếu chẳng may vì xung đột làm cho Chu Hồng Cơ bị ép xa hắn chuyển hướng liên kết với Hà Giang Hải. Như vậy tình hình tốt của Tình Tề sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không thể không nói, bước tiếp theo hắn gặp phải tình thế rất ác liệt, phải đi bước quan trọng tiếp theo thật tốt. Hơn nữa còn có một điểm, hắn hiện tại cùng thế lực bình dân tạm thời chưa có dấu hiệu hòa giải. Nếu tiếp tục đối kháng toàn diện với phái phản đối, thì hai nơi tác chiến, gần như không có phần thắng. Thật ra, trước khi ra tay, Hạ Tưởng gần như cũng đoán được nha nội là người nâng đỡ lớn nhất sau lưng. Nhưng lúc đó còn cho rằng cũng có khả năng không phải nhân vật trung tâm của phái phản đối. Có lẽ là nhân vật bên ngoài nâng đỡ cũng không chừng, không ngờ thật ra là nha nội. Nói như vậy, hắn và nha nội thật sự phải diễn hết vai võ phụ. Hạ Tưởng chưa bao giờ là người gặp chuyện lùi bước và làm liều. Hắn ngồi một mình đếm khuya, gần như đợi đến khi trời hết nóng, gió lạnh thổi trên mặt mới hiện ra ý cười. Có chủ ý, hắn phải chuẩn bị một niềm vui thật lớn cho nha nội. Làm nha nội nhấp nháp lửa đạn ngất trời, tư vị từ đầu đến cuối khó quay đầu lại. Rất nhiều việc nếu đã làm, nếu xuất phát vì nước vì dân hắn sẽ không hối hận vì dân chúng bình thường mà đắc tội với lãnh đạo lớn. Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, đều có tinh thần không chịu thua và niềm tin của chủ nghĩa lý tưởng. Đương nhiên, hắn cũng không phải tính tình liều lĩnh mà ngang ngược, đằng sau thủ đoạn mượt mà, cũng có mặt đã tinh thông tính toán. Ngày hôm sau Hạ Tưởng đón Tào Thù Lê, lên đường trở về. Hạ Tưởng lái một chiếc xe riêng, mang biển số bình thường của thành phố Lỗ, vì không muốn gây sự chú ý, thoải mái đi lại, không muốn nhiều chuyện, cũng không chú ý sự phô trương áo gấm về nhà. Nhưng có khi không chú ý phô trương, thật ra lại có người không có mắt muốn ỷ thế bắt nạt người khác. Khi thấy chuẩn bị vào đường tốc độ cao, Hạ Tưởng liền đánh tay lái sang phải, chạy lại tốc độ bình thường, đột nhiên, từ phía trước bên đường đối diện, một chiếc xe biển đen vọt lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thiếu chút nữa đối đầu với xe của hắn. Hạ Tưởng cả người toát mồ hôi lạnh, ai lái chiếc xe Land Cruiser Prado, hống hách thế nào cũng không thể trực tiếp lao vào đường xe ngược chiều, không có phép tắc. Sau khi hắn dừng lại, còn chưa xuống xe, đối phương gào lên. Tránh ra, mẹ nó, mày tránh ra, đồ chó ngoan không cản đường, nhanh biến sang một bên đi. Lái xe nhô đầu ra,
chửi ầm lên. Tố chất thật là kém, ngồi trên một chiếc xe biển đen lại không biết mình là ai. Hạ Tưởng không chấp nhận đối phương, gọi điện thoại cho Vu Phồn Nhiên. Vừa mới buông điện thoại, lái xe đối phương đã xuống xe, cả người toàn mùi rượu, đầu tiên là đá vào xe Hạ Tưởng một cái, sau đó giơ tay lên đẩy Hạ Tưởng. Bảo mày tránh ra, có nghe hay không? Mày điếc à? Đối phương vừa xuống cao tốc, quẹo trái đi vào đường ngược chiều, hẳn là muốn đến trạm xăng dầu ở bên đường đối diện. Nhưng chỗ này cấm rẽ trái, biển cấm ngay tại đó, chỉ có thể nói y không phải là người mù, mà là biết mà vẫn cố tình vi phạm, cho rằng không ai dám làm gì y. Hạ Tưởng hiện tại tự cao thân phận, không ra tay với người khác nhưng cũng không để đối phương đánh tới, rất nhanh vọt lên một bên, hỏi. Cậu là ai? Hãy xưng tên ra, nếu lai lịch đủ lớn, tôi chắc chắn nhường đường. Đối phương vừa nghe Hạ Tưởng nói chuyện có đạo lý, liền lớn tiếng nói. Đây là xe của Bí Thư Âu. Đến văn phòng tỉnh ủy làm việc, anh nhanh tránh sang một bên đi. Cẩn thận Bí Thư Âu tức giận, một cuộc điện thoại sẽ bắt anh ngay đấy. Bí Thư Âu, họ Âu ít gặp, Hạ Tưởng liền hỏi thêm một câu. Bí Thư Âu là ai? Nói không chừng tôi còn nghe qua. Thái độ của Hạ Tưởng chân thành, liền mê hoặc lái xe, người lái xe nghĩ Hạ Tưởng sợ, cười ha hải. Bí thư thành phố Văn Định đã nghe nói qua chưa? Sẽ thăng lên thị trưởng. Thành phố Văn Định là thành phố cấp huyện do Đan Thành quản hạt. Lúc này Hạ Tưởng đã không còn nghi ngờ gì. Người ngồi trong xe chính là người cạnh tranh chức phó thị trưởng Ngưu Thành với Hạ An Âu Kiệt Văn. Thầm nghĩ rằng hắn vừa cùng nha nội trình diễn xong màn gặp nhau ngõ hẹp, không ngờ về thành phố lỗ. Lại oan ra ngõ hẹp gặp Âu Kiệt Văn. Vốn định tiếp tục không nhường đường, bởi vì xe hắn đang dừng ở phần rẽ trái. Sau đó suy nghĩ lại thôi, làm gì phải hạ mình chấp nhặt với một bí thư thành ủy của một thành phố cấp huyện. Hắn liền cười khoát tay lên xe chuẩn bị rời xe. Không ngờ người ít tức giận như Tào Thù Lê lại tức giận, bởi vì cô nghe ra đối phương là ai, liền nói một câu. Dựa vào cái gì nhường đường cho y? Không cho. Giọng có vẻ hơi dỗi, bởi vì muốn lên đường cao tốc, nhất định phải để đối phương đi ra, trừ phi chính mình có đường không đi lại cố ý đi vào đường người khác. Nguyên tắc của Hạ Tưởng chính là bản thân có đường có thể đi, thì bình thường sẽ không chặn đường của người khác. Tào Thù Lê nói thì nói rồi, một câu nói giận dữ, hắn không cho là thật. Sau khi nổ máy, đang muốn đi, lại thấy lái xe đối phương như nổi điên mà xông tới. Bên phía Tào Thù Lê ngồi. Dùng sức đập vào cửa kính xe, trừng mắt nhìn, miệng mắng tục không ngừng. Hạ Tưởng có tính kiềm chế, người khác chọc hắn thì có thể, nhưng không thể đụng vào Tào Thù Lê. Tào Thù Lê chưa từng bị kinh hãi như thế, lập tức mặt biến sắc, hai tay ôm chặt vào nhau, cả người run lên. Hạ Tưởng nổi giận, hắn thật ra chỉ muốn để Hạ An thuận lợi thăng chức. Tuy Âu Kiệt Căn khiêu khích trước, đã từng ăn nói ngông cuồng với Hạ An, hắn cũng không muốn hủy diệt tiền đồ của Âu Kiệt Văn. Dù sao cũng phải để lại một đường thì cũng tốt khi gặp lại. Hiện tại, trong nháy mắt, hắn thay đổi ý định, mặc kệ Âu Kiệt Văn là người của ai, đừng nói là thư ký của Khúc Lễ Chí, chính là người thân của nha nội hắn cũng muốn trừng trị. Lái xe cũng kiêu ngạo như thế, là lãnh đạo, ngồi im trong xe cũng không ngăn lại, là cái thứ gì vậy? Xà trên không thẳng xà dưới mới lệch. Hạ Tưởng không nói hai lời, xuống xe, đi đến trước xe Âu Kiệt Văn, bước đến cửa sau. Nhìn vẻ mặt hờ hững của Âu Kiệt Văn nói. Tôi là Hạ Tưởng, nhờ cậu chuyển lời đến Bí Thư Khúc, nên nói tôi nói rồi, Âu Kiệt Văn không thích hợp đảm nhiệm bất kỳ chức vụ lãnh đạo nào. Âu Kiệt Văn quả thật trẻ, xem ra chỉ hơn 30 tuổi, hẳn là không vượt quá 35 tuổi. Nhân vật số 1 cấp cục trưởng 35 tuổi, đối với đại bộ phận người mà nói, y quả thật có vốn làm người. Trẻ tuổi khó tránh có chút kiêu ngạo, hơn nữa Khúc Lễ Chí ở tỉnh Yến có mặt rất mạnh. Âu Kiệt Văn gặp phải lúc lên chức quan trọng, không thể buông tha Hạ An. Sau khi y nghe được tất cả sự tích về Hạ Tưởng, dường như Hạ An thân là em trai Hạ Tưởng, nên ở tỉnh Yến hẳn sẽ có đường rộng hát vang mà lên, y không phục. Hạ Tưởng dù là phó bí thư tỉnh ủy thì có thể làm gì? Chẳng qua chỉ là phó bí thư của tỉnh Tề, đâu quản được tới tỉnh Yến. Hơn nữa, huyện quan không bằng hiện quản gặp vấn đề, tìm lãnh đạo cấp cao không thực tế bằng tìm người trực tiếp quản lý. Huống chi y có phó bí thư tỉnh Yến bao che, có thể nào để Hạ An đè đầu y? Đang nghe nói Hạ Tưởng về thành phố Yến vận động cho tiền đồ của Hạ An. Âu Kiệt Văn nóng nảy, vội vàng đến thành phố Yến.
phải có được quyết định cuối cùng y sở hữu ngai vàng phó thị trưởng thành phố Ngưu Thành, không thể đến cuối cùng một bước dẫm lên chỗ trống, thì xem như trẹo lưng rồi. Không nghĩ xui xẻo thế nào lại đụng xe với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nói một câu mạnh mẽ, cứng rắn mà hống hách đập vào mặt y. Làm Âu Kiệt Văn ngồi yên tại chỗ vài giây, bị khí thế của Hạ Tưởng làm cho cảm giác khó thở, không nói lên lời. Vài phút sau, Âu Kiệt Văn mới hoàn hồn, nổi trận lôi đình, là lái xe của y kiêu ngạo một chút, nhưng Hạ Tưởng dựa vào cái gì dạy bảo y. Hạ Tưởng cho dù là phó bí thư Tỉnh Tề cũng không thể lo chuyện của Tỉnh Yến. Hắn dựa vào cái gì vênh váo hơn Cao Tấn Chu, câu đầu tiên đã muốn chặt đứt tiền đồ của y, thực sự nghĩ hắn là tổng bí thư có phải không? Âu Kiệt Văn nhảy ra khỏi xe, tức giận bước về phía trước, hơn nữa men rượu bốc lên, cũng hăng lên nói. Phó bí thư Hạ, ngài là phó bí thư Tỉnh Tề cũng không sai, nhưng dù thế nào cũng không lo tới việc của Tỉnh Yến. Ngài nói không cho tôi giữ chức, xin lỗi, ngài nói. Vô dụng. Lời nói của phó bí thư Hạ là thay lời của tôi, cậu nói, tôi nói có phải cũng vô dụng không? Âu Kiệt Văn vừa dứt lời, giọng nói phía sau vang lên làm y cứng họng. Người nói đó cũng không phải người khác mà là bí thư thành ủy thành phố Đan Thành Bành Vân Phong. Là bí thư thành ủy của thành phố cấp huyện trực thuộc Đan Thành, vận mệnh Âu Kiệt Văn kỳ thật được nắm trong tay Bành Vân Phong. Bành Vân Phong thân là bí thư thành ủy Đan Thành, cán bộ cấp cục phó trở lên ở Đan Thành vận mệnh gần như đều có thể do y một lời mà quyết. Đương nhiên, thành ủy cũng không phải muốn miễn ai là có thể miễn, cũng phải tìm đủ lý do mới được. Hiện tại lý do đã vô cùng đầy đủ. Âu Kiệt Văn là cán bộ lãnh đạo, không tự kiềm chế, va chạm với lãnh đạo cấp trên Hạ Tưởng không phải lãnh đạo cấp trên trực tiếp nhưng trên quan trường, quy tắc không thể vứt bỏ. Ý thức cấp bậc lúc này phải nhớ kỹ không coi lãnh đạo ra gì, lại là thời gian đi làm bình thường, mùi rượu ngút trời, làm tổn hại hình tượng cán bộ lãnh đạo. Hơn nữa dung túng một lái xe làm sằng bậy, tóm lại, có một đống lý do lớn có thể đem một gậy đánh ngã Âu Kiệt Văn. Bành Vân Phong là ai? Bành Vân Phong là cấp dưới đắc lực nhất của Hạ Tưởng. Một trong những thành viên tổ chức chính trị có trí tuệ quan trường nhất. Y làm việc, sao có thể không mượt mà làm người ta khó trả lời chứ? Phía sau Bành Vân Phong còn có hai người, một người là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Yến Vu Phồn Nhiên. Người kia là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Đỗ Ứng Tùng. Âu Kiệt Văn thái độ kiêu ngạo. Chẳng những bị người lãnh đạo trực tiếp vừa vặn bắt tại chỗ, còn lưu lại trong mắt hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Trong đó một người còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức cán bộ. Đừng nói hậu trường của y là Khúc Lễ Chí, chính là Cao Tấn Chu ra mặt cũng bảo vệ không nổi y. Người phía dưới có thể làm việc xấu sau lưng lãnh đạo, cũng có thể bằng mặt không bằng lòng. Nhưng có một điểm, đừng làm cho lãnh đạo cấp trên bắt quả tang. Nếu bắt được tại chỗ, rất xin lỗi. Ngoài tự nhận mình xui xẻo, khóc cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Bành Vân Phong thật ra hôm qua nghe thấy tin tức Hạ Tưởng trở lại thành phố Yến, vốn định hôm qua đến thành phố Yến. Cuối cùng có hội nghị khẩn cấp không thoát ra được, nên chậm một ngày. Sáng sớm ngày hôm nay liền lên đường, dọc đường đi nhanh mong đến kịp, chỉ sợ bỏ lỡ. Cho dù là gặp Hạ Tưởng trên đường cao tốc cũng được, cũng coi như là có lòng rồi. Kết quả vượt ra khỏi sự tưởng tượng. Đương nhiên, nếu không phải Âu Kiệt Văn làm phức tạp, nói không chừng cũng sẽ đi lướt qua Hạ Tưởng. Bành Vân Phong là ai, vừa thấy tình hình không tốt, có ngụ ý có thể làm, lập tức liên hệ tỉnh ủy. Sau đó liền thông báo cho Đỗ Ứng Tùng Bành Vân Phong rất biết xử lý việc, cùng Đỗ Ứng Tùng quan hệ không tồi sau đó y ngồi chờ đến thời cơ thì xuất hiện. Không nghĩ Vu Phồn Nhiên cũng bất ngờ xuất hiện, trong lòng Bành Vân Phong lại mừng rỡ, biết hẳn là bút tích của Phó Bí Thư Hạ. Sau đó không ngoài dự đoán của y, Hạ Tưởng tạo ra một cơ hội, đúng lúc đó y xuất hiện, đồng thời vừa vặn tại chỗ bắt Âu Kiệt Văn. Âu Kiệt Văn trợn tròn mắt, là trợn tròn mắt thật sự. Bởi vì y biết y xong rồi, thật sự là xong rồi. Có Bành Vân Phong chính mắt thấy, lại có trưởng ban Đỗ làm chứng. Khúc Chí Lễ đừng nói sẽ bảo vệ y, ngược lại, chắc chắn còn nói lời chính nghĩa ủng hộ Bành Vân Phong miễn chức của y. Rất nhiều cán bộ trước mặt người khác diễn và nói chuyện trên sân khấu, đều thái độ ra vẻ. Nhưng một khi gặp biến cố lớn sẽ lộ ra bản mặt thật. Ví dụ như bị miễn chức trực tiếp hoặc là bị ủy ban kỷ luật mang đi. Có người mặt không còn một chút máu, có người uể oải buồn bã, có người gào khóc, thậm chí có người ngất tại chỗ.
lột áo mũ lãnh đạo khoác bên ngoài, quan viên, cũng là người thường thôi. Âu Kiệt Văn sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên ngồi sụp xuống đất. Không khóc cũng không gào thét, mà ngất đi. Sau khi Khúc Lễ Chí nhận được tin tức, buông điện thoại, nửa ngày không nói gì, bỗng nhiên lắc đầu cười. Hạ Tưởng, anh thật sự là người mang họa, đi đến đâu ở đó liền cháy. Đương nhiên, nếu để Hạ Tưởng nghe được lời Khúc Lễ Chí nói, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý với quan điểm của Khúc Lễ Chí. Hạ Tưởng chắc chắn sẽ nói hắn là người tốt, chìm nổi bao nhiêu năm trong quan trường, lương tâm hoàn toàn không bị nhiễm đen là người thật sự tốt. Những gì hắn đã làm, không thể nói là hoàn toàn công bằng nhưng ít ra cũng đứng trên lập trường tương đối công bằng. Tạm biệt Bành Vân Phong, Phu Phồn Nhiên và Đỗ Ứng Tùng, Hạ Tưởng lên đường về. Khi bắt tay Đỗ Ứng Tùng, vì là lần đầu gặp mặt, không tránh khỏi hàn huyên vài câu. Coi như để lại ấn tượng tốt với nhau, dù sao cũng gần gũi hơn. Tới thành phố Lỗ đã là buổi chiều, Hạ Tưởng còn chưa đến tỉnh ủy đã nhận được điện thoại của Chu Hồng Cơ. Phó Bí Thư Hạ, nghe nói anh đã về. Hạ Tưởng thầm cười, Chu Hồng Cơ hiện tại nóng vội, cũng thật sự thú vị. Khi hắn chủ động, Chu Hồng Cơ còn kiêu ngạo một phen, hiện tại hắn không tích cực, Chu Hồng Cơ lại để bụng. Việc đời, có khi ngẫm lại cũng thật là anh lui tôi tiến. Đã về, vừa mới đến cửa. Hạ Tưởng nghĩ nói. Buổi tối tôi có thời gian, anh xem có tiện không? Tiện, tôi sẽ sắp xếp. Chu Hồng Cơ đáp, có lẽ cảm thấy nóng vội quá mức một ít, cười cười. Có hướng đi mới, giao lưu cùng anh một chút, với những người khác luôn không tìm thấy tiếng nói chung. Hạ Tưởng cười không nói gì, hắn mới rời khỏi tỉnh Tề 2 ngày, tỉnh Tề có thể có hướng đi mới nào. Hết thảy đều trong lòng bàn tay hắn, thế cục rất bình tĩnh. Từ Ngô Thiên Tiếu, Ôn Tử Tuyền đều có thể nắm bắt được tin tức, từ đó có thể thấy đều gió yên sóng lặng. Đương nhiên, bên dưới gió yên sóng lặng chắc chắn có động tĩnh. Chẳng qua trước mắt còn chưa biểu lộ ra bất luận dấu hiệu gì thôi. Hà Giang Hải vẫn bí mật sắp xếp, mà vụ án Chu Trấn Ba và Triệu Mẫu Đan còn chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên Chu Hồng Cơ nói có hướng đi mới nhất, chỉ sợ cũng không phải thuận miệng nói. Hạ Tưởng cũng bỗng chốc nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ là việc của Vương Chi Phu. Bên trên đã có nhận thức bước đầu. Sự kiện Vương Chi Phu tiết lộ băng ghi âm, tỉnh ủy đều đã biết. Đều biết rằng hoàn toàn là một tay Vương Chi Phu thao túng. Vương Chi Phu cũng thể hiện là người làm được chịu được. Chủ động thừa nhận sự thật với Khâu Nhân Lễ, song nhưng không nhận là sai. Tỉnh ủy cũng không công khai kết quả, trong hội nghị công việc bí thư được tổ chức, số người tham gia cũng có hạn. Trong cuộc họp, Khâu Nhân Lễ chỉ ra việc này, yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật. Trước khi Trung ương có chỉ thị, tỉnh ủy phải làm nhẹ việc này, không được bàn luận. Tôn Tập Dân cũng rộng lượng tỏ vẻ bằng lòng tha thứ cho hành vi của Vương Chi Phu. Hy vọng tỉnh ủy và Trung ương nể tình thân phận lãnh đạo lão thành của Vương Chi Phu, xử lý nhẹ tay. Tôn Tập Dân có phải giả bộ hay không tạm thời không nói, ít nhất thái độ của y cũng giành được không ít ấn tượng. Chỉ tiếc, Vương Chi Phu cũng không cảm kích, tuy nhiên, Hạ Tưởng ngầm đoán được. Vương Chi Phu dường như không hề sợ hãi, chẳng lẽ nói về sau ông ta khẳng định sẽ không truy cứu trách nhiệm của y. Dũng khí từ đâu đến? Hạ Tưởng và Vương Chi Phu không quen, lại không tiện hỏi trực tiếp Lý Đinh Sơn. Nhưng khâm phục dũng khí của Vương Chi Phu, phải thừa nhận, cuộc phá cục trọng đại mà tỉnh Tề vừa mới đi qua, không thể không thừa nhận công lao của Vương Chi Phu. Rất nhanh đã đến giờ tan tầm, Hạ Tưởng cũng lười lại đi tỉnh ủy, nên đã gọi điện thoại qua. Ngô Thiên Tiếu báo cáo, sự tình hết thảy đều ổn định, hắn cũng an tâm. Tào Thù Lê vội vàng thu dọn phòng ở. Hạ Tưởng ngồi ở sofa một lát, pha một ly trà, đến văn phòng mở máy tính. Vừa lúc Vệ Tân cũng online, liền hàn huyên vài câu với Vệ Tân. Không tán gẫu thì không tán gẫu không ngờ có phát hiện quan trọng. Vệ Tân dù sao rời xa chính trị, hơn nữa đối với những thương nghiệp ngầm có mục đích chính trị, hành động cũng không quá mẫn cảm. Cũng không thể từ giữa đưa ra kết luận, nhưng Hạ Tưởng có thể, cho nên khi Hạ Tưởng biết qua Vệ Tân về mấy việc kinh doanh của Tiếu Giai đã bị loại trừ và chèn ép. Hạ Tưởng lập tức biết, có người cố ý chèn ép Tiếu Giai kinh doanh. Từ phương pháp và quy mô, đối phương chẳng những thực lực kinh tế hùng hậu, cũng có bối cảnh chính trị không nhỏ. Hoàn toàn là phương pháp hai bút cùng vẽ. Cũng may, Tiếu Giai ở Bắc Kinh hơn 10 năm, chẳng những có được một đế chế kinh tế hùng hậu. Còn có được mạng lưới kinh tế phức tạp.
Từ trước đến nay, kinh tế chính trị chẳng phân biệt được. Tiếu Giai có thể có hôm nay tất nhiên có rất nhiều liên hệ với quan trường. Cho nên, Vệ Tân cùng lúc lộ ra việc Tiếu Giai kinh doanh gặp lực cản không ngờ. Về phương diện khác nhắc tới Tiếu Giai đang tích cực hóa giải, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nghĩ lại cũng đúng, trong đế quốc thương nghiệp của Tiếu Giai có một nhân vật vô cùng quan trọng là Tùng Phong Nhi. Tùng Phong Nhi có một chỗ dựa vững chắc là Hứa Quan Hoa nói cho cùng, cũng là do lúc trước Hạ Tưởng giới thiệu Tùng Phong Nhi và Hứa Quan Hoa gặp nhau. Khi hắn không tiện ra mặt, do Hứa Quan Hoa vì Tùng Phong Nhi và Tiếu Giai đứng sau màn hóa giải các vấn đề, đó là kế sách tốt nhất. Tuy nhiên, sau khi phân tích đầy đủ những gì Vệ Tân nói, Hạ Tưởng đưa ra kết luận gần với chân tướng sự việc. Đối phương thế lực vô cùng khổng lồ, bày ra trạng thái không chỉ là sỉ nhục Tiếu Giai mà muốn ép Tiếu Giai vào khuôn khổ, sau đó thâu tóm. Lòng tham thật sự lớn. Căn cứ vào phương pháp của đối phương mà nói, hình như đã từng có chỗ quen biết. Hạ Tưởng liền nhớ đến một người, trong lòng cả kinh. Thật sự muốn gây ra cảnh tàn sát khốc liệt toàn diện. Vốn định cố ý gọi điện thoại trực tiếp cho Tiếu Giai để hỏi cho rõ ràng, Chu Hồng Cơ lại gọi điện thoại tới. Mọi việc đã sắp xếp xong, Phó Bí Thư Hạ, tôi cử xe chuyên dụng đến đón anh. Chu Hồng Cơ thật đúng là khách khí. Hạ Tưởng tỏ vẻ cảm tạ, trong đầu cũng hiện lên một suy nghĩ. Ý cấp bách của Chu Hồng Cơ dường như còn có một ý đồ khác bên trong, không chỉ là vì hợp tác với hắn ở tỉnh Tề. Gặp mặt nói sau, có ý đồ gì, tất nhiên sẽ nói ra. Hạ Tưởng lắc đầu cười, nhìn sự việc rất nhiều, kỳ thật đều tập trung đến một điểm. Phải thừa nhận, một loạt động tác của hắn, đều là lực lượng tích tụ mới. Tuy nhiên, khiến Hạ Tưởng cảm thấy không ngờ chính là, khi hắn ngồi trên xe chuyên dụng của Chu Hồng Cơ đến bữa tiệc, lại nhận được điện thoại ở Bắc Kinh. Số hơi lạ, Hạ Tưởng liền nghĩ đến vẫn là điện thoại uy hiếp như lần trước. Không ngờ sau khi nhận điện thoại, bên trong truyền tới một giọng nói lễ phép mà xa lạ. Xin hỏi, đây là đồng chí Hạ Tưởng phải không? Là tôi. Hạ Tưởng đáp. Tôi ở văn phòng quốc vụ viện, mời chờ một chút, Thủ tướng muốn nói chuyện với anh. Hạ Tưởng thực sự giật mình kinh hãi, Thủ tướng tự mình gọi điện thoại cho hắn, là lần đầu tiên xưa nay chưa từng có. Rốt cuộc có việc gì quan trọng? Hạ Tưởng thở dài một tiếng cố gắng làm bản thân bình tĩnh một chút. Không phải hắn lo lắng mà là muốn thể hiện thái độ cung kính cần có. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận điện thoại của Thủ tướng, trong lòng cảm thấy cuộc điện thoại được gọi đến lúc này có lẽ có liên quan đến việc mới xảy ra và những việc sắp xảy ra. Không cần nói, tự nhiên là sự kiện siêu thị quốc kế dân sinh. Hạ Tưởng quả thật đã đoán đúng rồi. Hạ Tưởng, tôi là... Thủ tướng tự giới thiệu trước, giọng điệu trước sau đều rất thân thiết, ôn hòa. Nhất thời nhớ tới một việc, vì vậy cố ý gọi điện đến nói chuyện với cậu xem sao, có làm phiền cậu không vậy. Hạ Tưởng vội khách khí vài câu. Xin Thủ tướng chỉ thị. Thật không phải là chỉ thị, chỉ là muốn giao lưu với cậu một chút. Thủ tướng dường như cố ý nhấn mạnh đây không phải là việc công, mà là đứng ở trên lập trường cá nhân giao lưu với Hạ Tưởng. Tôi đã xem tin tức thấy siêu thị Carrefour của thành phố Yến và thành phố Lỗ xuất hiện việc giả mạo thịt lợn sạch, cũng nghe nói cậu đã tự mình đến siêu thị mua thịt đem đến cho cơ quan kiểm tra chất lượng. Đồng chí Hạ Tưởng, toàn quốc có mấy chục phó bí thư tỉnh ủy, cậu là người cán bộ đầu tiên đem khẩu hiệu quan tâm đến quốc kế dân sinh làm thành sự thật, xuất phát từ tình cảm cá nhân tôi rất cảm động. Mặc dù Hạ Tưởng sớm đã chuẩn bị tâm lý, biết rằng Thủ tướng có thể sẽ nói một vài câu ngoài dự đoán mọi người. Nhưng không ngờ lời của Thủ tướng vẫn là bất ngờ trong dự đoán của hắn, làm hắn trong chốc lát không biết nói gì. Từ chức vụ của Thủ tướng làm điểm xuất phát, thì việc quan tâm đến quốc kế dân sinh luôn là trách nhiệm của ông ta và ở phương diện này ông ta cũng làm rất tốt. Xuất phát từ góc độ tình cảm cá nhân của Thủ tướng, thì cho dù Thủ tướng rất có hứng thú và rất quan tâm đến sự việc siêu thị, cũng không đến mức phải trực tiếp gọi điện thoại đến để khen hắn vài câu. Quốc kế dân sinh là đại sự. Cũng là việc nhỏ. Có rất nhiều khẩu hiệu của các lãnh đạo nói thì rất oai nhưng lại không bao giờ được thực hiện, thùng to mà rỗng, chỉ được cái hình thức chẳng có tác dụng gì, bởi thế, tôi rất đau lòng. Tiếng nói thâm tình của Thủ tướng tiếp tục truyền đến. Đồng chí Hạ Tưởng, việc cậu làm đã thể hiện phẩm chất ưu tú của người đảng viên, vì vô số cán bộ cả nước làm tấm gương đi đầu, hy vọng cậu có thể tiếp tục duy trì tinh thần này. Điện thoại của Thủ tướng đã ngắt rồi. Nhưng lời của Thủ tướng vẫn vang vọng bên tai rất lâu,
làm cho tâm tình của Hạ Tưởng khó có thể bình tĩnh. Nghe lời phải nghe âm, nhân vật chính chỉ muốn biểu đạt ý nghĩ của mình, phải nghe ra nghĩa bên trong lời nói. Thủ tướng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại đến, chỉ để biểu dương hành động đi mua thịt của hắn. Trên thực tế, Hạ Tưởng cũng không có ý nghĩ làm tốt hành động này của thủ tướng, là hàm xúc mà kiên định tỏ rõ một thái độ. Sau khi vụ việc ở cục khai thác muối được xác định, lúc hắn và nha nội vừa mới bắt đầu khởi chiến, điện thoại của thủ tướng là mưa đúng lúc hay là gió đông. Hạ Tưởng lắc đầu cười, Tam Quốc, lại thấy Tam Quốc, sau này phải đọc kỹ Tam Quốc, lấy sử làm gương có thể biết hưng thịnh hay suy tàn. Đến nơi hẹn với Chu Hồng Cơ là Vọng Hương Các, Hạ Tưởng thấy Chu Hồng Cơ đang đợi ngoài cửa, nghĩ thầm rằng vốn là đồng sự, tuy rằng hắn xếp hạng hơi cao, nhưng không cần thiết phải khách khí như vậy. Hành động của Chu Hồng Cơ càng làm cho hắn khẳng định suy nghĩ ở trong lòng. Chu Hồng Cơ là có việc phải cầu ông ta, mà rất có khả năng không phải chỉ có một việc. Chỉ có điều, tên của khách sạn thực sự không hay lắm, Hạ Tưởng nghĩ thầm không biết ông chủ của Vọng Hương Các là ai, có lẽ là do không hiểu văn hóa truyền thống, chẳng lẽ không biết truyền thuyết trong dân gian về trên đường đến suối vàng có một chỗ đài cao, có thể nhìn lại cố hương, tên cổ là Vọng Hương Đài. Vì thế cái khách sạn tên Vọng Hương Các chẳng ra cái gì cả. Cũng may hắn cũng chỉ ngẫu nhiên mà nghĩ, mới không để ý tên của khách sạn có may mắn hay không. Hạ Tưởng không phải là người của chủ nghĩa duy vật chân chính, hắn kiên định mà cho rằng, trên thế giới này tất cả đồ vật đều là do tư tưởng sản sinh ra, còn vật chất chỉ là đem tư tưởng vật hóa mà thôi. Bắt tay rất nhiệt tình với Chu Hồng Cơ, Hàn Huyên, sau đó theo một cửa bình thường vào trong khách sạn. Khác hoàn toàn với việc trang trí toàn màu xám bên ngoài, đó là phong cách bên trong của khách sạn rất thanh thoát, rất ấm áp, dường như là do bàn tay con gái tạo nên. Chu Hồng Cơ mặc áo trắng quần đen, không có một chút nào thể hiện chức vụ của mình, nhưng tư thái cao ngạo và tràn đầy tự tin của ông ta, cùng với việc ông ta đang ở vào thời kỳ thành thục nhất của một người đàn ông, lại có quầng sáng đẳng cấp của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, thu hút ánh mắt của nữ nhân là điều hợp tình hợp lý. Dẫn đường cho Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ là một nữ nhân phong thái hiểu điệu, xinh đẹp, dáng người cực kỳ mê người, khuôn mặt cũng tinh xảo như bức tranh, nhưng vì trang điểm quá đậm nên Hạ Tưởng không thích. Hạ Tưởng không thích không có nghĩa là Chu Hồng Cơ cũng không thích, từ ánh mắt của cô gái nhìn Chu Hồng Cơ, có thể biết được cô ta rất thích Chu Hồng Cơ. Còn về Chu Hồng Cơ có hứng thú hay không thì Hạ Tưởng cũng không biết, vì ông ta diễn quá tốt. Đến một căn phòng lịch sự ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng được mời ngồi lên ghế trên, Chu Hồng Cơ cũng vẫy bảo cô gái kia, cũng không vì Hạ Tưởng giới thiệu gì cả, chỉ nói một câu. Như cũ, cô gái bất mãn vặn vẹo thắt lưng rời đi, dường như còn liếc Chu Hồng Cơ một cái, Chu Hồng Cơ cũng không thèm để ý, cười với Hạ Tưởng, nói. Đây là khách sạn do một người bạn mở ở Bắc Kinh, hương vị Bắc Kinh chính gốc, tôi nghĩ mặc dù anh là người thành phố Yến, nhưng khẩu vị so với người Bắc Kinh không có gì khác biệt. Vì vậy ăn quen thức ăn tỉnh Yến rồi bây giờ nếm thử đồ ăn Bắc Kinh cũng là một loại hưởng thụ. Chu Hồng Cơ có ý thoải mái, Hạ Tưởng cũng không vừa bắt đầu đã vào vấn đề chính, cười ha hả, thuận miệng nói vài câu chuyện phiếm, không khí dần dần cũng náo nhiệt. Đợi đồ ăn được mang lên, đều là những món ăn bình thường, thậm chí còn có cả đậu phụ trộn hành, dưa muối và cháo, chả trách lại đặt tên là Vọng Hương Các, hóa ra là có ý nghĩa đồ ăn bình dân. Sau đó bắt đầu ăn cơm. Hạ Tưởng quả thật đã rất đói, hơn nữa hương vị thức ăn rất tự nhiên, vừa không có cá, lại không có thịt, rất dưỡng sinh nên ăn rất nhiều. Khi ăn đến một đĩa thịt xào cần tây, Hạ Tưởng chỉ gắp một miếng cần tây, Chu Hồng Cơ liền tìm được đề tài hợp lúc. Thịt lợn ở đây chính là thịt lợn sinh thái. Hạ Tưởng mỉm cười. Thực ra tôi cũng không thích ăn thịt lợn. Không thích thịt lợn mà còn mua mấy cân. Chu Hồng Cơ cười ha hả. Phó Bí Thư Hạ. Thảm án dẫn phát từ vài cân thịt cũng chưa chắc náo nhiệt đến đâu, thực ra siêu thị nào trong nước mà chẳng tồn tại vấn đề như vậy, không thể nhìn thấy đáng trách mà không trách, nhưng chỉ cần cảnh báo một chút là được rồi. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến dự định đầu tư vào nước ta của các tập đoàn liên quốc gia. Quả nhiên, Chu Hồng Cơ đã làm thuyết khách cho nha nội, và không khác mấy so với tưởng tượng lúc đầu của hắn, Hạ Tưởng chỉ cười cũng không tiếp lời. Chu Hồng Cơ thấy vẻ mặt Hạ Tưởng rất bình tĩnh. Là biết Hạ Tưởng đã đoán được mắt xích trong đó liền nói. Nhà nội nhờ tôi chuyển lời cho Phó Bí Thư Hạ. Chu Hồng Cơ không xưng Tổng Giám Đốc Cao, mà trực tiếp gọi nhà nội là có ý tứ. Hy vọng Phó Bí Thư Hạ giơ cao đánh khẽ, ông ta nhất định sẽ báo đáp.
Chu Hồng Cơ có gì nói thẳng, ở đây cũng chỉ có hai người cũng không phải kiêng kỵ cái gì, hơn nữa giữa ông ta và Hạ Tưởng cũng từng có lần hợp tác cùng nhau, cũng không còn xa lạ. Hơn nữa còn chính là hậu báo. Hạ Tưởng mở miệng nói. Bí thư Chu, nếu tập đoàn Liên Quốc gia đầu tư này vào nước ta đầu tư, không phải không xa ngàn dặm lôi phong đến đây, cũng không phải vì sự phồn vinh của thị trường kinh tế trong nước, mà là đang muốn khống chế thị trường ở lĩnh vực kinh tế, còn có đến hay không thì theo tôi chẳng có gì quan trọng, không đến thì càng tốt, tin tức truyền thông chẳng có gì cũng khuyết đại đến độ cao quốc tế, anh và tôi trong lòng đều biết đây là chuyện gì, giống như cách đây một khoảng thời gian, tập đoàn hóa dầu quốc gia thổi phồng việc giành được quyền khai thác mỏ dầu. Gần như là đã làm ra thành tích rất lớn. Thật ra chân tướng sự việc chính là, tập đoàn hóa dầu quốc gia bị chính phủ Iraq dưới sự khống chế của Mỹ đùa giỡn, dùng một ví dụ so sánh vô cùng thỏa đáng đó là, tập đoàn hóa dầu quốc gia tác oai tác quái ở trong nước, ở nước ngoài chỉ là người công nhân bê gạch bé nhỏ, khai thác mỗi một thùng dầu đều phải trả tiền, cuối cùng lỗ hổng chui từ đâu ra. Đương nhiên là giá dầu đắt đỏ trong nước rồi. Siêu thị loại này căn bản không có ưu thế kỹ thuật gì đáng để các công ty liên quốc gia đầu tư, có vào hay không sẽ có tác dụng đối với việc tăng trưởng kinh tế quốc dân. Thật sự sẽ có lợi đối với nhân dân, chỉ làm cho một số người mát mặt mà thôi. Vì sao sự khuyết trương của Walmart và Carrefour ở Nhật và Hàn lại đều thất bại, chỉ mọc lên như nấm ở trong nước, rất có thể lửa đốm cháy đồng. Nếu không đề cập đến nguyên nhân chính sách, lấy sự lương thiện của nhân dân để hoan nghênh các bạn từ xa đến. Kết quả thì sao? Kết quả chính là những công ty xuyên quốc gia làm ăn rất giữ chữ tín ở nước ngoài, sau khi đến Trung Quốc cái khác thì học không được, lại học được việc làm hàng nhái, cố tình lừa gạt giá cả. Hiện nay bọn họ vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường, nếu như có ngày mọi nơi đều là Carrefour, nhà nhà đều là Walmart, thì liệu thịt lợn rởm cũng phải chịu đựng hay không? Chu Hồng Cơ không nghĩ một câu nói của ông ta, lại đưa tới một loạt chất vấn của Hạ Tưởng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Vẻ mặt cười khổ rất lâu không nói được gì. Không khí nhất thời lâm vào trầm mặc. Hạ Tưởng sở dĩ khẳng khái từ chối, một là do phẫn nộ, hai là muốn chiếm cứ một bước cao hơn trước mặt Chu Hồng Cơ, đợi Chu Hồng Cơ đưa ra điều kiện thì hắn cũng sẽ có đủ độ hòa hoãn. Trong lúc trầm mặc, ngoài cửa truyền đến tiếng gió thổi rừng trúc sàn sạt, Hạ Tưởng buông đũa xuống, đi về phía cửa sổ. Bóng đêm không tồi, Hồng Cơ, có thể ngồi đàm luận với anh cũng là một việc khó quên. Chu Hồng Cơ hiểu ý của Hạ Tưởng liền nói. Ý của nha nội có 3 điểm, thứ nhất ý định đầu tư của tập đoàn Thiên Giang sẽ lên chương trình một lần nữa, cũng sẽ nhắc lại đề nghị thi công của tập đoàn Đạt Tài. Thứ hai, nguyện ý hết sức vì việc đầu tư của tập đoàn Đạt Tài mà giúp đỡ hết mình, giúp đỡ hữu nghị. Thứ ba, Chu Hồng Cơ tạm dừng một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng, nói ra một câu làm Hạ Tưởng hết sức tâm động. Thứ ba, Chủ tịch Tỉnh Tôn và tôi sẽ hợp tác chân thành với anh, cùng nhau mở ra cục diện mới cho tỉnh Tề. Tiền vốn thật là lớn. Lấy thế lực của nha nội, hiển nhiên sẽ không thực hiện toàn bộ lời hứa ở trên, nếu nói việc trợ giúp tập đoàn Đạt Tài chỉ là đòn gió, cũng không có mấy phần thành ý thì đề nghị thứ ba đã thể hiện rõ tình thế đại biến. Nếu nói cuộc điện thoại của Thủ tướng là mưa đúng lúc thì trực tiếp phản đối đưa ra đề nghị liên hợp để đánh bại Hà Giang Hải chính là một trận gió đông rất lớn. Mưa đúng lúc bên trái, gió đông bên phải, Hạ Tưởng sẽ chọn bên nào? Gió nhẹ thổi qua, rừng trúc xào xạc, lá trúc ào ào rung động, đứng trước cửa sổ, hưởng thụ sự mát mẻ của thiên nhiên, bốn bể yên tĩnh, trong bóng tối, nhìn không rõ cảnh sắc trong sân, nhưng gió lại mang mùi thơm của hoa cỏ đến thấm vào ruột gan, làm Hạ Tưởng vô cùng hưởng thụ. Thật là một nơi làm con người ta cảm thấy dễ chịu. Quả nhiên là một nhà chính trị nhanh tay lẹ mắt. Hơi có chút gió thổi cỏ lay liền lập tức có phản ứng. Hạ Tưởng nhất thời xuất thần, đứng trước cửa sổ hưởng thụ sự mát mẻ của gió mát tạt vào mặt, nhưng trong lòng lại không có tí mát mẻ nào. Không thể cơ không nói đề nghị của nha nội đánh trúng điểm yếu, cái khác không nói, ít nhất là đề nghị đánh bại Hà Giang Hải đã làm cho tim hắn đập thình thịch. Nhưng động lòng thì động lòng, hắn cũng biết rõ, so với phái bình dân, mâu thuẫn giữa hắn và phái phản đối còn càng thâm căn cố đế. Đề nghị của nha nội là không tồi, rất có khả năng. Cho dù hắn và Chu Hồng Cơ tính cả Tôn Tập Dân cùng nhau liên kết, lại mượn cả quyền thế của Khâu Nhân Lễ, cuối cùng đem Hà Giang Hải đánh cho tàn phế, vấn đề là thế cục kiềng ba chân của tỉnh Tề sau khi biến thành hai bên đối lập nhau, thì hắn và Chu Hồng Cơ vẫn đứng ở hai phía đối lập. Huống chi nếu Hà Giang Hải bị lật đổ,
cố nhiên thế lực của hắn sẽ lớn lên rất nhiều, thực lực của Chu Hồng Cơ theo đó cũng tăng lên không ít. Thái độ của nha nội dường như rất thành khẩn, cũng dường như là mượn việc của siêu thị để tỏ rõ tấm lòng thành muốn hợp tác với hắn, thể hiện thái độ thức thời, hơn nữa còn nhường 3 phần lễ, thực ra xem xét kỹ một chút thì kỳ thật không phải, cũng chính là chỗ cao minh trong hành động này của nha nội, hoặc là nói, sự cao minh của nhân vật đứng đằng sau nha nội. Thế cục trước mắt của Tỉnh Tề, sự ngu dốt của Hà Giang Hải đã thể hiện rõ ràng, thừa thắng xông lên, đánh rắn dập đầu cũng tốt hoặc là đem dũng khí truy đuổi tàn tặc cũng được, tóm lại không cần biết là hắn hay là Chu Hồng Cơ, đều có nhu cầu nhân cơ hội làm cho thế lực của Hà Giang Hải hoàn toàn suy yếu, cho dù có sự kiện siêu thị hay không, khuynh hướng hợp tác là không thể tránh khỏi. Nhà nội sở dĩ mượn việc siêu thị để nói, biểu hiện thái độ yếu thế, vừa nhượng bộ lại nhún nhường, nói trắng ra là có ý mê hoặc hắn, làm hắn thả lỏng cảnh giác, làm hắn tự cho mình là đúng. Để sau khi Hà Giang Hải bị đánh bại, Tỉnh Tề tiến vào thời kỳ có hai bên đối lập, cũng nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao. Chấm, kỳ thật nhìn chung nguyên nhân hiện trạng của Tỉnh Tề, mặc kệ là Khâu Nhân Lễ, hay là Tôn Tập Dân hoặc Chu Hồng Cơ, đều không thể không bội phục thủ đoạn và ánh mắt của Hạ Tường. Bởi vì ai cũng không thể nghĩ đến là trong thế cục kiềng ba chân của Tỉnh Tề, Hạ Tường là người đầu tiên liên kết với Chu Hồng Cơ, cũng nói rõ một cách đầy đủ một điểm, sự phân kỳ trên chính trị. Có lẽ bởi vì sự thay đổi của cục diện và sự chuyển biến của lợi ích mà xảy ra sự thay đổi đối lập tạm thời. Hạ Tường thông minh ở chỗ, hắn đúng lúc mà vững chắc lôi kéo Chu Hồng Cơ, hết sức lợi dụng quyền thế của Ủy ban kỷ luật, lợi dụng tâm lý nóng lòng mở ra cục diện mới của Chu Hồng Cơ, làm cho Hà Giang Hải vì sự ngạo mạn của gã mà phải trả một cái giá đau đớn. Cũng phải nói lại, không thể nói Hạ Tường hoàn toàn lợi dụng Chu Hồng Cơ, lợi ích hợp tác của hai bên, vĩnh viễn là cùng thắng. Nếu không sẽ không có cơ sở của hợp tác. Nếu hai bên đã cùng thắng thì phải lợi dụng lẫn nhau thì mới cùng có lợi. Nhưng, giống như Tam Quốc, khi ba bên đối lập nhau, hợp tác giữa bất kỳ hai bên nào cũng đều có hạn và đều đề phòng lẫn nhau, sẽ không có sự liên kết thân mật giữa các chiến sĩ, mà còn có thể có khả năng xuất hiện sự tan rã bất cứ lúc nào và liên kết với bên đối lập. Nhà nội cũng tốt mà nhân vật đằng sau nhà nội cũng tốt, mượn việc ở siêu thị để đề ra ba điều kiện. Nhìn thì có vẻ điều kiện hợp tác rất thành khẩn, nhưng thực tế cũng là để Hạ Tường nhận thức được quyết tâm hợp tác, nói cách khác là muốn nói với Hạ Tường, trước lúc Hà Giang Hải bị đánh bại cho thê thảm, thì bọn họ sẽ không thay đổi. Cũng quả thật là một cơ hội tốt hiếm có, Hạ Tường trong lòng sinh ra sự cảm thán vô hạn, chính trị quả nhiên là tình hữu nghị không đáng tin cậy nhất, mặc kệ bên trong Bắc Kinh còn có tin tức gì, từ việc Thủ tướng vừa mới gọi điện tới, Chu Hồng Cơ ngay lập tức muốn liên hợp. Sự thay đổi bất ngờ, thật là ứng với một câu châm ngôn trở mặt so với mở sách còn nhanh hơn. Hạ Tường từ trước đến nay làm việc rất quyết đoán nhưng lần này hắn lại do dự, quả thực rất do dự. Không nói đến việc từ trước đến nay hắn rất có thiện cảm với Thủ tướng, mặc dù đã trải qua rất nhiều việc, nhưng chưa bao giờ có ý thù địch với Thủ tướng, chỉ nói việc Thủ tướng chưa bao giờ hạ độc thủ với hắn và thiện cảm của hắn đối với Thủ tướng, thì đã lớn hơn rất nhiều phái phản đối rồi. Huống hồ. Phái phản đối đã từng có thủ đoạn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hiện tại nếu nói sự hợp tác giữa hắn và Chu Hồng Cơ cũng miễn cưỡng tạm được, nếu hợp tác mật thiết với nha nội, ít nhất về mặt cảm tình là không thể chấp nhận được. Hạ Tường không có ác cảm đối với Chu Hồng Cơ, cũng không có địch ý với nha nội. Hơn nữa, bây giờ nha nội đang ở Bắc Kinh, đã đem độc thủ hướng về phía Tiếu Giai, hắn và nha nội lại hợp tác cùng nhau làm sao có thể an tâm, làm sao có thể cam tâm. Nhưng thẳng thừng từ chối Chu Hồng Cơ, bỏ lỡ cơ hội tốt lại có hành động theo cảm tính, theo chính trị mà nói thì không phải là một nhà chính trị trưởng thành. Một chính trị gia trưởng thành, từ trước đến nay đều để lợi ích và tình cảm cá nhân đặt sang hai bên, không nói lẫn lộn. Còn một điểm, Hạ Tường biết rõ hai câu chuyện, một là nuôi hổ thành họa và một chuyện là người nông dân và rắn. Trong lúc Chu Hồng Cơ thấy Hạ Tường lâm vào trầm mặc, cũng không nói gì. Chỉ ngồi một chỗ trầm tư bởi vì ông ta biết, Hạ Tường cần thời gian để tiêu hóa hết những tin tức kinh người mà ông ta vừa truyền đạt, cũng cần làm theo ý nghĩ, tính toán được mất. Cho nên ông ta phải tạo ra không gian vừa đủ cho Hạ Tường suy nghĩ. Hơn nữa ông ta có lý do để tin tưởng, với thủ đoạn và trí tuệ chính trị của Hạ Tường, tất nhiên sẽ đồng ý hợp tác với ông ta, mặc kệ về sau có trở mặt thành thù hay không thì ít nhất hiện tại cùng có mục tiêu đối phó với kẻ thù chung sẽ tạm thời giúp đỡ nhau. Người không nhìn xa tất phải lo gần, nhưng cũng phải nói rõ, ai cũng không biết trước tương lai,
lợi ích trước mắt mới là quan trọng nhất. Còn nữa nói, Hạ Tưởng càng suy nghĩ thận trọng thì Chu Hồng Cơ càng yên tâm. Nếu như Hạ Tưởng nhanh như chớp đồng ý ngay lập tức, thì ông ta mới lo lắng, Hạ Tưởng liệu có dở trò gì hay không. Chu Hồng Cơ tin tưởng nhân cách của Hạ Tưởng, chỉ cần Hạ Tưởng gật đầu, tất nhiên sẽ không hối hận, sẽ không hài lòng. Vì thế ông ta mới nghĩ hợp tác với Hạ Tưởng sẽ có cơ sở để tín nhiệm. Mà đối với Hà Giang Hải, ông ta từ trước đến giờ chưa bao giờ tín nhiệm thật sự. Hạ Tưởng nghĩ khoảng 5 phút đồng hồ, thật ra thời gian suy nghĩ thật sự cũng không lâu, nhưng hắn cố tình kéo dài thời gian một chút, là để biểu hiện sự nghiêm chỉnh trịnh trọng. Hạ Tưởng kỳ thật lại nghĩ đến chuyện lịch sử Tào Thù Lê đã nhờ hắn giảng qua, là thủ đoạn quan Thanh Liêm trừng trị bọn quan tham phóng túng, trong lòng hắn liền sáng tỏ thông suốt hơn rất nhiều. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, Hạ Tưởng nâng chén rượu lên. Hồng Cơ, đến đây, cùng uống rượu nào. Chu Hồng Cơ tươi cười rào rạt. Chén rượu cuối cùng phải có từ nâng cốc chúc mừng mới được. Ngụ ý là muốn Hạ Tưởng trực tiếp nói ra. Hạ Tưởng cười nói. Tình cảm sâu, một ngụm buồn. Chu Hồng Cơ rất mừng rỡ, nói như vậy là Hạ Tưởng đồng ý rồi. Hạ Tưởng đồng ý hợp tác một phần chứ không hề đồng ý tất cả, đương nhiên cũng chỉ là trong lòng âm thầm đồng ý không nói ra bên ngoài. Còn về câu nói cuối cùng, tình cảm sâu, một ngụm buồn, Chu Hồng Cơ hiểu thế nào là việc của ông ta có thể coi đó là lời chúc rượu, cũng có thể coi là lời nói trên bàn rượu, thì có thể thay mặt cho cái gì. Không tồi, Hạ Tưởng quả thật có bụng dạ đùa giỡn, nói một cách chính xác là chơi xỏ. Nhưng chơi xỏ cũng là vì một ngày mai tố đẹp hơn, Hạ Tưởng tự vô cùng vô lại mà tự an ủi mình. Có lẽ có một ngày Chu Hồng Cơ sẽ chỉ trích hắn nói mà không giữ lời, đến lúc đó hắn có thể đúng lý hợp tình nói, lúc đó hắn kỳ thật cái gì cũng không nói. Chấm, cũng quả thật là cái gì cũng không thể nói. Về đến nhà Tào Thù Lê đã đi vào giấc mộng, tư thế cuộn tròn thân người như một con mèo nhỏ đang ngủ, làm Hạ Tưởng tâm sinh thương tiếc, nhẹ nhàng giúp cô đắp chăn, yên lặng đi vào phòng sách, bật máy tính lên. Tiếu Giai quả nhiên đang lên mạng. Hạ Tưởng liền tỉ mỉ hỏi Tiếu Giai, kinh doanh ở Bắc Kinh gặp khó khăn gì? Càng nghe càng kinh hãi, không chút khoa trương mà nói, là Tiếu Giai kinh doanh ở Bắc Kinh đã mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên gặp phải việc bị đánh lén một cách toàn diện và trực diện, là một lần hành động như tầm ăn toàn bộ phương vị có tổ chức, không có biện pháp dự phòng và đường lui, mục đích là chiếm đoạt hoàn toàn công sức bao nhiêu năm nay của Tiếu Giai ở Bắc Kinh. Từ trước đến giờ luôn an phận thủ thòng, mặc dù kinh doanh không nhỏ nhưng chưa bao giờ lộ ra có bối cảnh của hậu đài, là vì một số người tạo thành ảo giác ngẫu nhiên về Tiếu Giai. Hơn nữa Tiếu Giai là một người phụ nữ đơn thân thần bí, liền vô hình chung càng có không ít người muốn theo đuổi dung mạo và của cải của cô. Từ những năm trước, Tiếu Giai đã cắt đuôi không ít ong bướm, mà những năm gần đây, theo sự lui về phía sau màn của Tiếu Giai, đã có rất ít người theo đuổi. Hiện tại nhà nội ra tay. Có phải là muốn chiếm Tiếu Giai cả người lẫn của làm của riêng cũng không thể biết được, nhưng thủ đoạn ác độc, mưu đồ hiểm ác làm Hạ Tưởng rất tức giận. Trong số mấy người con gái, mặc dù Tiếu Giai là người quyến rũ nhất, có phong tình nhất nhưng cô lại cam chịu đứng sau người khác, cam chịu không có tiếng tăm gì. Trong số tất cả những người con gái, là người thẳng thừng dứt khoát nhất. Cổ Ngọc có lẽ sẽ có một ngày xa chạy cao bay, phó tiên tiên thiên mã hành không, cũng có khả năng xoay người rời đi. Thậm chí Nghiêm Tiểu thì cũng là sau khi chờ đợi 10 năm nói không chừng cũng có lúc đau lòng ly biệt, nhưng Tiếu Giai vĩnh viễn sẽ không rời bỏ hắn. Hạ Tưởng tự nhận hắn có thể vĩnh viễn nắm trong tay ba người con gái bến cảng, có thể gọi đến bất cứ lúc nào là Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm và Tiếu Giai. Đương nhiên, một số tình huống cực đoan sẽ không xuất hiện, nhưng theo cảm nhận của Hạ Tưởng, Tiếu Giai là người con gái có thể cùng chung hoạn nạn. Bao nhiêu năm rồi? Tiếu Giai vẫn là khu rừng rậm phía sau hắn, hắn muốn gió có gió muốn mưa có mưa, chưa bao giờ làn hắn thất vọng một lần. Hiện tại nhà nội muốn có được Tiếu Giai, hơn nữa thủ đoạn bị ổi, trong lúc tức giận ác cảm của Hạ Tưởng đối với nhà nội càng mãnh liệt. Nếu tính cả oán hận chất chứa của Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường năm đó, món nợ giữa hắn và nhà nội cũng nên thanh toán một lần cho xong. Hạ Tưởng trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, và sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tiếu Giai, liền theo thứ tự gọi điện thoại cho Hứa Quan Hoa, Dương Uy và Nga Ni Trần. Hứa Quan Hoa gần đây rất gió xuân đắc ý. Gió xuân, không phải vì thăng quan, cũng không phải vì phát tài mà là tình yêu. Tình yêu, chính là Tùng Phong Nhi người đã khiến Hứa Quan Hoa mê muội.
Tùng Phong Nhi không chỉ bề ngoài xinh đẹp mà những điều cô trải qua cũng rất phức tạp, đối với việc đời nhìn rất thoáng lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trong mắt cô ấy, Hứa Quan Hoa mặc dù là tướng quân, nhưng trên thực tế ở phương diện tình cảm thì chẳng khác gì một người con trai mới biết yêu. Trên chiến trường tình cảm, Tùng Phong Nhi chính là một tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh, Hứa Quan Hoa chỉ là một tiểu binh nhỏ bé mà thôi. Cho dù lão cổ cũng bởi vì việc Hứa Quan Hoa bị Tùng Phong Nhi mê hoặc làm cho dở khóc dở cười, thì cũng may đó là người con gái do Hạ Tưởng giới thiệu, nếu không thì lão cổ cũng phi phải nhắc nhở Hứa Quan Hoa, không thể để y bị hủy hoại trong tay phụ nữ được. Tuy nhiên sau khi lão cổ nhìn thấy Tùng Phong Nhi, ông ta ngoại trừ cảm thán thủ đoạn của Hạ Tưởng, còn vì Hứa Quan Hoa cảm thấy vui mừng, Hứa Quan Hoa có được Tùng Phong Nhi cũng là phúc của y. Tùng Phong Nhi tuy rằng rất khôn khéo mặt hùng mạnh của Hạ Tưởng lại thoáng xuất hiện, làm cho lão cổ thản nhiên tiếp nhận con người hiểu đời hiểu người như Tùng Phong Nhi nhưng cô vẫn được coi là hiền lành, ngôn ngữ cử chỉ rất có chừng mực, một điểm làm cho lão cổ thấy hài lòng nhất, đó là cô chẳng những luôn trân trọng Hứa Quan Hoa, thật lòng đối xử tốt với y, mà còn là người rất có khả năng quản lý tài sản. Hứa Quan Hoa ở trong giới chính chỉ có một người vợ ở giới kinh doanh, là sự kết hợp tốt nhất rồi. Được sự cho phép của thủ trưởng, Hứa Quan Hoa lại càng hạnh phúc, dường như không thể chờ đợi được nữa mà phải cầu hôn Tùng Phong Nhi ngay lập tức, muốn lên kế hoạch thời gian kết hôn, Tùng Phong Nhi vốn cũng muốn kết hôn nhưng đang định đồng ý thì có chuyện xảy ra. Việc kinh doanh của Tiếu Giai gặp khủng hoảng lớn nhất trong mười mấy năm qua. Lúc nguy cấp như thế này, Tùng Phong Nhi làm gì có tâm tư mà kết hôn. Hiện tại cô với Tiếu Giai còn thân thiết với nhau hơn cả chị em ruột, tình bạn giữa hai người. Người ngoài khó mà hiểu được nhưng trong lòng cô là rõ nhất, cả đời này cô sẽ không để ai làm tổn thương đến Tiếu Giai. Bởi vì Tiếu Giai không chỉ lương thiện mà đối với cô còn giống như chị em, trong lúc cô khó khăn nhất đã nhận được sự quan tâm yêu mến từng ly từng tí của cô ấy, cô có ngày hôm nay, có của cải và thể diện đều là do một tay Tiếu Giai ban tặng. Trong lúc Tùng Phong Nhi từ chối Hứa Quan Hoa, cũng nói rõ lý do, bởi vì cô hiểu rõ là đã đến lúc cần Hứa Quan Hoa ra tay rồi. Hứa Quan Hoa chỉ biết Tiếu Giai là người chị khác họ mà Tùng Phong Nhi tôn trọng nhất, cũng biết rằng tất cả những gì Tùng Phong Nhi có đều là do Tiếu Giai đem lại, mặc dù y chưa từng gặp Tiếu Giai nhưng lại có ấn tượng cực kỳ tốt với cô. Việc kinh doanh của Tiếu Giai chính là việc kinh doanh của Tùng Phong Nhi, vì vậy động đến Tiếu Giai cũng là động đến Tùng Phong Nhi, hơn nữa động đến Tùng Phong Nhi chẳng khác nào động đến miếng thịt mà hắn ưa thích. Vì thế lúc điện thoại của Hạ Tưởng đúng lúc gọi đến, không cần Hạ Tổng động viên cũng không cần giải thích nhiều, nhiệt huyết cùng chung mối thù đã sôi trào trong lòng Hứa Quan Hoa. Phó Bí Thư Hạ, anh nói nên làm thế nào thì tôi sẽ làm theo thế. Hứa Quan Hoa đưa ra một lời hứa hẹn đầy trang nghiêm. Hạ Tưởng cũng không khách khí với Hứa Quan Hoa, nhưng giọng điệu vẫn rất thoải mái, cho dù là sắp khai chiến cũng không cần phải vẻ nặt đau khổ. Triết học của Hạ Tưởng chính là chu đáo chuẩn xác, vẻ mặt vui cười không sợ khó khăn, dũng cảm tiến tới. Chỉ nói với Hứa Quan Hoa một câu. Quan Hoa, anh chỉ cần phất cờ hò reo ở phía sau là được rồi. Ngày mai Dương Uy và Tổng Giám Đốc Trần sẽ đến Bắc Kinh, anh ra mặt tiếp đãi một chút, sự tình cụ thể do bọn họ xử lý. Thân phận đặc biệt của Hứa Quan Hoa không cho phép y xuất đầu lộ diện, chỉ cần ngồi trấn thủ, để tránh có người cảm thấy có thể âm thầm thực thi một số thủ đoạn không quang minh chính đại. Có một thiếu tướng trong quân đội làn chỗ dựa. Người muốn động tay động chân cũng phải nghĩ hậu quả nghiêm trọng đứt tay đứt chân. Xét về việc đùa giỡn, Hứa Quan Hoa không bằng Dương Uy. Luận âm mưu quỷ kế, Hứa Quan Hoa không bằng Nga Ni Trần, có Dương Uy và Nga Ni Trần ra mặt, âm thầm phối hợp tác chiến, lại có Tiếu Giai và Tùng Phong Nhi nghênh địch chính diện, tin chắc rằng chỉ cần nha nội không tử tế mà đến, muốn trong quy tắc thâu tóm tài sản của Tiếu Giai, cũng không phải là việc dễ dàng. Đồng thời Hạ Tưởng còn chuẩn bị một đường rút lớn hơn nữa, đó là Nguyên Minh Lượng. Nói đến Nguyên Minh Lượng không thể không nhắc đến việc tiến triển của nhà máy hóa chất của Nguyên Minh Lượng ở thành phố Giao Liêu. Tiến triển thuận lợi hết thảy, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của Nguyên Minh Lượng, khiến cho Nguyên Minh Lượng hết sức khâm phục sự suy xét chu đáo của Phó Bí Thư Hạ Hạ Tưởng, cũng là bởi vì Nga Ni Trần cùng y đi đến Giao Liêu, dưới sự giúp đỡ của Nga Ni Trần đã làm cho các thế lực khó giải quyết ở Giao Liêu được hóa giải một cách gọn gẽ. Về âm mưu và tính kế trong thương nghiệp có lẽ Nga Ni Trần không lõi đời bằng Nguyên Minh Lượng, nhưng về chuyện đen trắng cùng ăn thì Nguyên Minh Lượng còn kém xa. Nguyên Minh Lượng lúc đầu có vẻ hơi khinh thường Nga Ni Trần,
cảm thấy Nga Ni Trần so với y không cần biết là về tài lực hay là khả năng buôn bán đều kém xa. Nhưng sự việc ở Giao Liêu đã làm y hiểu rõ, nếu y chỉ hoạt động bên ngành tư bản tài chính, chỉ cần làm thật thể, thì bắt buộc phải tiếp xúc với chính quyền địa phương và thế lực đen độc ác, lúc đó sự xuất hiện của Nga Ni Trần sẽ làm sự việc nhất định thắng lợi. Nguyên Minh Lượng từ đó coi Nga Ni Trần là bạn tri kỷ, ăn ở với nhau rất vui vẻ. Sau khi nhà máy hóa chất của Nguyên Minh Lượng đi vào sản xuất, trước lúc vẫn chưa chính thức khởi công, đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa ở tỉnh Tề ký kết hợp đồng về việc cung cấp công nghiệp dùng muối với tỉnh Yến. Phải biết rằng, tỉnh Tề là tỉnh có sản lượng muối cao nhất, mà Nguyên Minh Lượng lại bỏ gần tìm xa, hơn nữa giá muối của tỉnh Yến cũng không hề thấp hơn tỉnh Tề, trong đó chắc chắn là ẩn chứa ý vị sâu xa về mặt chính trị. Cũng hoàn toàn đúng là ý nghĩa chính trị, chính bởi vì kế riêng của Nguyên Minh Lượng, lại thêm sự tham gia của Ngô Nhược Thiên, các nhà máy sản xuất muối ven vùng duyên hải của tỉnh Yến đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa, lại khôi phục lại sức sống bừng bừng. Hơn nữa cơn lốc chống tham nhũng trong hệ thống khai thác muối liên động hai tỉnh Tề và Yến, làm cho cục khai thác muối tỉnh Yến không tiếp tục điều phối muối tư của tỉnh khác nữa, mà chuyển thành phân phối trong tỉnh. Vì vậy mà công nhân chịu ơn huệ có đến mấy ngàn người, những người công nhân sản xuất muối đã từng ở dưới tầng lớp thấp nhất, ngay cả việc kiếm ra tiền sinh hoạt phí hàng ngày cũng gặp khó khăn, sau khi hệ thống tham quan đã bị xử lý lại có hy vọng có cơm ăn. Những gương mặt tràn đầy nét tang thương, đầy gian nan vất vả lại lộ ra nụ cười đã lâu không có. Nguyện vọng của những công nhân tầng thấp nhất là giản dị nhất, cũng là sơ đẳng nhất, chỉ cần có việc làm, có cơm ăn là họ đã mãn nguyện rồi. Nhưng đáng tiếc, những người lãnh đạo ngồi cắm cổ dưới tòa nhà cao tầng một bữa ăn một con bò, ánh mắt chỉ nhìn lên trên mà không nhìn xuống dưới, chưa bao giờ nhìn thấy sự cực khổ của họ. Những người công nhân sản xuất muối, một lần nữa được đi vào sản xuất nên rất vui vẻ, chỉ là bọn họ không biết một điều, bọn họ nên cảm ơn người họ chưa bao giờ gặp mặt ngay và tên cũng không biết Hạ Tường. Nếu không phải là Hạ Tường ở phía sau thúc đẩy mạnh mẽ, có lẽ bọn họ chỉ có thể tiếp tục thở ngắn than dài. Nhưng đối với Hạ Tường mà nói, mục đích cuối cùng của hắn không phải là cứu giúp cuộc sống của mấy ngàn người công nhân, điều hắn muốn còn nhiều hơn nữa, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã muốn dùng hết sức lực để đòi lại quyền lợi, đòi lại chính nghĩa cho người dân. Dưới sự bày mưu sắp đặt của Hạ Tường, nhà máy của Ngô Nhược Thiên bắt đầu sản xuất ra một lượng lớn muối ăn không có chất phụ gia, đề cao muối ăn sinh thái, muối ăn tự nhiên, muối ăn thiên nhiên, khẩu hiệu đưa ra là ăn cơm khỏe mạnh bắt đầu từ mỗi một hạt muối. Hệ thống khai thác muối từ cục trưởng đến trung tầng, đã trừng trị được vô số tham quan, lại thêm sự hùng hậu về gia cảnh của Ngô Nhược Thiên, hơn nữa còn có hoạt động tỉ mỉ của Nghiêm Tiểu Thì, thậm chí không cần Cao Tấn Chu ra mặt chào hỏi, muối ăn sinh thái khỏe mạnh của Ngô Nhược Thiên đã được cục khai thác muối thông qua, tuy nhiên sau khi đóng hàng và đóng dấu thì thành muối chuyên doanh bán tại thị trường. Quan niệm làm khỏe mạnh, đầu tiên phổ biến từ tỉnh Tề là được rồi. Sau đó dần dần phối hợp với sự tuyên truyền của truyền thông, lại bỏ tiền thuê vào giáo sư chuyên gia quảng cáo về lợi ích không có chất phụ gia trên báo và tạp chí, tin rằng một cách vô tri vô giác sẽ đem lại ảnh hưởng lâu dài mà tốt đẹp cho sức khỏe của vô số bách tính. Quả thật là như thế, Hạ Tường cũng không uổng phí tâm huyết của mình, không phí công đắc tội quan cao quyền quý, vui mừng mà cười. Có lẽ những gì hắn theo đuổi so với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, so với vì chiến tích mà xây dựng rầm rộ, so với bảo vệ hạnh phúc của con cháu ba đời mà bốn phía tham ô, hơn nữa bất cứ lúc nào bỏ đi hạnh phúc quốc gia. Tất cả những quan viên không có đủ khí chất không đủ lóa mắt, nhưng điều Hạ Tưởng muốn làm chính là đem quan niệm vì nước vì dân biến thành hành động thực sự. Chăm họ không biết công sức của hắn cũng không quan trọng, những người quyền cao chức trọng có thích hắn hay không càng không quan trọng, điều quan trọng là hắn không nói suông, không giả danh, há vì một niềm tin mà vĩnh viễn không bỏ cuộc. Mộng tưởng có lẽ rất xa vời, niềm tin có lẽ rất gian nan, nhưng đã đi tới ngày hôm nay, trên người hắn mặc dù có dấu ấn của thế lực gia tộc, nhưng vĩnh viễn không xóa nhòa tình cảm dành cho người dân bình thường, tình cảm chân chính dành cho người dân. Mộng tưởng lớn nhất cũng là lâu dài nhất của Hạ Tưởng là dân giàu nước mạnh. Một quốc gia chỉ có dân giàu có, mới có thể sánh vai với các nước trên thế giới. Tuy rằng không thể nói, Nguyên Minh Lượng đã bị hắn thu phục. Nhưng nếu cần thiết phải mượn kế sách trên thương trường của Nguyên Minh Lượng, tin rằng y cũng sẽ không từ chối, vui vẻ giúp đỡ. Hạ Tưởng hoàn toàn tin tưởng nếu như Hứa Quan Hoa bọc hậu, Tiếu Dài ở chính diện, Dương Uy và Nga Ni Trần giúp đỡ bên cạnh, còn nếu vẫn không ngăn cản được nha nội,
Nguyên Minh Lượng ra mặt thế nào cũng giành được thắng lợi. Nhưng mong là sẽ không phải đợi đến lúc Nguyên Minh Lượng phải ra tay. Sau khi Hạ Tưởng tỉ mỉ vì nha nội tạo một cái bẫy mới ở Bắc Kinh, đem tâm tư thu lại về với Tỉnh Tề. Bởi vì so sánh với sự sừng sững của Bắc Kinh, Tỉnh Tề mới thật sự là trận chiến chủ yếu, không chỉ trận quyết chiến với Hà Giang Hải sắp diễn ra, mà nha nội cũng sắp đến Tỉnh Tề, không cần biết nha nội có thật sự muốn đầu tư hay không, hay là muốn tiếp tục đại kế sản nghiệp bất động sản, có lý do để tin rằng Tỉnh Tề chính là nơi quyết chiến thanh toán nợ nần cuối cùng của hắn và nha nội. Thù mới hận cũ là xóa bỏ toàn bộ hay là tăng lên gấp bội, xin mời phóng ngựa lại đây, hắn đã bày sẵn trận địa đợi quân địch tới. Ngày hôm sau, vừa mới đi làm Hạ Tưởng đã tham gia cuộc họp hội nghị công việc bí thư, thảo luận về vấn đề sửa chữa lần thứ hai của ban tổ chức cán bộ trong việc điều chỉnh nhân sự. Trải qua việc lĩnh hội đầy đủ ý đồ của lãnh đạo, bản sửa chữa lần thứ hai của Lưu Đắc Ích, về cơ bản đã thể hiện được ý đồ của Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng. Ngoài ra còn có một phần đề nghị của Tôn Tập Dân, về cơ bản lợi ích của Hà Giang Hải cũng không được quan tâm bao nhiêu. Trong đó điểm mấu chốt là bước tiếp theo của Phó Bí Thư Thường vụ Tỉnh ủy lệnh truyền chí mà thôi. Lúc vẫn chưa triển khai thảo luận, thì Khâu Nhân Lễ đã nhận được điện thoại của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương liên quan đến ý kiến xử lý Vương Chi Phu, Trung ương chính thức trả lời, kết quả, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mà sự xuất hiện ý kiến xử lý Vương Chi Phu, cũng gián tiếp thể hiện Trung ương đối với vấn đề đối đãi với Tỉnh Tề đã xuất hiện sự phân kỳ. Vấn đề nhân sự từ trước đến nay là đặc biệt quan trọng. Trong chính trị, người ta so bì nhau ở quyền uy, ở danh tiếng, không phải nói ai lộ diện trên tin tức số lần nhiều hơn, cũng không phải ai nói chuyện tốt hơn, lại càng không phải ai là chủ soái, mà là người của ai chiếm cứ vị trí mấu chốt nhiều hơn. Con người là nền tảng, sự việc là do con người làm ra. Chỉ có nắm giữ quyền lực dùng người, mới có khả năng được việc. Cho nên quyền lực lớn nhất không phải nắm giữ kinh tế, cũng không phải quản lý lực lượng, mà chỉ là để ý coi nhân sự là hạng nhất, liền nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, bắt được điểm mấu chốt của vấn đề. Vương Chi Phu phạm vào chuyện tối kỵ của quan trường, tất cả mọi người cho rằng ông ta không sung sướng gì, không phải trực tiếp khuyên từ chức, thì cũng là xử phạt lỗi nặng, dù sao khẳng định sẽ bị xử phạt, không còn cách nói nào khác. Lẽ ra vấn đề của Vương Chi Phu tuy rằng không vô cùng nghiêm trọng, coi như là sự kiện chính trị rất ít gặp, tất cả mọi người cho rằng Trung ương nhận định vấn đề Vương Chi Phu, lập trường đều nhất trí, không ngờ. Vẫn cứ nảy sinh chia rẽ. Hơn nữa còn là chia rẽ không nhỏ. Xử phạt Vương Chi Phu như thế nào, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương lần lượt nêu ý kiến, sau đó đệ trình lên Bộ Chính trị thảo luận. Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra ý kiến rất nhanh. Không cần dự kiến những gì Vương Chi Phu đã làm có tính chất ác liệt đến mức nào, phải khuyên từ chức. Nếu Ban Tổ chức Trung ương cũng có ý kiến giống thế, trên cơ bản vận mệnh Vương Chi Phu khó thoát khỏi kết cục xử phạt về nhà ôm con nhỏ. Nhưng mà, ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương lại là, vấn đề Vương Chi Phu không nghiêm trọng lắm, ông ta chỉ nói thật mà thôi, đều không phải là bịa đặt. Nếu phải truy cứu trách nhiệm Vương Chi Phu, đồng thời cũng phải bắt đồng chí Tôn Tập Dân làm kiểm điểm cho Trung ương. Thân là cán bộ lãnh đạo cao cấp, nói năng không phù hợp thân phận, cũng là khó chối được sai lầm này. Ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương cũng rất đúng trọng tâm, lý do cũng rất đầy đủ. Nhưng Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không nhượng bộ, cho rằng cách nói của Ban Tổ chức Trung ương không đủ sức thuyết phục, đồng chí Tôn Tập Dân chỉ khó thở mà thuận miệng nói sai, không thể tính là chuyện lớn được, mà đem ghi âm phát lên mạng, là sự kiện để lộ bí mật không thể dễ dàng tha thứ. Ban Tổ chức Trung ương cũng không nhượng bộ, kiên trì đến cùng. Liên tục rằng có một thời gian, rốt cục trong một trường hợp nửa chính thức, cuối cùng Tổng Bí Thư lên tiếng. Tỉnh Tề vừa mới bắt một phó chủ tịch tỉnh, hiện tại lại xử phạt một phó chủ tịch tỉnh cũng không thích hợp. Tính ra sự việc cũng không lớn, ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương cũng rất đúng trọng tâm. Tổng Bí Thư nói một câu, cuối cùng quyết định xử phạt Vương Chi Phu chính là cảnh cáo miệng. Sau khi Khâu Nhân Lễ nhận được điện thoại, ngây người sửng sốt, buông điện thoại, tuyên bố quyết định của Trung ương cho mấy người đang tham dự hội nghị. Hôm nay sẽ làm việc là thảo luận phương án điều chỉnh nhân sự, công chức tham gia cũng không nhiều, Tôn Tập Dân, Hạ Tưởng, Lưu Đắc Ích và Hạ Lực, xem như một lần họp hội ý phạm vi hẹp. Mặc dù người không nhiều lắm, sau khi Khâu Nhân Lễ truyền đạt hoàn toàn tinh thần của Trung ương, mấy người đều không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Hạ Tưởng cũng âm thầm khiếp sợ.
xử phạt Vương Chi Phu thật sự là giơ cao gậy lên, cuối cùng lại nhẹ nhàng hạ xuống, hoàn toàn chính là thủ pháp xử lý chuyện lớn hóa nhỏ. Chẳng lẽ là Vương Chi Phu và Tổng Bí Thư có giao tình gì sao? Đương nhiên, đoán thì đoán, có một số việc không thể mở miệng hỏi, nhưng xử lý nhẹ Vương Chi Phu, Hạ Tưởng vẫn cảm thấy vui mừng, liếc trộm Tôn Tập Dân một cái, không ngoài dự đoán, vẻ mặt Tôn Tập Dân rất kém sắc. Tôn Tập Dân vài lần tỏ vẻ rộng lượng mà không truy cứu trách nhiệm Vương Chi Phu, làm bộ là thế, ra vẻ khoan dung là thế, nhưng phỏng chừng từ sâu trong nội tâm, ông ta vẫn hy vọng Trung ương khiển trách đối với những gì Vương Chi Phu đã làm. Không ngờ cuối cùng kết quả vẫn khiến ông ta thất vọng, chẳng lẽ không phải gián tiếp chứng minh, mức độ bảo vệ của Trung ương đối với ông ta rất yếu, nói cách khác, đối với ông ta có chút bất mãn chăng? Tôn Tập Dân trong lòng khó an, trong nháy mắt cảm thấy hứng thú thảo luận phương án nhân sự hôm nay cũng mất hết cả. Nếu Trung ương có quyết định, tỉnh ủy sẽ kiên trì ủng hộ chỉ thị của Trung ương, sự việc Vương Chi Phu, dừng ở đây. Khâu Nhân Lễ mở đầu định ra quan điểm chủ đạo của tỉnh ủy tỉnh Tề. Đồng chí Tập Dân cũng luôn luôn khoan dung rộng lượng, tin tưởng anh ấy có thể hiểu và tiếp nhận quyết định của Trung ương. Tôn Tập Dân chỉ có thể biểu hiện ra một cách khoan dung. Cá nhân tôi vốn không tán thành xử phạt đồng chí Vương Chi Phu, Trung ương quyết định rất anh minh, cũng phù hợp mong muốn của cá nhân tôi. Mùi vị đánh gãy răng nanh nuốt vào bụng không dễ chịu lắm, Hạ Tưởng nhìn ra ánh mắt cô đơn và bất đắc dĩ của Tôn Tập Dân, biết rõ Tôn Tập Dân hai lần gặp vận xui vào duy nhất một người, Hạ Tưởng ngoại trừ cảm giác thông cảm sâu sắc đối với Tôn Tập Dân, cũng không có mong muốn gì. Có biện pháp nào đâu, một người không có khả năng luôn rất may mắn, để ý. Một người cũng không có khả năng luôn luôn xui xẻo, chẳng qua xui xẻo của Tôn Tập Dân dường như từ khi ông ta nhậm chức chủ tịch tỉnh tỉnh Tề còn không qua đi, dường như. Quán tính lịch sử hùng mạnh còn chi phối một số quy luật khách quan. Sau khi Trung ương quyết định hình phạt đối với Vương Chi Phu, đồng thời còn tuyên bố một quyết định trọng đại, chính là miễn chức phó chủ tịch tỉnh tỉnh Tề của Phan Bảo Hoa, bởi vậy, tỉnh Tề chính thức chống một ghế phó chủ tịch tỉnh. Ban tổ chức Trung ương trước đây đã chọn người bước đầu trưng cầu ý kiến tỉnh ủy, bởi vậy lần này sau khi chính thức tuyên bố Phan Bảo Hoa bị miễn chức, Khâu Nhân Lễ liền mượn thảo luận điều chỉnh nhân sự tỉnh Tề, đưa ra vấn đề phụ. Ban tổ chức Trung ương hy vọng tỉnh ủy đề cử hai người, Tập Dân, Hạ Tưởng, hãy cho ý kiến. Định ra đề tài thảo luận, có thể không nói đến chuyện đề xuất phó chủ tịch tỉnh, xem như tiết mục xen vào không ngờ. Mặc dù ai cũng biết rằng, bổ nhiệm cán bộ cấp phó tỉnh, tỉnh ủy không có quyền quyết định, tuy nhiên là trình tự theo lệ, nhưng đề cử ai lên, cũng rất chú ý. Cho nên Khâu Nhân Lễ chỉ hỏi Tôn Tập Dân và Hạ Tưởng, không hỏi Liêu Đắc Ích và Hạ Lực, cũng là bởi vì Hạ Lực ngay cả tư cách đề cử cũng không có, anh ta dù sao chỉ là đại quản gia ở tỉnh ủy. Tôn Tập Dân không chuẩn bị tâm lý, ông ta còn chưa hết cảm xúc mất mát, chỉ khoát tay nói. Tôi sẽ không phát biểu ý kiến. Phục tùng quyết định của tỉnh ủy. Tôn Tập Dân xem ra, ông ta thân là chủ tịch tỉnh cũng không nói nhiều, Hạ Tưởng càng hẳn là thức thời cũng câm miệng không nói chuyện, không ngờ Hạ Tưởng thật đúng là không cảm thấy được, chẳng những nói chuyện, đề xuất ứng cử viên, còn khiến Tôn Tập Dân chấn động. Tôi quả thật có một ý tưởng. Hạ Tưởng dường như một chút cũng không có ý thức tự giác, rất nghiêm túc nói. Phó chủ nhiệm thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh đồng chí Lệnh Truyền Chí có kinh nghiệm công tác phong phú. Tôi đề nghị, tỉnh ủy có thể đề cử đi lên. Khâu Nhân Lễ đầu tiên là kinh ngạc, khó hiểu Hạ Tưởng vì sao phải đề cử Lệnh Truyền Chí, bởi vì Lệnh Truyền Chí là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Hà Giang Hải, nếu Lệnh Truyền Chí thật sự đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh, Hạ Tưởng chẳng lẽ không phải là chính mình tạo chướng ngại lớn hơn nữa. Tuy nói đề cử là một chuyện, đề cử lên, cuối cùng ban tổ chức Trung ương có thận trọng đối đãi hay không lại là một chuyện khác. Trung ương bổ nhiệm phó chủ tịch tỉnh tỉnh Tề có ý tưởng gì hay không, lại không thể hiểu hết, nhưng Hạ Tưởng trước mặt mọi người đề cử Lệnh Truyền Chí, chính là một tín hiệu chính trị có ý nghĩa vô cùng sâu xa, khẳng định có huyền cơ. Sau đó nghĩ lại, Khâu Nhân Lễ dường như hiểu ra điều gì, âm thầm mỉm cười. Tôn Tập Dân so với Khâu Nhân Lễ thì càng khiếp sợ, vẫn một chút không tỉnh táo, rất không rõ Hạ Tưởng rốt cuộc không đúng chỗ nào, đề cử Lệnh Truyền Chí là có dụng ý gì. Tôn Tập Dân chìm nổi mấy chục năm trong quan trường. Tự nhiên rõ ràng người trong quan trường làm việc đều có dụng ý, nhất là Hạ Tưởng là điểm tựa thế lực khắp nơi ở tỉnh Tề, vốn hợp tác với Chu Hồng Cơ càng thêm chặt chẽ, không ngờ tung ra quân bài đề cử Lệnh Truyền Chí làm phó chủ tịch tỉnh,
Hạ Tưởng đề cử đương nhiên không có trọng lượng, nhưng nếu chỉ Hạ Tưởng thuận miệng mà nói coi như cho đi một ân tình, cũng sẽ 10 phần sai, chẳng lẽ Hạ Tưởng muốn mượn cơ hội đến gần Hà Giang Hải? Tôn Tập Dân lập tức trong lòng cảnh giác. Tuy nhiên mặc kệ ông ta có ý tưởng và thái độ gì, Khâu Nhân Lễ cũng không tỏ rõ ý kiến đối với đề cử của Hạ Tưởng nói một câu. Đồng chí lệnh truyền chí, thật ra cũng là một ứng cử viên, tốt lắm, tiếp theo tiếp tục thảo luận dự thảo phương án điều chỉnh nhân sự của ban tổ chức cán bộ. Dự thảo phương án điều chỉnh nhân sự thứ hai, về tổng thể đã tiếp cận đến ý đồ của Khâu Nhân Lễ, cũng thể hiện ra một phần ý tưởng của Hạ Tưởng, và thích hợp chiếu cố ý đồ của Tôn Tập Dân, chủ yếu cũng là trước mắt đã hóa giải được các mũi nhọn mâu thuẫn. Ví dụ như vấn đề tập đoàn đạt tài, ví dụ như đại án cục nghề muối thối nát, vân vân. Mà Liêu Đắc Ích và Hà Giang Hải càng lúc càng xa, ý đồ của Hà Giang Hải trong phương án điều chỉnh nhân sự gần như không thể hiện cụ thể. Hà Giang Hải ở tỉnh ủy, dường như càng ngày càng bị đẩy ra bên cạnh. Trải qua một hồi thảo luận không quá mãnh liệt, trên cơ bản dự thảo phương án thứ hai bước đầu đã thống nhất, và sau khi sửa chữa một ít chi tiết, sẽ đệ trình đến hội nghị thường vụ để thảo luận. Có thể đạt được thông qua biểu quyết ở hội nghị thường vụ hay không? Hà Giang Hải có thể ở hội nghị thường vụ có được lực lượng phủ quyết hay không, đã không hề còn lo lắng. Thông qua làm việc trên cơ bản là có thể cho ra kết luận, sau khi trải qua một loạt sự kiện, Hà Giang Hải quả thật đã mất đi quyền phát ngôn đối với vấn đề nhân sự, đã không hề có đường lên tiếng trong cuộc họp. Sau đó, sau khi Hạ Tưởng đi ra khỏi văn phòng, vừa ngoặt lại, đang muốn về văn phòng, lại bị Tôn Tập Dân gọi lại. Phó Bí Thư Hạ, có thời gian không? Đến văn phòng tôi ngồi, có chuyện muốn bàn với anh. Chủ tịch tỉnh triệu tập, không thời gian cũng phải có thời gian, Hạ Tưởng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tới phòng làm việc của chủ tịch tỉnh, sau khi Hạ Tưởng ngồi xuống, Tôn Tập Dân ra hiệu thư ký Hoàng Sang đóng cửa lại, sau đó nói thẳng vào vấn đề. Phó Bí Thư Hạ, Tổng Giám Đốc Cao ngày mai sẽ tới thành phố Lỗ, anh ta muốn ngồi xuống nói chuyện với anh, lúc này đây, anh ta rất có thành ý. Hơn nữa còn chuẩn bị một phần lễ vật. Nếu nói lúc trước Chu Hồng Cơ và Hạ Tưởng gặp mặt thảo luận vấn đề, là thế tiến công chính trị, như vậy Tôn Tập Dân ra điều kiện, chính là ích lợi kinh tế. Chính trị và kinh tế hai bút cùng vẽ, nhà nội thật đúng là phải bỏ tiền vốn. Thật sự là bởi vì vấn đề siêu thị chạm đến chỗ đau của anh ta, hay là anh ta tính kế khác? Nếu anh ta thật tâm hợp tác, chẳng lẽ còn ra tay một cách công phu, ý đồ thâu tóm sản nghiệp của Tiếu Giai sao? Hay cho một nha nội phức tạp hay thay đổi và biết xem xét thời thế, Hạ Tưởng trong lòng cười lạnh, cho dù là ở Bắc Kinh, hay là ở thành phố Lỗ, hắn đều đã chuẩn bị cho nha nội một bữa tiệc lớn, nhất định phải khiến nha nội ăn thật no. Tuy nhiên không ai đoán được chính là, nha nội đã đến từ trước, vẫn im lặng hồi lâu chờ Hà Giang Hải ra tay, hơn nữa cũng là một bữa tiệc làm người ta hoa cả mắt. Buổi tối Hạ Tưởng không có việc xã giao, yên ổn về nhà ăn cơm. Một trong những dấu hiệu của người đàn ông tốt, là về nhà ăn bữa tối với vợ con, là một trong những phẩm chất ưu tú. Không ngờ về đến nhà mới phát hiện, Tào Thù Lê cũng không nấu cơm cho hắn, mà lặng lẽ thu xếp hành lý, hiển nhiên là muốn đi xa nhà. Tào Thù Lê chưa từng dùng kỹ xảo ác liệt phụ nữ quen dùng là vừa khóc vừa đòi thắt cổ, kết hôn 10 năm, vẫn vô cùng hữu hảo với Hạ Tưởng, có chuyện gì tuyệt đối sẽ không bỏ đi. Hôm nay là làm sao vậy? Hạ Tưởng nhìn thấy trên mặt Tào Thù Lê lờ mờ khuôn mặt u sầu, nước mắt còn đầy trong hốc mắt, liền kinh hoàng, suy nghĩ, cha mẹ mình thân thể khỏe mạnh, cha mẹ vợ lại hết thảy không lo, cô ấy làm sao vậy? Hơn nữa hắn cũng ngoan lại nghe lời, còn có ai đáng để cô bé Lê khẩn cấp rời đi và rối loạn tâm tư như vậy? Chỉ có một người. Hạ Tưởng tiến đến từ phía sau ôm lấy bả vai Tào Thù Lê, dịu dàng hỏi. Hạ Đông làm sao vậy? Tào Thù Lê thấy Hạ Tưởng đã đoán được một chút vấn đề, liền thở dài một tiếng nói. Càng lớn càng không bớt lo, vừa mới gọi điện thoại tới, khóc rối tinh rối mù, nói là muốn mẹ. Em đã đặt vé máy bay ngày mai, sáng sớm sẽ bay về Bắc Kinh. Tình mẫu tử, tình phụ tử, những năm gần đây, Hạ Tưởng tự trách mình không quan tâm đến Hạ Đông đầy đủ, liền hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Nếu không anh đi cùng em một chuyến? Hoặc là dứt khoát chuyển Hạ Đông đến thành phố Lỗ đi học. Em cũng muốn, nhưng con đã lớn rồi, có ý muốn riêng, khóc thì cứ khóc, nhưng không chịu rời khỏi Bắc Kinh. Hỏi nó chuyện gì, lại không nói, chỉ nói muốn mẹ. Nói xong, nước mắt cô bé Lê chảy ra một chút,
gục trên vai Hạ Tưởng khóc nức lên. Hạ Đông vừa khóc, lòng liền rối loạn, hận không thể lập tức nhìn thấy con. Cũng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, chính là Hạ Tưởng cũng thường xuyên vướng bận chút chuyện thiên hạ. Kỳ thật quan hệ cha con giữa hắn và Hạ Đông tốt lắm, Hạ Đông lúc nhỏ, dáng vẻ rất giống mẹ, mặt hơi gầy, thân hình hơi bé, nhưng từ 5-6 tuổi trở đi, càng ngày càng giống hắn, hơn nữa cho dù là diện mạo hay là thói quen ăn uống, càng ngày càng giống hắn nhiều. Hồi nhỏ Hạ Đông thích ăn cơm, đến giờ, chỉ ăn mì phở. Hạ Tưởng khá tán thành Hạ Đông ăn mì phở, cơm có tính lạnh, thích hợp với khí hậu phía Nam nóng bức, phương Bắc lạnh và khô ráo, mì phở chẳng những nhiệt lượng cao, cũng là đồ ăn ôn tính, là món thích hợp nhất với phương Bắc. Khí hậu phương nào nuôi dưỡng người phương ấy, trong đó hàm chứa đạo lý mộc mạc chính là làm người phải biết lựa đồ mà ăn. Kỳ thật cũng giống với đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc, địa phương sản xuất đồ ăn chỉ thích hợp với người địa phương sinh trưởng ở địa phương. Đường xa mà đến, đồ ăn đều không phải là không có thể ăn, nhưng không thể là thức ăn chính. Giống như mùa đông phương Bắc đang rét lạnh khô ráo, ăn ớt thì cũng giống như làm nóng, bởi vì cây ớt vốn là thực vật dùng để chống đỡ khí hậu ẩm ướt phía Nam. Hiện tại Hạ Đông lớn lên mặt tròn, cường tráng và rõ ràng dứt khoát không giống mấy đứa bé cùng tuổi bị còi hoặc là béo phì, lờ mờ có dáng vẻ giống hệt Hạ Tưởng ngày xưa. Khiến Hạ Tưởng cảm thán chính là, lúc hắn còn nhỏ, vừa không có sữa lại không có thịt cá, chỉ một khối dưa muối mặn chát mà trưởng thành thân thể khỏe mạnh, và cường tráng. Hiện tại trẻ con, ngày nào cũng được bổ sung các loại dinh dưỡng, hậu quả là bệnh viện kín người hết chỗ. Hiện tại trẻ con đều ở thể hàn nhiều bệnh. Chú ý không phải cơ thể yếu mà kỳ thật là có quan hệ lớn với thói quen ăn uống cùng với lạm dụng chất kháng sinh. Các chuyên gia luôn cường điệu một ly sữa làm một dân tộc cường tráng, lời lẽ sai trái, kết quả chính là sữa bột tứ ngưu thiếu chút nữa hủy diệt một thế hệ nhi đồng. Lại có chuyên gia cổ suý ăn thịt khỏe mạnh và ăn cá thông minh, theo lý luận của bọn họ người Mông Cổ hẳn là dân tộc cường tráng nhất trên thế giới, mà gần như hoàn toàn ăn cá thì người Iceland chính là những người thông minh nhất trên thế giới. Kỳ thật không phải, Mông Cổ bần cùng và Iceland phát bệnh ung thư nhiều nhất thế giới, cũng đã giải thích rất nhiều vấn đề. Các chuyên gia chẳng qua lựa chọn tính chất mà không nhìn thực tế thôi. Cụ thể là vấn đề giáo dục Hạ Đông và Liên Hạ, Hạ Tưởng ý tưởng rất nhiều, nhưng không cách nào thực hiện nhất, bởi vì hắn không có thời gian cũng không có sức lực đi quản giáo bất luận cái gì về hai thằng nhỏ kia. Thật may Hạ Đông có ý thức độc lập rất mạnh, còn tuổi nhỏ mà ở Bắc Kinh. Dùng chính lời nói của nó mà kêu, tung hoành thiên hạ, rất ít khóc nhè, và so sánh với rất nhiều bạn cùng lứa tuổi bây giờ còn muốn ngủ cùng với mẹ, Hạ Đông bắt đầu cũng đã bỏ xa các bạn cùng tuổi mấy phố. Liên Hạ cũng như thế. Tuy rằng Liên Hạ do ông cụ mang theo, nhưng ông cụ Ngô cũng không phải là người bình thường, đã không cưng chiều Liên Hạ, ngược lại còn yêu cầu nghiêm khắc hơn cả so với Liên Nhược Hạm. Sự thật tàn khốc là ba đời nhà họ Ngô không có người tài khiến ông cụ rất là tỉnh táo. Rõ ràng một sự thật là, một gia tộc muốn trường thịnh không suy, sẽ không được cưng chiều con cháu. Tất nhiên không thể thực hiện theo lý luận của người xưa là phải lấy đòn roi ra dạy con cháu, nhưng hiện tại tiểu hoàng đế phải được giáo dục, cũng là có phương pháp bồi dưỡng. Ông cụ tận mắt chứng kiến con cháu lãnh tụ dựng nước, cũng không mấy người có thể có lại thành tựu. Cũng thấy vô số đảng thái tử bị giết, càng tận mắt nhìn thấy con nhà quan có khởi điểm giống như vậy, đại bộ phận đi rèn luyện tại địa phương. Đều tiêu tan dần trong mắt mọi người. Giáo dục là đặc biệt quan trọng, tuy nhiên người ta nói quá tam ba bận, là bùa chứ khó mà phá vỡ. Ông cụ Ngô đem toàn bộ hy vọng gửi gắm lên Liên Hạ, yêu cầu đối với Liên Hạ rất nghiêm khắc. Về phần Mai Hiểu Lâm giáo dục Mai Đình, cùng với Thiếu Giai nuôi dưỡng Thiếu Hạ, Hạ Tưởng vẫn chú ý, và hỏi đến. Con cái so với phụ nữ càng khó dạy hơn, mặc kệ không được, quản giáo rất nghiêm cũng không được. Cũng may Mai Hiểu Lâm và Tiếu Giai cũng đều không quá cưng chiều con, Mai Đình và Tiếu Hạ cũng coi như nghe lời. Kỳ thật Hạ Tưởng bởi vì nguyên do không tiện, mà quan tâm đến Mai Đình và Tiếu Hạ hơi ít, vô cùng nhớ trong lòng đối với Hạ Đông và Liên Hạ trưởng thành dần, chỉ có điều thời gian quá ít, và gặp mặt con không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, vẫn định ra kế hoạch trưởng thành cho con. Vẫn cho là Hạ Đông đã là một người đàn ông nho nhỏ kiên cường, hôm nay vừa nghe Tào Thù Lê nói. Hắn cũng không nín cười, nói cho cùng, Hạ Đông mới là một đứa trẻ 8, 9 tuổi. Nhưng, chú bé con 8, 9 tuổi, sẽ có bao nhiêu chuyện buồn rầu. Ngẫm lại trước đây khi hắn 8, 9 tuổi, nỗi thống khổ lớn nhất là không có bạn chơi,
hoặc là cung bị hỏng, hay là bị thầy giáo phê bình phạt đứng, buồn về chuyện khác, gần như không có, hoặc là Hạ Tưởng nghĩ không ra. Nếu Tào Thù Lê muốn gặp con, hắn tự nhiên không thể ngăn lại, liền khuyên giải an ủi vài câu, vốn định gọi điện thoại lại một chút hỏi thằng bé kia rốt cuộc là có vấn đề gì, Tào Thù Lê lại không cho. Thôi đi, con nó không nói cũng đừng miễn cưỡng, con cũng có bí mật nhỏ của mình. Giáo dục tôn trọng cũng là giáo dục kiểu mới, Hạ Tưởng khoát tay. Được, tùy em định đoạt. Lo lắng chuyện của Hạ Đông, Hạ Tưởng mới phát hiện đã đói bụng, trong nhà lại chưa hề nấu nướng, thôi được, hắn đưa Tào Thù Lê đi ra ngoài ăn cơm. Nói đến vợ chồng hai người thật đúng là hiếm khi phải đi ra ngoài ăn cơm, Hạ Tưởng thích ăn cơm Tào Thù Lê tự tay nấu, mà Tào Thù Lê lại vui vẻ nấu cơm, cô cho rằng đồ ăn bên ngoài rất nhiều dầu, môi trường thì ồn ào, cho nên vợ chồng hai người tuy rằng vẫn chỉ có thế giới hai người, lại gần như rất ít ra bên ngoài dùng cơm, coi như với cấp bậc của Hạ Tưởng là chuyện hiếm thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn đi đến một cửa hàng bánh bao ở gần đó ăn đơn giản. Muốn ăn bánh bao và cháo, Phó Bí Thư Tỉnh ủy Tỉnh Tề và Thiên Kim Bí Thư Tỉnh ủy, liền ngồi đối diện với nhau, như người thường, ngồi ở một góc sáng sủa bình thường, ăn thay bữa cơm chiều. Thật tốt, sau khi Tào Thù Lê khóc xong, tâm trạng lại bình tĩnh rất nhiều, liền nói liên miên cằn nhằn với Hạ Tưởng chuyện của Hạ Đông, hồn nhiên như một bà mẹ thông thường. Hạ Tưởng ở bên cạnh nghe, vừa ăn, lại đắm chìm trong sự nhàn hạ hiếm thấy, hưởng thụ sự thanh tĩnh hiếm thấy, bởi vì hắn bình thường ở nhà khi ăn cơm, cũng luôn có tiếng điện thoại kêu loạn, thậm chí có người gõ cửa. Hiện tại ra ngoài, xung quanh tuy rằng nhiều người, nhưng không có người biết hắn là ai, như một kẻ tự do tự tại. Chẳng qua, tự tại chỉ có thể là nhất thời, ăn được nửa bữa cơm, di động vẫn reo. Là một dãy số vô cùng xa lạ, đến từ Bắc Kinh, Hạ Tưởng do dự một chút vẫn nghe, bởi vì gần đây Bắc Kinh bận rộn, không ít người gọi hắn xin chú ý, cho dù là có lòng cũng tốt, ý xấu cũng tốt, tất cả đều ứng phó. Không ngờ điện thoại vừa kết nối, lại truyền tới giọng một người phụ nữ. Hạ Tưởng, tôi là Tề A Chi. Cô Tề, Hạ Tưởng xác thực quả thật ngây ngẩn cả người, cô Tề là ai? Trong nháy mắt nhớ tới cô Tề là ai, lập tức ngừng thở. À, cô Tề, chào cô. Tào Thù Lê cũng lập tức hướng ánh mắt nghi vấn tới Hạ Tưởng. Hạ Đông gần đây có xích mích gì đó với Tiểu Linh hôm nay về nhà còn khóc nói không để ý Hạ Đông. Tôi đã nói, cũng được, không để ý tới thì không để ý, ngày mai liền chuyển trường, không ngồi cùng bàn với Hạ Đông nữa. Con bé vừa nghe, khóc càng lớn hơn, nói cái gì cũng không đồng ý. Trẻ con đúng là trẻ con, tuy rằng tức Hạ Đông, vẫn thích ngồi cùng một chỗ với thằng bé. Tôi muốn nói, có thể để Tào Thù Lê đến Bắc Kinh một chuyến hay không, đến hò hét Hạ Đông. Lúc tôi đến đón Tiểu Linh, nhìn thấy Hạ Đông, thằng bé còn không để ý tới tôi. Đi qua lén gạt nước mắt, vừa vui, lại đau lòng. Tôi nghĩ muốn đón thằng bé đến nhà ở cùng cũng tốt và tốt cho việc làm lành với Tiểu Linh, thằng bé còn khá bướng bỉnh. Ai có thể nghĩ đến, cô Tề nói cằn nhằn liên miên chuyện nhà chuyện cửa, nói đến giữa cháu gái và thằng bé Hạ Đông có xích mích. Vừa nói liền nói hơn 10 phút, nhưng nghe ra, cô lại là thương cháu gái, lại là yêu thích Hạ Đông, hơn nữa còn là thật tâm yêu thương, đáng tiếc thằng bé Hạ Đông này bướng bỉnh không cảm kích, ngay cả phu nhân tổng bí thư cũng không nể mặt. Không sai, cô Tề chính là phu nhân tổng bí thư lần trước Hạ Tưởng gặp trong nhà Diệp Thạch Sinh. Ngay cả nghĩ cũng thật không ngờ chính là, tuy là Hạ Đông và cháu gái tổng bí thư có một chút xích mích, không ngờ kinh động đến phu nhân tổng bí thư đặc biệt gọi điện thoại tới. Nói chuyện cả buổi. Hạ Đông khiến phu nhân tổng bí thư thể hiện sự yêu thích, cũng khiến Hạ Tưởng cảm nhận được tình cảm sâu đậm thân thiết. Giây phút này trong mắt hắn, quầng sang trên người phu nhân tổng bí thư tan đi, chỉ là một người lớn yêu quý con trẻ mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Tào Thù Lê liền bay đi Bắc Kinh, đi giải quyết chuyện hai bé con giận dỗi dẫn đến một chuyện lớn. Mà ngay khi Tào Thù Lê bay khỏi thành phố Lỗ được một phút, nhà nội đã hạ cánh xuống thành phố Lỗ. Nhưng nhà nội còn không bình an đến tỉnh ủy, liền bất ngờ hội ngộ Hà Giang Hải đưa lên một phần đại lễ rực rỡ. Tâm tư Hà Giang Hải gần đây thay đổi rất lớn. Không chỉ bởi vì vấn đề cục nghề muối được xác định, còn thoát ra khỏi sự khống chế của y, hơn nữa dự án của tập đoàn Đạt Tài cũng ầm ầm khởi công. Thêm vào đó, thời gian trước thị trường nhậm chức của Ngũ Nhạc lẩn trốn, tương đương với một loạt vấn đề, toàn bộ kết với thất bại thúc của y. Hạ Tưởng giành được toàn thắng.
Chu Hồng Cơ cũng cười tới tận lúc cuối cùng, thậm chí vẫn chu toàn ở giữa không đắc tội với Tôn Tập Dân, đã rất có thu hoạch trong lần điều chỉnh nhân sự thứ hai. Đưa mắt quan sát toàn bộ tỉnh ủy, chỉ có một mình y không thu hoạch được gì, thành người đáng thương và cô đơn nhất. Sao lại như thế? Hà Giang Hải đối với Hạ Tưởng hận thấu xương, đối với Chu Hồng Cơ cũng là vô cùng thù hận, thậm chí đối với Tôn Tập Dân cũng không có một chút cảm tình nào. Đồng thời, y cũng hoàn toàn hiểu rõ một chút, bàn về mưu đồ ngoài sáng, bàn về thủ đoạn chính trị, bàn về đấu tranh chính trị cao tầng, so sánh với ông ta và Hạ Tưởng, Chu Hồng Cơ, vẫn còn kém quá xa. Nhất là Hạ Tưởng, chẳng những không lộ chút sơ hở, mọi chuyện tính kế chi tiết, hơn nữa trước khi ra tay còn có chuẩn bị ở sau, tiến công đồng thời, phòng bị cũng vô cùng chu đáo chặt chẽ, khiến y gần như tìm không thấy kẽ hở có thể tận dụng. May mà, Hạ Tưởng còn có một điểm yếu nhất, Lý Đinh Sơn. Chỉ có điều không nghĩ tới, Lý Đinh Sơn không ngờ không bị Cung Tiểu Tinh dụ dỗ, chỉ còn chút xíu nữa là thành công lại bị thất bại, khiến Hà Giang Hải vô cùng ủ rũ, tức giận đến mắng thẳng mặt Cung Tiểu Tinh ngu dốt. Nhưng mắng cũng vô dụng, không phải tất cả đàn ông đều không qua được ải mỹ nhân. Ban đầu Hà Giang Hải còn vì Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn chuẩn bị ở sau càng nhiều, cho dù không giáo huấn được Hạ Tưởng, cũng là khiến Lý Đinh Sơn nếm thử, chút đau khổ, không ngờ trong nháy mắt, tình thế tỉnh tề có biến đổi lớn, trở nên khiến y không biết theo ai. Dự án của tập đoàn đạt tài khởi công, vụ án hủ bại của cục nghề muối được xác định, sau khi y thua tất cả, bỗng nhiên phát hiện, một chút mâu thuẫn xung đột với Hạ Tưởng cũng không thấy, y đang đầy ngập ý chí chiến đấu bỗng mất đi điểm tựa, thiếu chút nữa ngã sụp xuống. Điều duy nhất chống đỡ để y tiếp tục có động lực đối nghịch với Hạ Tưởng chính là thù hận, chỉ là Hạ Tưởng gần như cướp đi hết thảy quyền thế của y ở tỉnh Tề, địa vị và vinh quang, y không tự tay đòi lại, thân là nhân vật thống lĩnh phe địa phương, thì quá mất mặt. Nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa, Hà Giang Hải tỉ mỉ bố trí tốt tất cả, lại mấy giờ sau khi sự kiện siêu thị Carrefour bùng nổ ở thành phố Lỗ, đã bị một cuộc điện thoại gọi tới Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh, y gặp mặt Diệp Thiên Nam, và thảo luận bí mật mất mấy giờ. Sau khi từ Bắc Kinh trở về thành phố Lỗ, Hà Giang Hải tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng không phục theo đại cục mà thu tay toàn bộ việc đã bố trí nhằm vào Hạ Tưởng, lại ngược lại tỉ mỉ bố trí một vở tuồng vì nha nội đã đến. Trong chính trị, thật đúng là chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có bạn bè vĩnh viễn. Ai có thể nghĩ đến, trong nháy mắt, y lại phải vai sóng vai với Hạ Tưởng. Tuy rằng cũng không thể nói là liên kết, nhưng Diệp Thiên Nam lại nói rất rõ ràng, trợ giúp Hạ Tưởng ngắm bắn nha nội cho phù hợp với lợi ích bước tiếp theo của phe bình dân ở tỉnh Tề. Hà Giang Hải tuy rằng cũng không rõ ràng lắm phía sau màn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là rõ ràng một điểm. Vốn dĩ là bởi vì sự kiện Diệp Thiên Nam mà phe bình dân và phe phản đối đang đến gần nhau, nhưng do cuộc tranh giành vị trí ở bộ chính trị mà lại lần nữa ở hai phía đối lập. Còn có một nguyên nhân trực tiếp hơn là, khả năng còn liên quan đến sự việc vị trí phó chủ tịch tỉnh Tề, cùng với chia rẽ ý kiến khi xử lý Vương Chi Phu. Vân vân, dù sao, sự kiện Carrefour là một cơ hội, đã thừa nhận phe bình dân thất bại ở vấn đề ngành muối, tạm thời thể hiện chính là sự khoan dung khi đánh cuộc chịu thua. Chuẩn bị bất kể có ngại ngùng lúc trước mà phải trợ giúp Hạ Tưởng một tay. Bởi vì, có dấu hiệu cho thấy, Hạ Tưởng khai chiến toàn diện với nha nội. Đương nhiên, Hà Giang Hải cũng rõ ràng, trợ giúp Hạ Tưởng khai chiến với nha nội, đều không phải là thật tâm vì Hạ Tưởng lớn mạnh, tuy nhiên là sách lược mượn đao giết người mà thôi. Nhưng y vẫn không thể chấp nhận. Toàn bộ thù hận của Hà Giang Hải đều đặt lên Hạ Tưởng, y không nghĩ có thể để Hạ Tưởng có một ngày an lành. Là người tỉnh Tề, Hà Giang Hải có ưu điểm cố hữu của người tỉnh Tề, sáng sủa, hào khí, nhưng đằng sau sự hào sảng, là thứ tối kỵ trong quan trường, gặp chuyện không đủ bình tĩnh, nói chuyện không đủ kín đáo. Kỳ thật y vẫn không bằng Diệp Thiên Nam. Bởi vì Diệp Thiên Nam người Bắc Kinh, cũng đã nhìn thấu thế cục tỉnh Tề, bước tiếp theo, chính là mưa gió mãnh liệt, Hạ Tưởng nhất định sẽ liên kết với Chu Hồng Cơ, phải đánh cho Hà Giang Hải tàn phế. Mà Hà Giang Hải đã không còn lực lượng phản công, chỉ có thể tự bảo vệ mình, phạm vi thế lực, bị tằm ăn, chỉ còn một chút nhỏ bé, chỉ có một biện pháp có thể cứu lại sự thất bại. Chính là phá rối, chính là thừa dịp Hạ Tưởng và nha nội sắp phát sinh mâu thuẫn xung đột trọng đại, quấy đục nước, sau đó đục nước béo cò. Đương nhiên, cũng cần kỹ xảo cao siêu, ví dụ như phải hành động nhẹ nhàng, phải giấu dốt, phải bất động, còn muốn sau đó châm ngòi thổi gió, thì phải trốn ở sau lưng đúng lúc.
tránh đi cảnh sắc, như thế vân vân. Đồng thời phải bảo toàn thực lực, và tận dụng khả năng lớn nhất khiến giữa Hạ Tưởng và Nha Nội lưỡng bại câu thương, cùng lúc khiến ngọn lửa chiến tranh càng đốt càng cháy lớn, từ đó mục đích thứ nhất là ảnh hưởng đến liên kết giữa Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ. Mục đích thứ hai, hiển nhiên là khiến Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ bất hòa thành thù. Chỉ có Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ toàn diện đối kháng, mới là thời điểm phấn khích nhất, mới là thời điểm bản thân Hà Giang Hải an toàn nhất. Hà Giang Hải bên ngoài nghe theo đề nghị của Diệp Thiên Nam, sau khi trở lại tỉnh Tề, càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, sao có thể trợ giúp Hạ Tưởng đối phó Nha Nội, thật sự khiến người ta không thể chấp nhận. Tuy rằng Diệp Thiên Nam nói ba hoa chích chòe, nhưng y hiện tại thầm nghĩ mong thấy Hạ Tưởng xui xẻo, mà không hề nghĩ một chút tới việc Hạ Tưởng thắng lợi. Y mới mặc kệ lâu dài về sau, cũng cố không được nhiều như vậy, y thầm nghĩ đến cảnh Hạ Tưởng khóc giống đầy nước mắt, thầm nghĩ muốn đòi lại toàn bộ công bằng từ Hạ Tưởng. Nhưng lại phải coi trọng lời nói của Diệp Thiên Nam, nếu không, chẳng khác nào không phục tùng theo đại cục, làm sao bây giờ? Hà Giang Hải đã suy nghĩ cặn kẽ từng thứ một, tuy rằng y làm việc thích liều lĩnh, nhưng là có suy tính trước sau, một mặt sau khi nghe nói Nha Nội hôm nay thừa cơ vào thành phố Lỗ, lập tức tâm sinh nhất kế, hơn nữa còn là một diệu kế. Thành phố Ngũ Nhạc mặc dù xếp hạng về kinh tế ở tỉnh Tề cũng không đứng ở đầu bảng, nhưng cũng có một siêu thị Carrefour, hơn nữa kinh doanh còn rất tốt. Hôm nay, siêu thị Carrefour đột nhiên xuất hiện tình huống đột phát, một đội công chức thi hành luật pháp đến đây đột kích kiểm tra một lần, kiểm tra siêu thị có hơn 10 chỗ giá hàng bị nâng cao, hơn nữa còn tồn tại khuyến mãi giả, có hành vi lừa gạt người tiêu thụ không hợp pháp. Đội kiểm tra tại chỗ Hội Liên Hiệp Công Thương xuất hóa đơn phạt, số tiền phạt cao tới 10.000 tệ. Nha Nội vừa mới hạ cánh, mở di động chợt nghe được vấn đề Carrefour Ngũ Nhạc, lúc này tức giận đến tím mặt, quẳng điện thoại di động. May mà Nha Nội chuẩn bị rất nhiều di động, thuộc hạ lập tức lại lấy ra một chiếc điện thoại di động mới đưa lên, mới khiến Nha Nội nguôi giận, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Chủ nhiệm Chu, uy thế phủ đầu thật lớn. Nha Nội kìm nén lửa giận, nhưng trong lòng vẫn phẫn nộ khó nói. Không phải Hạ Tưởng gật đầu, không phải hắn bảo là hắn nói chuyện giữ lời, là người giữ chữ tín, tại sao vừa tới đã giở thủ đoạn. Chu Hồng Cơ cũng khó hiểu, bởi vì Ngũ Nhạc hiện tại là phạm vi thế lực của Hạ Tưởng, thành phố cấp 3 khác không có vấn đề, cố tình là vấn đề của Ngũ Nhạc, không phải là tác phẩm của Hạ Tưởng, thì là của người phương nào. Nhưng Chu Hồng Cơ lại không tin là Hạ Tưởng gây nên, với cách đối nhân xử thế và thủ đoạn của Hạ Tưởng, không đến mức làm ra hành động khiêu khích rõ ràng như thế, hơn nữa thủ pháp lại vô cùng vụng về. Có thể là có ẩn tình khác, chờ tôi hỏi lại một chút mới có kết luận chính xác. Phỏng chừng không phải Hạ Tưởng, anh ta không cần phải làm như vậy. Tốt nhất là không phải anh ta. Giọng Nha Nội rất là không vui. Tôi mang theo 10 phần thành ý mà đến, nếu Hạ Tưởng lại đùa giỡn, chẳng khác nào vĩnh viễn đóng lại cánh cửa hợp tác. Ngắt điện thoại của Nha Nội, Chu Hồng Cơ không cho là đúng, lắc lắc đầu. Nói chuyện vẫn không khiêm tốn một chút nào, tuy rằng anh là Nha Nội, nhưng tôi không cho là anh thông minh hơn so với Hạ Tưởng. Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, Chu Hồng Cơ vẫn không hiểu ra sao, không hoàn toàn biết rõ sự tình rốt cuộc là làm sao tạo ra sai lầm, bởi vì theo tin tức anh ta nhận được, dường như thật đúng là những gì Hạ Tưởng đã làm. Không thể được, Hạ Tưởng sao có thể dùng thủ đoạn cấp thấp như thế? Không kiềm chế được nghi ngờ trong lòng, hơn nữa sau khi gặp lần trước, Chu Hồng Cơ tự nhận quan hệ với Hạ Tưởng ngày càng thân thiết, cho nên anh ta đứng dậy muốn tới phòng làm việc của Hạ Tưởng, chính miệng hỏi. Ngay khi Chu Hồng Cơ vừa mới dạo bước tiến đến văn phòng Hạ Tưởng, trong nháy mắt, ở trên đường tốc độ cao đi sân bay, ô tô của Nha Nội đột nhiên bị va chạm. Vốn sau khi ngắt điện thoại với Chu Hồng Cơ, Nha Nội lại có chút hối hận về phán đoán của chính mình, cũng đúng, không nên là thủ pháp của Hạ Tưởng không đến mức cấp thấp và nhàm chán như thế, bởi vì anh ta đến đây hợp tác với Hạ Tưởng, chứ không phải là hợp tác với Hà Giang Hải. Đương nhiên, Nha Nội cũng không rõ ràng lắm quan hệ giữa Tiếu Giai và Hạ Tưởng, nếu không, anh ta chắc chắn sẽ 100% cho rằng là tác phẩm của Hạ Tưởng. Chẳng qua anh ta vừa mới ngẫm nghĩ một chút về Hạ Tưởng thật kỹ, rồi lại nhận được một cuộc điện thoại làm anh ta nổi trận lôi đình, Cục Công an thành phố xuất lực lượng cảnh sát, bắt giữ siêu thị Carrefour sản xuất thịt lợn giả làm hơn 10 người tiêu thụ bị ngộ độc. Nếu nói hóa đơn phạt ở Ngũ Nhạc là đánh vào má trái, như vậy sự kiện ở thành phố Lỗ chính là đánh vào má phải. Khinh người quá đáng.
Ngũ Nhạc là phạm vi thế lực của Hạ Tưởng, mà cục trưởng cục công an thành phố Lỗ Lục Hoa Thành, hiện tại cũng là người của Hạ Tưởng, hai lần đốt lửa nã pháo, đều là trong phạm vi thế lực của Hạ Tưởng, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nhà nội lửa giận ngút trời, anh ta hiện tại đã nhận định là Hạ Tưởng cố ý lấy anh ta ra trêu đùa. Đang muốn gọi điện thoại lại nói cho Chu Hồng Cơ, hủy bỏ cuộc hẹn trưa hôm nay với Hạ Tưởng, đến lúc thể hiện sự tức giận của anh ta, lại chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, ô tô đằng sau đột nhiên đâm dầm vào. Tai nạn không ngờ. Xe được cử đến để đón anh ta là xe chuyên dụng. Văn phòng của anh ta ở thành phố Lỗ mới mua xe Audi, muốn mua BMW, sau lại vẫn cảm thấy Audi thích hợp dùng cho những thương vụ trong quan trường, liền mua xe mới, tổng cộng chạy còn chưa đến 10.000 km, sao lại xảy ra tai nạn? Nếu nói nhà nội ngay từ đầu còn nghi ngờ vấn đề chất lượng, sau khi xe dừng hẳn lại, đột nhiên từ phía sau xuất hiện một chiếc ô tô, hướng về phía ô tô anh ta mà tạt sơn, khiến cho anh ta ý thức được, va chạm và bị tạt, là một loạt sự kiện, là có người cố ý gây ra. Sự kiện siêu thị là uy thế phủ đầu, sự kiện ô tô chính là đe dọa, chính là trực tiếp cảnh cáo. Nhà nội nổi giận. Phải nói Hà Giang Hải bố trí một loạt, chuẩn bị thật sự đầy đủ, cũng tự nhận tính kế rất cao minh, hẳn là không có sơ hở gì. Nhưng y lại bỏ qua một điểm là y cũng không biết cách nhà nội đối nhân xử thế. Cho nên dù mưu kế nhìn như kít mít không chút kẽ hở, liền xuất hiện một sơ suất lớn, chính sơ suất này, đạp vang tiếng chuông tang bên tai y. Nhà nội bên ngoài hành sự rất khiêm tốn, khi ra ngoài tùy tùng không nhiều, thực ra chỉ là quan niệm, trên thực tế, nhà nội tự hiểu ở trong nước lúc công thành chiếm đất, thỉnh thoảng sẽ có thủ đoạn không mấy vẻ vang, đắc tội không ít thế lực khắp nơi. Có chút thế lực không ra hồn, không thể làm gì được y, nhưng cũng không gạt bỏ có một số kẻ liều mạng vì để tỏ ra một chút ác khí, nói không chừng sẽ bí quá hóa liều, sẽ trực tiếp đấu với y để rồi mất cả chỉ lẫn chài. Bởi vậy, mỗi lần đi ra ngoài, bên cạnh y có thể có rất ít vệ sĩ, tuy nhiên cũng có người trốn chỗ bí ẩn, không lộ ra ngoài. Người bên ngoài xem ra, y dường như mỗi lần ra ngoài đều đơn giản gọn nhẹ, thực ra không phải thế. Điệu bộ y so với người khác thì lớn, chẳng qua y muốn che đậy mà thôi. Hà Giang Hải cũng không biết mánh khóe của nha nội, cho nên ngấm ngầm mưu tính kỹ lưỡng, nhưng còn sơ sót sự tồn tại của vệ sĩ nha nội. Cũng vì sơ sẩy nho nhỏ, mà kế hoạch y tự nhận là hoàn mỹ, không ngờ tạo thành sự bất ngờ cực lớn, đồng thời cơ cực tốt để y mượn cơ hội thúc đẩy mâu thuẫn giữa Hạ Tưởng và nha nội để làm ngư ông đắc lợi, đã bị lỡ mất dịp tốt không nói, còn dồn y vào con đường cùng. Nhà nội giận dữ, tuy nhiên không đợi y mở miệng, hai chiếc xe vệ sĩ chuyên dụng theo sau đuôi xe, lập tức mở chương trình bảo vệ, nhanh chóng từ phía sau bay tới, sau đó điên cuồng đuổi theo ô tô đang chạy trốn phía trước. Vì thế, trên đường cao tốc xuất hiện một cảnh tượng kích động lòng người, hai chiếc Audi điên cuồng đuổi theo một chiếc BMW 330, chiếc Audi A8 vì sức thoát khí yếu lại vì xe lớn và nặng, không đủ nhạy bén khi tăng tốc trên đường cao tốc, chạy như điên trên mười mấy km. Thế nhưng lại bị chiếc xe nhỏ gọn bỏ lại phía sau, hai chiếc Audi tức đến hóa rồ. Sớm biết như vậy, lúc trước mua chiếc 335 cho rồi. Đáng tiếc ý của nhà nội là, xe vệ sĩ, một là phải sang trọng, thoải mái và an toàn, có thể nhảy ra làm xe cứu hộ của y, hai là phải khiêm tốn, xét thấy tiếng tăm của BMW trong nước đang nổi tin xấu cũng nhiều, một chiếc 320 so với một chiếc tốt lại càng làm người khác chú ý. Cho nên toàn bộ đoàn xe của y đều là Audi. Lợi ích lớn nhất của Audi chính là cho dù anh là A5 hay A8, trên cơ bản rất ít người chú ý anh, rất tiện để ẩn núp. Vệ sĩ kiêm lái xe đều là những chuyên gia giỏi, nhưng sau khi rượt đuổi hơn 10 km thì cho ra kết luận, đối phương cũng là chuyên gia, kỹ thuật điều khiển xe cao siêu, hơn nữa lại lợi dụng địa hình và lợi thế thân xe nhỏ gọn cũng là ưu thế mạnh, theo tình thế này, e rằng tăng tốc một chút sẽ để đối phương thong dong trốn chạy. Hai chiếc hợp lại, quyết định buộc phải mạo hiểm đột phá, vì thế, hai xe cũng may vượt qua được mấy chiếc ô tô, tăng tốc nhanh chóng, ép cho mấy chiếc ô tô ngừng lại, bất chợt ánh đèn hiệu nhấp nháy, liền bóp còi điên cuồng, nhắc xe phía trước nhường đường. Phương pháp có hiệu quả. Xe phía trước nhìn thấy xe phía sau liền ngừng lại, hai xe Audi đen tuyền như hai con dã thú, suốt đường còi kêu như điên, xe nào cũng sợ tới mức lo né sang một bên. Sức mạnh của mô phỏng là vô hạn, một chiếc xe chủ động né, thì lại có thêm hai chiếc né tránh, chỉ cần xe phía trước không chắn đường, ưu thế lớn liền rõ ràng,
tiếng động cơ gầm rú, nhanh chóng áp sát đuôi xe 330. Không ngờ chiếc 330 lại liều mạng, lạng lách ép xe mấy lần, không cho xe vượt mặt. Cuối cùng A8 cũng nổi giận, một chiếc liều mạng, điên cuồng rú lên, nhanh chóng vượt lên cọ sát cửa xe 330 xẹt cả tia lửa, một hồi cọ sát gay cấn vang lên những tiếng chói tai, đi kèm với tia lửa bốn phía bốc lên, xe Audi vượt mặt, còn nhanh chóng hướng về phía xe kia, ý định làm 330 dừng xe gấp. 330 cũng tức giận, một cú phanh gấp sau đó, cùng lúc ép sát vào ốc phía trước, sau đó nhanh chóng quay bánh lái, dự định từ cánh lên trước, ý đồ trốn chạy. Hiển nhiên xe phía sau sẽ không đồng ý, một tiếng nổ vang, bỗng chốc tiếp cận chiếc 330. Tưởng rằng 330 để tránh cảnh chết người, sẽ không trả đòn lại, không ngờ nó thật sự điên rồi, tuyệt không bận tâm đến xe phía trước nhanh chóng tiến về vị trí cũ, sau đó xe sau nhanh chóng tiếp cận, có thể tên lái chiếc 330 đã mất hết lý trí. Tóm lại, 330 nhanh chóng tăng tốc lên 150 km, vẫn y như cũ, không chịu hãm phanh, thậm chí còn muốn ép hai chiếc xe kia sát lại. Ưu thế của chiếc xe thân lớn và nặng, vào lúc này cuối cùng đã vượt quá phạm vi sử dụng. 330 rốt cuộc không thể vượt qua xe phía trước, nhanh chóng quay lại chặn đường, đột nhiên va vào bên trái chiếc A8 phía trước, cũng không tránh chiếc phía sau xe truy kích, liền bị xe sau va đập một chút ở phần sau. Thân xe quá lớn, trọng lượng của chiếc A8 vượt hơn 1.8 tấn, lực va đập thật kinh người. Hơn nữa A8 còn có tốc độ hạng nhất, hệ thống bên trong có thể hạ độ cao khung xe, ai ai cũng biết, khi chạy tốc độ cao khung xe càng thấp, trọng lực càng thấp, chạy lại càng vững vàng, hệ số an toàn càng cao. 330 bị A8 vây lấy, cuối cùng cũng bị chế ngự, nói là chế ngự không thỏa đáng lắm, bởi sau khi A8 va đập phần đầu, tốc độ 330 giảm mạnh, nhưng tốc độ xe A8 phía sau lại không giảm. Động năng vốn mạnh làm cho bộ phận phía sau và thân xe 330 gần như tách rời, sau đó 330 không khống chế được, động năng lại chuyển hóa thành thế năng, bỗng chốc bay lên giữa không trung. Cuộn vài vòng trên không trung, rơi xuống đất rất mạnh vang lên ầm ầm, may mà không vò tới trước làn xe phía trên, nếu không sẽ bị đâm cho tan xương nát thịt mà sau đó, xe phía sau phanh lại không kịp lại va đập mạnh một lần nữa. 330 gần như tan rã. Thảm hại hơn chính là lúc cuộn trên không trung, hành khách bên trong xe 330 đã bị văng ra xa, tổng cộng gồm 4 người, có 2 người bị văng lên giữa đường cao tốc, 2 người kia bị văng tới cống ven đường. Sau đó, 330 lại bốc cháy, lửa bốc ngút trời. Lúc này, cho dù bên trong xe còn có người sống, cũng đoản mạng, thần tiên cũng cứu không được. Sau khi sự việc xảy ra, có người quay video, đưa lên mạng, gọi là Audi A8 đại phát thần uy. Liều mạng đuổi theo BMW 330. Nhất thời bốc cháy, chỉ có điều video cũng không quay được đến phút cuối cùng, cũng không biết đầu đuôi sự tình. May mà không chụp được cảnh tượng thảm thương, nếu không, cũng làm cho người ta thổn thức. Mọi người càng thêm thổn thức và đau khổ tột cùng, là Hà Giang Hải. Bởi y tuyệt đối không ngờ tới, sự tình thành ra thế này, sẽ không nghĩ đến nhà nội sẽ sĩ diện đến mức như vậy, chỉ bị người tạt một lần sơn, sẽ đem người bức tử. Cũng thật không ngờ, nhà nội có vệ sĩ ẩn mình đi theo, mà cũng không ngờ vệ sĩ nhà nội dũng cảm như vậy, không muốn sống mà đuổi theo đến cùng. Trên đây, còn không phải nguyên nhân khiến Hà Giang Hải đau khổ tột cùng, bởi cho dù chết vài người cũng không là gì, hoàn toàn có thể dàn xếp kết án là một vụ tai nạn xe bình thường, nhưng cuối cùng khiến y hối hận không thôi, hơn nữa còn nổi điên muốn trả thù nhà nội, do đó làm cho tình hình tỉnh tề chuyển biến đột ngột, là bởi vì nhà nội động vào điểm mấu chốt của y. Nói đi cũng phải nói lại, nhà nội thực ra cũng bị oan, vì gã cũng là bất đắc dĩ. Cũng như nhau, vệ sĩ của nhà nội cũng là vô tội, tại 330 quá liều mạng, bọn họ cũng không phải cố ý muốn đâm chết, với lại, hai xe đều có hỏng hóc, thiếu chút nữa báo hỏng. Hơn nữa, người ở bên trong xe phía sau cũng đều bị thương không nhẹ, trong đó một người bị ói ra máu, sau lại thiếu chút nữa chết ở bệnh viện. Một hồi huyết đấu. Thực ra cũng không phải có thù sâu oán nặng gì, chẳng qua là chuyện ập tới đều mất lý trí, lại thêm tốc độ điên cuồng, khó tránh khỏi ra tay không biết chừng mực. Xét đến cùng, tình hình diễn biến hiện tại, ứng với một câu nói, thông minh bị thông minh hại. Xe của nhà nội khi chạy qua hiện trường, không hề dừng lại, chỉ có điều nhìn thấy cảnh tàn tích bừa bộn, bốn người nằm đông nằm tây không rõ sống chết, trong lòng y lại có khoái cảm phục thù, lại có chút đau đầu,
xem chừng người không sống nổi, thủ tục khắc phục hậu quả dám chắc sẽ khá phiền phức, dù sao cũng là mạng người, cũng may là tai nạn xe cộ, có thể che lấp được. Ai bảo các người chê sống thọ ngang nhiên đụng vào họng súng. Đáng chết. Tuy nhà nội luôn luôn tự xưng là lương thiện, chỉ cầu tài không đấu cứng, nhưng suy cho cùng là đối phương khiêu khích trước, may mà lúc đó xe chạy tốc độ không nhanh, nếu chẳng may tốc độ xe quá nhanh, nói không chừng y cũng phải thanh toán. Nhà nội cũng căm hận mà nghĩ, mẹ nó, bị chết là đáng. Còn vệ sĩ sắp xếp hậu sự như thế nào, khắc phục hậu quả ra sao, y không cần quan tâm, sớm có một bộ phận lo xử lý mọi việc khi có chuyện xảy ra, hơn nữa nuôi quân ngàn ngày, dụng binh trong chốc lát, chính là lúc bọn họ thể hiện. Ngay lúc nhà nội ngồi xe đi tới tỉnh ủy, Chu Hồng Cơ và Hạ Tưởng đang đối thoại, đã gần kết thúc. Chu Hồng Cơ tới phòng làm việc của Hạ Tưởng, cũng không khách sáo, trực tiếp nhắc tới Carifor Ngũ Nhạc phát sinh vấn đề, Hạ Tưởng nhất thời kinh ngạc, cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp hướng về phía Ngũ Nhạc để hỏi rõ, Ngô Thiên Tiếu đã vào báo cáo, Cục Công an thành phố Lỗ điều động cảnh lực, bắt giữ hơn 10 nhân viên sản xuất và tiêu thụ có liên quan đến sự kiện Carifor. Hai chuyện gần như phát sinh cùng lúc, đã chứng minh một điểm, có người một lần nữa lợi dụng sự kiện Carifor viết thành văn. Sau sự kiện Carifor lần trước, Hạ Tưởng đụng chạm đến quyền lợi của nha nội, khiến nha nội lại một lần nữa chủ động đến thành phố Lỗ để tọa đàm, hắn vốn không tiếp tục thúc đẩy lên men sự kiện, bởi thực ra việc nên làm đã làm rồi. Sau đó chuyện khuếch đại, cũng chính là sau khi truyền thông phát ra một đoạn bản tin dày đặc, phía Carifor kiềm chế một phần, sau đó việc kinh doanh đã bị một số cá thể làm ảnh hưởng, vô trách nhiệm, đã ảnh hưởng liên tục đến đất nước, quyết định sách lược về mặt chính trị. Hai bên không ngừng quyết định sách lược thương mại của Carifor. Cũng may mục đích chính trị hắn muốn đã đạt được, như vậy đủ rồi, vừa đánh đòn cảnh cáo nha nội, vừa sợ đánh thức một số tập đoàn trong nước bên cạnh. Rốt cuộc là ai gây thêm rắc rối, muốn tạo hiểu lầm giữa hắn và nha nội. Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ liếc nhau, đều thấy được câu trả lời trong mắt đối phương. Chu Hồng Cơ trong lòng tính toán, cũng không nói thêm, đứng dậy chuẩn bị về văn phòng của mình, di động lại vang lên, may mà y có thói quen mang theo di động bên mình thấy điện thoại của nha nội, nghĩ thầm, được dịp nói rõ ràng trước mặt Hạ Tưởng, cũng vì cuộc đàm phán kế tiếp, dựng thành cơ sở. Không ngờ nghe được lại là tin tức giật gân về vụ phiền phức của nha nội gặp phải trên đường cao tốc, cừ thật, hóa ra thủ đoạn một đợt tiếp một đợt. Tuy nhiên nghe được nha nội nói đến vụ tai nạn xe cộ, Chu Hồng Cơ trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm đừng xảy ra đại loạn là được. Không ngờ, thật đúng là đại loạn. Giữa hành lang, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động gầm lên giận dữ cộng thêm phẫn nộ, sau đó là âm thanh gào thét mới, âm thanh vang vọng toàn bộ trụ sở tỉnh ủy. Phải chăng là Hà Giang Hải? Quả thực là Hà Giang Hải. Vừa mới nhận được tin tức tai nạn xe cộ, Hà Giang Hải còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù y rất tức giận, rất căm phẫn, nổi điên, nhưng cũng biết, nguyên nhân ở chỗ là sự tình không khống chế được, phán đoán của y đã sai lầm, thật không ngờ điệu bộ nha nội ghê gớm thật, từ Bắc Kinh đến thành phố Lỗ, vệ sĩ luôn đi theo không rời. Bày ra dáng vẻ còn hơn cả cán bộ cấp phó tỉnh. Hà Giang Hải còn thiếu chút oán thầm nha nội tự đề cao bản thân, tự cho mình siêu phàm, tuy nhiên sau đó lại suy nghĩ, đa số quan lớn đi xa, đều cố gắng tỏ ra đơn giản gọn nhẹ, mà minh tinh không có quyền, có tài sản, ngược lại bày ra trận thế lớn. Nha nội dù là nha nội, y cũng không phải cán bộ, chỉ là thương nhân mà thôi, cho nên chỉ cần gã chịu chi, mời 100 vệ sĩ cũng không ai quản. Nhưng vấn đề ra ngoài có vệ sĩ đi theo. Nếu y sớm biết nha nội đi xa nhất định mang theo vệ sĩ, hơn nữa vệ sĩ của nha nội còn liều mạng như vậy, y nói gì cũng sẽ không thực hiện kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ hai, chẳng qua cảnh báo nhỏ, cũng là vì đổ tội lên người Hạ Tưởng, khiến nha nội và Hạ Tưởng trở mặt thành thù, không ngờ, chữa lợn lành thành lợn què, thông minh bị thông minh hại, lại phí mạng người. Hà Giang Hải ngay từ đầu tuy là giận tím mặt, nhưng coi như để trấn tĩnh, dù sao cũng không được phép biểu lộ ra quá rõ. Không thể làm cho người ta cho rằng y là người giật dây. Còn có một điểm, chẳng qua là đã chết vài người, lại bởi tai nạn xe cộ mà chết, trên thế giới tai nạn xe cộ là thủ đoạn tốt nhất để che giấu tất cả những vấn đề phiền toái. Chẳng qua khi Hà Giang Hải biết trên xe tổng cộng có 4 người, liền hơi khó hiểu, bởi dưới sự sắp đặt tỉ mỉ đến từng chi tiết, y vẫn cố ý nói thêm một câu, không cần nhiều người, 2-3 người là được. Sự việc cũng không nên làm quá lớn,
tạt chút sơn hoặc chút nước bẩn là được. Làm sao lại thêm một người? Người quen biết Hà Giang Hải luôn biết rằng, Hà Giang Hải tuy bụng dạ thẳng thắn, người tỉnh tề vốn thẳng tính, nhưng qua biểu hiện tốt đẹp bên ngoài, cũng có một mặt khôn khéo mưu tính mọi chuyện, nếu không thì, y cũng không có khả năng như cá gặp nước trong quan trường, hơn nữa còn thắng được đại đa số các cán bộ địa phương tỉnh tề. Với lại Hà Giang Hải chính là người có phẩm chất ưu tú nhất, càng gặp việc hệ trọng, càng bình tĩnh, càng khống chế được cảm xúc trong thời gian ngắn nhất có thể, và dùng lý trí để phân tích vấn đề. Hôm nay, cũng như vậy, tai nạn xe cộ không tưởng được, Hà Giang Hải đang trong cơn thịnh nộ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức nhiều cuộc điện thoại gọi đến, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất, làm thủ tục khắc phục hậu quả chót lọt. Nhưng đang nghe đến bốn người bên trong chiếc BMW 330, Hà Giang Hải trong lòng vừa bình tĩnh trở lại lập tức lại tức điên lên, nhưng lúc này, y còn không ý thức được sẽ đối mặt với biến đổi lớn như thế nào, mà một lần nữa lại hít sâu một hơi, tiếp tục để người ta làm tốt công tác, đồng thời điều tra rõ trên xe còn một người là ai. Vì đã sớm xác định được ba người, y đều biết họ, tài xế được gọi là Hoàng Sào nói rõ chút, đương nhiên đó chỉ là biệt hiệu, tên thật là Hoàng Hà, nói sâu thêm nữa, người này chính là người lần trước uy hiếp Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, là người mà Hà Giang Hải rất tín nhiệm. Hai người khác, một người tên Vương Tiên Chi, một người là Thượng Nhượng, dĩ nhiên, đều là biệt hiệu, họ đều là người thân tín nhiều năm của Hà Giang Hải, luôn buôn bán muối, dựa vào muối mà sống. Có vấn đề gì chỉ cần ba người ra mặt, Hà Giang Hải chắc chắn yên tâm, bởi ba người liên thủ cho tới bây giờ chưa từng thua lần nào, không chỉ bởi Hoàng Sào là kẻ tài cao gan cũng lớn, kỹ thuật điều khiển xe cử nhất, hơn nữa Vương Tiên Chi và Thượng Nhượng đều quân nhân chuyển nghề, bản lĩnh hạng nhất. Nếu nói ba người bị vệ sĩ nhà nội trực tiếp đâm chết ngay tại chỗ, Hà Giang Hải đau lòng mãi không nguôi, hận không thể trực tiếp rửa đuổi nhà nội, giữ mối hận trong lòng, như vậy chờ y điều tra rõ người còn lại là ai, y đã bắt đầu điên cuồng tại chỗ, trong nháy mắt, y hận nhà nội đến tận xương tủy, rốt cuộc không thể giữ được hình tượng, cũng không lo nghĩ còn tại bên trong tỉnh ủy, tâm thần mềm yếu, ngước mặt lên trời gào khóc một tiếng tê liệt tâm thần. Linh cảm chẳng lành đã ứng nghiệm, thêm một người, thật đúng là đứa con duy nhất của y Hà Dương một. Chỉ muốn phá rối cuộc đàm phán của Hạ Tưởng và nhà nội, chỉ muốn vụ oan hãm hại Hạ Tưởng, thật không ngờ trả bằng tính mạng đứa con, làm sao chịu nổi. Hà Giang Hải lúc này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, may mà văn phòng không có đao, nếu không thì y hiện tại thật muốn mang đao đi tìm nhà nội liều mạng, y hiện tại thầm nghĩ ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, nhà nội, mày lấy mạng con tao, tao muốn mày phải đền mạng. Hà Giang Hải nóng giận không đúng thời điểm, cũng phát điên nhầm đối tượng, bởi nhà nội cũng rất oan uổng, gã cũng là bị buộc đánh trả, hơn nữa gã cũng không bảo vệ sĩ ra tay bức tử đối phương. Vệ sĩ của nhà nội cũng thực bị oan, bởi đối phương liều mạng không muốn sống, và trong nước cũng có vô số con nhà giàu mới nổi đi chiếc BMW, thực sự nghĩ BMW là một thứ đáng giá, ngày thường dùng để tán gái, điên lên thì dùng để đập phá, phải biết rằng, khi vận tốc vượt quá 120 km, bất luận là ô tô hay gì cũng đều không khác biệt là mấy. Hơn nữa, rõ ràng phía BMW xử trí không thỏa đáng, không phải muốn cưỡng ép vượt qua xe kia để cho xong chuyện, phía A8 mặc dù có đuổi theo, nhưng nói thật, đầu sỏ gây nên tai nạn vẫn là chiếc BMW. BMW chịu trách nhiệm chính. Phía BMW cũng cho rằng chính mình mới bị oan uổng, ai khiến A8 không muốn sống mà truy đuổi không để yên, chỉ là tạt sơn, lại không đoạt vợ nhà mày. Còn dùng Audi 4.2 ức hiếp BMW 3.0, có bản lĩnh chơi BMW 6.0 đi. Đương nhiên, đua xe là thông thường, huống chi lại là một lần ác ý gây rối, giáp tâm truy đuổi. Gây nên tai nạn, tuy rằng khiếp sợ, nhưng đã ở trong tình lý. Nếu đứng trên lập trường của dân chúng, bốn người trên xe đều đáng chết, dùng lời nói rất thô tục, cũng không phải thứ tốt lành. Chính xác mà nói, bên trong bốn người, thứ không ra gì nhất ngược lại chính là Hà Dương vốn không nên có mặt trên xe. Hà Dương là con trai độc nhất của Hà Giang Hải, là xứng đáng với cái tên con nhà quan, cũng như nhau, cũng là con nhà giàu mới nổi, bởi ba nó có quyền, mẹ nó có tiền, bởi có quyền thế, cho nên nó từ nhỏ đã coi trời bằng vung chỗ khác biệt với việc Hạ Tưởng rất chú trọng đến việc giáo dục tố chất chính là, Hà Giang Hải hết sức cưng chiều con, chỉ thiếu mỗi lên trời hái sao cho nó. Hơn nữa vợ của Hà Giang Hải đối với Hà Dương lại càng ngoan ngoãn vâng lời, cái gọi lại con hư tại mẹ, ngàn đời không sai,
Hà Dương không phụ sự mong đợi của mọi người mà lớn dần trở thành một gã cặn bã, ngang ngược, ngông cuồng. Con nhà quan khác thì thích mò tiền và chơi với gái, sở thích lớn nhất của Hà Dương là chơi xe. Theo cách nói nước ngoài, chơi xe thể hiện nhà giàu, dựa theo mức độ giàu có, Hà Dương chơi xe cũng không vấn đề gì, tuy nhiên trình độ không đến nơi đến chốn, nâng cao tố chất không được, cũng chỉ có thể chơi xe. Hơn nữa ngoài chơi xe ra, với chỉ số IQ của nó, có thể làm đủ trò bịp bợm thật sự là không có gì hay để nói cả. Cũng may, Hà Dương tuy là thích chơi xe, thích kích động lên tới tốc độ nghẹt thở 200 km, nhưng còn không nảy sinh sự kiện ác tính như 70 mã lực, ngoại trừ đêm khuya, chạy như điên trên đường, ngoài ra đã hai lần gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, Hà Dương trong mắt Hà Giang Hải, coi như là một đứa trẻ ưu tú. Dĩ nhiên, nếu không tính những chuyện chơi xe của Hà Dương đều sẽ không là vấn đề. Sau này một sự kiện không lớn không nhỏ. Hà Dương chở một cô gái đua xe, cô gái rất phấn khích, đưa tay với ra ngoài cửa sổ la hét, mà kỹ thuật lái xe của Hà Dương quá mức cao siêu, khi đuổi theo một chiếc ô tô, tiếp cận quá gần, khi hai xe lao qua nhau, kết quả có thể tưởng, cô gái phấn khích điên cuồng la hét ấy đã trở thành một người tàn tật, khóc than kêu trời cả cánh tay bị hai xe cọ sát nhau mà gãy nát. Vui quá hóa buồn. Hà Giang Hải phải chi không ít tinh thần và tiền tài mới giải quyết êm xuôi được việc này, lúc Khâu Nhân Lễ vừa mới nhậm chức ở tỉnh Tề, y ít nhiều cũng biết một chút, Trung ương có điều bất mãn với những thế lực địa phương tỉnh Tề quá mức nát ninh tàn, y đã đau lòng quyết định, đem Hà Dương ra nước ngoài. Nếu chẳng may bị Khâu Nhân Lễ bắt được, cũng rất phiền toái. Hà Dương xuất ngoại đã hơn một năm, muốn về nước, bởi ở nước ngoài mất đi đặc quyền, không thể đua xe, không thể tùy tiện tán gái. Lại không ai theo đuổi, không được mở miệng, cảm giác thật sự khó chịu. Hà Giang Hải cũng chỉ đành mặc nó, nhưng không cho nó quay lại thành phố Lỗ, chỉ có thể nán lại ở Bắc Kinh. Sau này Khâu Nhân Lễ vô cùng ôn hòa, sự kiện cụt tay năm đó đã qua rất lâu, không có người nhắc lại, Hà Giang Hải liền ngầm đưa Hà Dương về lại thành phố Lỗ. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Hà Dương trưởng thành vài tuổi, nhưng sở thích đua xe vẫn không thay đổi. Vẫn thường xuyên sau lưng Hà Giang Hải làm mưa làm gió. Hà Giang Hải ở tỉnh Tề có đại biến, đối mặt với áp lực từ Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, làm sao còn lo nghĩ tới Hà Dương. Sơ sót trong việc quản giáo Hà Dương. Lại ứng với câu cán bộ lãnh đạo nghiêm khắc quản giáo con trai của mình, cần phải xem như nhiệm vụ chính trị, nếu không, việc xảy ra sẽ là việc lớn. Quả nhiên xảy ra chuyện lớn. Ai có thể nghĩ đến, Hà Dương thích thú nhất thời, gạt Hà Giang Hải. Muốn đích thân tham gia chỉnh lý sự kiện của nha nội. Ai có thể nghĩ đến, nha nội còn có vệ sĩ ẩn hình. Càng không ai nghĩ, không ngờ tai nạn xe lại nghiêm trọng như vậy, Hà Dương mất mạng ngay tại chỗ. Hà Giang Hải thậm chí không cần nghĩ liền biết, không thể kiềm lòng với lời thỉnh cầu của Hà Dương, chỉ dựa vào hiện trường tai nạn xảy ra vô cùng thê thảm, người điều khiển xe khẳng định là Hà Dương. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Một trong ba điều bất hạnh nhất đời người là chết con lúc trung niên, việc xảy ra bất ngờ như vậy giáng xuống đầu Hà Giang Hải, khi Hà Giang Hải biết bốn người trên xe, hai người tử vong tại chỗ, một trong hai người, là Hà Dương, thì y chỉ thiếu chút nữa hôn mê. Đau khổ tột cùng. Phải làm như thế nào? Sao lại thế chứ? Nhưng lại sao không như thế, sao không có khả năng? Người bơi giỏi chết do nước. Y năm đó mắng chửi Hà Dương đã từng nói, nếu Hà Dương không biết kiềm chế, một ngày nào đó sẽ chết bởi tai nạn xe cộ. Lúc ấy chỉ nói vậy, không ngờ lời nói trở thành sự thật. Hà Giang Hải trong lòng đau đớn, xé bỏ lớp ngụy trang, dự định liều lĩnh tìm nha nội, tính món nợ này với nha nội. Không ngờ y không cần chờ nha nội đến, bởi xe nha nội còn chưa tới tỉnh ủy, lại gặp tai nạn nữa rồi. Thật đúng là tia sáng chợt hiện lên, thúc đẩy tình hình. Dự đoán mọi người ra ngoài, bởi vì, sự việc luôn luôn có khi không khống chế được, mà hơn nữa khi không khống chế được, nếu lại gặp phải cảnh ngộ ngoài ý muốn, ai cũng nói rốt cuộc kết cục sẽ như thế nào. Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ còn đang khó hiểu tại sao Hà Giang Hải lại gào khóc như vậy, lại nghe tin tức nha nội lại gặp tai nạn lần nữa truyền đến, Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ đều chấn động tai vạ làm sao lại nhiều như vậy, suy cho cùng là người nào đã gây nên chuyện đó. Điều mà Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ lo lắng, nha nội thật sự đừng gặp bất trắc gì mới tốt. Tào Thù Lê sau khi đến Bắc Kinh, ngựa không dừng cương, thẳng đến trường học của Hạ Đông,
dọc đường đi trong lòng vô cùng lo lắng, Tình mẫu tử, cô có thể nào không vội? Tuy cô không như người mẹ quá cưng chiều con cái, cũng không thể chịu được đứa con chịu một chút uất ức, nhưng dù sao đứa nhỏ cũng không có bên mình, vẫn khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Trong cả đời người phụ nữ, có hai đứa con trai, con cái là đứa con thật, cần đến tình yêu của mẹ. Chồng là đứa con trai lớn, cũng cần yêu thương che chở. Tào Thù Lê ở Bắc Kinh, mời xa Hạ Tưởng, đã nghĩ Hạ Tưởng buổi trưa dám chắc lại muốn ăn tạm chút gì, chắc chắn sẽ không nghe lời cô mà ăn cơm. Phụ nữ cũng thật là, cứ mãi lo lắng không thôi. Tuy nhiên nói đi phải nói lại, một phụ nữ, nếu không giác ngộ xem chồng như con trai để dạy dỗ, thì sẽ không tổ chức lễ cưới còn không hiểu đàn ông. Ngẫm lại cũng phải, có đôi khi trước mặt người khác Hạ Tưởng oai phong 10 phần, ở trước mặt cô, cũng chỉ giống như một đứa con trai lớn. Lo lắng mà chạy đến trường, vừa lúc tan học, Tào Thù Lê còn chưa kịp đi vào trường, liền thấy Hạ Đông vui mừng hớn hở đi ra, tay trái cầm đồ ăn vặt, vừa ăn, vừa đút cho cô bé bên cạnh. Tay phải, còn nắm chặt tay trái cô bé. Cô bé cũng cười rất vui vẻ, đâu có chút vẻ nào giận dỗi Hạ Đông. Trong nháy mắt, Tào Thù Lê dở khóc dở cười, cô từ xa chạy tới, một lòng lo lắng, kết quả lại bị chế giễu, Hạ Đông đã sớm không có việc gì. Chẳng những cùng cháu gái tổng bí thư có quan hệ tốt, mà xem chừng, quan hệ lại thêm một bước, thật sự là cãi nhau ầm ĩ trở thành oan gia. Cô tự chuốc khổ cực. Chạy bước nhỏ, lo đến não lòng, kết quả là, người ta đã sớm vui mừng hớn hở, mà cô vẫn còn lo lắng muốn chết thương cảm cho tình mẫu tử trên thế gian. Trong lúc nhất thời, Tào Thù Lê thậm chí đã nghĩ đến việc quay trở về, dù sao ở thành phố Lỗ còn có một đứa con trai lớn cần cô quan tâm, nhưng vẫn không yên lòng. Chứng kiến đứa con trai nhỏ của mình mặt mũi càng ngày càng giống Hạ Tưởng, đối với cô bé thì rất tùy mị, trong lòng cũng không biết là có nên vui mừng, cũng đành chịu vậy. Thôi được rồi, đã đến thì cứ ở lại, cũng nên ở cùng con trai một lúc, về phần Hạ Tưởng, hắn dù sao cũng làm quan lớn, cho dù bị coi như là trẻ nhỏ, cũng là đứa con nít lớn, mặc hắn, tin rằng hắn có thể tự chăm sóc mình. Ánh mắt Tào Thù Lê chợt lóe lên, phát hiện cô Tề ở phía xa xa đang vẫy tay chào cô. Cô vội vã bước đến, cùng cô Tề nói chuyện một lúc. Đứa con lớn trong mắt Tào Thù Lê tức Hạ Tưởng, đoán chừng ngoài cô ra, sẽ không người nào hiểu được đứa con trai lớn ấy. Ai cũng đều cho rằng, Hạ Tưởng là một người lãnh đạo tài ba, bởi mỗi lần có việc hệ trọng xảy ra, Hạ Tưởng đều tỏ ra rất bình tĩnh mà xử lý mọi việc. Trụ sở lớn tỉnh ủy lúc này, đã rất hỗn loạn. Hỗn loạn không phải vì tiếng gào khóc của Hà Giang Hải làm cho hoảng loạn. Tuy tiếng khóc Hà Giang Hải vang trời, nhưng với những quan lớn tỉnh ủy mà nói, đều hiểu rõ, gặp phải chuyện lớn như vậy cũng đều trấn an, có lẽ chỉ ít bên ngoài cũng phải giữ được bình tĩnh, cho nên, Hà Giang Hải khóc lớn, mọi người đều rất kinh ngạc, nhưng không một người nào hoảng loạn. Đương nhiên, tiếng khóc Hà Giang Hải vẫn làm cho người ta có phần bối rối, vô cùng đau đớn, đau khổ tột cùng, cũng khiến không ít người mắt nhỏ trừng mắt to, không biết nguyên do, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại không tiện hoặc là không dám mở miệng. Phải nói, trụ sở tỉnh ủy lúc này, mặc dù đang ở trong tiếng khóc của Hà Giang Hải, bầu không khí vô cùng kỳ dị, đều không rõ chuyện gì đã xảy ra, ngay cả Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân cũng chẳng hay biết gì, rồi lại không tiện để hỏi rõ, nhưng tổng thể mà nói, trên cơ bản vẫn giữ được trật tự vốn có. Những lộn xộn ban đầu, hiện tại bị tiếng gào khóc long trời lở đất của Hà Giang Hải phá tan. Tiếng khóc của Hà Giang Hải, ngay từ đầu là khóc thét, sau đó thành khóc lóc kể lể, làm cho người ta nghe xong hơi đau lòng. Tuy nhiên nếu không phải thời tiết hôm nay không tồi, ánh mặt trời rất đẹp, tiếng khóc của Hà Giang Hải cũng thực dị lòng người, nếu trời đầy mây sắp mưa, tuyệt đối sẽ làm toàn thân sởn gai ốc. Nhưng bỗng một tiếng gào thét kinh thiên động địa, như sấm sét san bằng mặt đất, mang tiếng khóc Hà Giang Hải chôn xuống dưới, mọi người ở trụ sở tỉnh ủy, ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn mất phương hướng. Ngày hôm nay sao vậy? Suy nghĩ cẩn thận một hồi về tiếng gào thét vừa rồi, dường như là Chu Hồng Cơ đang mắng chửi người. Có người thính tai đã rút ra kết luận, đúng vậy, tiếng gào thét vừa rồi quả thực là tiếng hô to của Chu Hồng Cơ. Nhưng kỳ lạ là, tiếng gào thét của Chu Hồng Cơ không phải từ văn phòng làm việc của y truyền đến, mà là truyền từ văn phòng của Hạ Tưởng, vậy là sao? Chẳng lẽ Chu Hồng Cơ và Hạ Tưởng cãi nhau? Tỉnh ủy hôm nay đúng là có phim hay để xem. Hà Giang Hải khóc lớn, Chu Hồng Cơ quát to, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trầm trọng không thể cứu vãn thế.
sự tình, thật đúng là chuyện hệ trọng không thể cứu vãn được. Dùng một câu thành ngữ để miêu tả tâm tình Chu Hồng Cơ chính là biến đổi bất ngờ. Y vốn đến phòng làm việc của Hạ Tưởng để chất vấn, vừa thấy mặt Hạ Tưởng, y liền biết là bút tích của Hà Giang Hải ra sao, đều không phải là Hạ Tưởng gây nên. Chu Hồng Cơ nếu đã biết rõ bộ mặt thật, quay người đi về, thì nhận được tin tức nhà nội gặp tai nạn xe cộ, y sững sờ tại chỗ, không có phản ứng cho tới khi, tiếng khóc của Hà Giang Hải vang lên. Cũng không thể trách hiệu quả cách âm không tốt của văn phòng lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, chính là vì Hà Giang Hải không đóng cửa, Hạ Tưởng cũng không đóng cửa, âm thanh truyền ra ngoài liền lọt vào trong lỗ tai. Hà Giang Hải vừa khóc, Chu Hồng Cơ và Hạ Tưởng ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết kết cục đã xảy ra chuyện gì hệ trọng, khiến Hà Giang Hải không quan tâm đến hình tượng mà khóc lớn như vậy. Tuy nhiên ai cũng không tiện mở miệng nói, Chu Hồng Cơ khẽ gật đầu, ra hiệu một chút, xoay người đi về. Không ngờ mới đến hành lang, thì lại nhận được điện thoại, nhà nội lại bị tai nạn xe. Chu Hồng Cơ choáng váng, y còn chưa từng trong vòng một ngày gặp nhiều chuyện như vậy, quả thực sóng dập liên tục, khiến y đầu óc thực sự mơ hồ. Nhà nội mà thật sự xảy ra chuyện ở thành phố Lỗ, ông ấy và Tôn Tập Dân khó tránh được sai lầm này, tuy nói thật không đến mức sẽ xử ông ấy như thế nào, nhưng dù sao cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa nhà nội rõ ràng là thành tâm mà đến, làm sao lại không suông sẻ như thế này, rốt cuộc là ai ở sau lưng không ngừng không dứt e sợ sợ thiên hạ không hỗn loạn thế này. Chu Hồng Cơ không trở về văn phòng của mình, quay người lại đi về phòng làm việc của Hạ Tưởng, vừa mới đẩy cửa bước vào, thấy Hạ Tưởng vừa mới bỏ điện thoại xuống. Hạ Tưởng liền nói trước. Tình hình không tốt lắm, Tổng Giám Đốc Cao bị thương, đang khẩn cấp đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chu Hồng Cơ trong lòng kinh hãi. Tình hình cụ thể ra sao? Vừa rồi tôi nhận được tin tức cũng không tỉ mỉ lắm. Hạ Tưởng vẻ mặt thương tiếc. Đụng phải xe ủi đất. Còn bị xe ủi đè lên, may mà xe Tổng Giám Đốc Cao kiên cố, mới may mắn thoát nạn, tuy nhiên người đã hôn mê, đang đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bước đầu điều tra rõ, tài xế xe ủi nghi có dính líu đến việc vận chuyển buôn bán trái phép, hơn nữa sau khi gây chuyện lập tức bỏ trốn, không loại trừ khả năng do người nào đó cố ý gây nên. Chẳng lẽ là Hà Giang Hải? Lửa giận bốc cháy trong mắt Chu Hồng Cơ, quá đáng, thật quá đáng, nhà nội là ai? Hà Giang Hải không ngờ lại to gan, tìm đủ mọi cách đẩy nha nội vào chỗ chết. Cái gì có thể nhẫn nhịn chứ cái này thì không thể. Lần đầu tiên bị người từng bước ép sát, lại ra đòn độc khắp nơi, Chu Hồng Cơ thật sự mất đi lý trí mà bùng nổ rồi, không kìm nổi, điên cuồng hét lên một tiếng. Hà Giang Hải. May mà Ngô Thiên Thiếu nhanh tay nhanh mắt, trong nháy mắt Chu Hồng Cơ mới nói ra, lập tức đóng cửa lại, làm cho người bên ngoài chỉ nghe tiếng gào thét. Vẫn chưa nghe rõ hết tiếng hét của Chu Hồng Cơ, hô lên chính là tên Hà Giang Hải. Nếu thật sự truyền ra ngoài, sự việc sẽ bị chê cười. Nhưng hiện tại, kỳ thực sự việc đã lớn chuyện rồi. Lúc nhà nội được người khẩn cấp đưa vào bệnh viện, phía Bắc Kinh nhận được tin trước tiên. Sau đó, điện thoại đến tỉnh ủy, reo lên ở bàn làm việc của Khâu Nhân Lễ. Mà ngay lúc Khâu Nhân Lễ vừa mới nghe xong điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng. Đến nỗi còn không nghĩ đến việc làm sao bây giờ, bên ngoài đã thành một đám hỗn loạn rồi. Hơn 10 chiếc xe ủi đất sắp hàng ngang ở cổng trụ sở tỉnh ủy, còn dán cả biểu ngữ, viết thế này. Trừng phạt nghiêm khắc kẻ gây sự, trả nhân dân chăm họ một sự công bằng. Tầng lớp đặc quyền hống hách lộng hành, ra tay giết người. Nghiêm trị kẻ gây tai nạn xe bi thảm trên đường cao tốc, để minh oan cho người vô tội bị chết. Tài xế xe ủi đã mất tăm. Phía trước xe, rất đông dân chúng biết được chân tướng sự việc, có người giơ biểu ngữ, có người loa công suất lớn cầm trong tay hô to, còn có người e sợ thiên hạ không đủ loạn, ở trên nóc xe khóc lóc kể lể. Vừa nhìn là biết không phải người nhà, mà là đội ngũ chuyên nghiệp có tổ chức có kỷ luật. Nếu trong mắt Chu Hồng Cơ, cảnh tượng trước mắt rõ ràng kẻ ác tố cáo trước, nhưng Khâu Nhân Lễ lúc này vẫn không rõ lắm chân tướng sự việc, đột nhiên giận dữ, nhấc điện thoại lên gọi cho Hà Giang Hải. Yêu cầu Hà Giang Hải lập tức tổ chức cảnh lực bảo vệ trật tự. Sau đó, Khâu Nhân Lễ lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp, bàn bạc sách lược ứng đối. Lẽ ra cổng trụ sở tỉnh ủy, cũng không có khả năng bị người phá cổng chính, bình thường để phòng nhân viên khiếu tố, cổng luôn có lực lượng cảnh sát chìm và cảnh sát có vũ trang thay phiên trực. Hôm nay cũng không ngoại lệ, có công an chìm, cũng có cảnh sát có vũ trang, tuy nhiên lại bị người khác nhanh như chớp tổ chức vây đổ.
không chỉ bởi cảnh sát chìm và cảnh sát có vũ trang bất lực, mà nguyên nhân sâu xa mà người ngoài không biết. Bởi cảnh sát chìm cũng tốt, cảnh sát có vũ trang cũng tốt, đều quen biết người tổ chức dẫn đầu, là kẻ liều mạng nổi tiếng ở thành phố Lỗ, ai cũng dám đắc tội. Chủ yếu là tỉnh ủy tỉnh Tề không giống với tỉnh phần khác, không chỉ quan lớn tỉnh ủy chiếm đa số vốn là người ở tỉnh, mà cho tới bảo vệ và cảnh sát thường phục, cũng trên cơ bản đều là người trong tỉnh, thậm chí không ít người ở thành phố Lỗ, bởi vậy, đều thà bị cấp trên xử phạt, cũng không muốn ra tay ngăn cản vẫn là cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Trước cơn tức giận của Khâu Nhân Lễ, sự căm phẫn của Hạ Tưởng và sự nổi điên của Chu Hồng Cơ, Hà Giang Hải cũng vừa sợ vừa giận, bởi lẽ tai nạn xe lần thứ hai của nha nội cùng sự kiện có tổ chức vây đổ trụ sở tỉnh ủy, hoàn toàn không phải dưới sự chỉ bảo của y cũng không biết rõ tình tiết vụ việc. Xong rồi, sự kiện thật sự quá náo loạn. Hà Giang Hải dù ngạo mạn, dù có làm liều, cũng không dám tổ chức nhân viên vây đổ trụ sở tỉnh ủy, so với sự kiện chính trị việc ghi âm của Vương Chi Phu càng nghiêm trọng, y còn chưa đến mức phát rồ như vậy. Vốn diệu kế dày công sắp đặt, muốn thiên hạ yên ổn, sao tình hình hiện tại hoàn toàn không khống chế được, Hà Giang Hải ngồi tê liệt trên ghế, dưới sự đả kích của việc đứa con trai mới chết và sự kiện chính trị ngoài ý muốn đột phát, cuối cùng chống đỡ không nổi nữa. Đến nay diễn biến của sự tình đã thoát khỏi sự khống chế của mọi người. Cổ nhân có một câu, người tính không bằng trời tính, hiện tại con người không muốn kính sợ ông trời, cho nên đổi thành cản không nổi sự biến hóa của kế hoạch. Nói cách khác, đạo lý kỳ thật hoàn toàn giống nhau, chính là đồng ý hoặc không muốn thừa nhận một điểm là, rất nhiều thời điểm, nguyện vọng rất tốt đẹp, kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, nhưng thường thường khi trong quá trình thực thi cụ thể, luôn luôn có một mặt không đúng như ý con người. Không đúng ý người coi như tốt, xuất hiện việc không ngờ không thể khống chế, sẽ có khả năng xuất hiện hậu quả trái ngược. Chu Lang diệu kế an thiên hạ, bồi Liễu phu nhân hữu triết binh, xuất xứ từ truyện Tam Quốc diễn nghĩa, hồi thứ 55, Chu Lang diệu kế an thiên hạ, bồi Liễu phu nhân hữu triết binh. Chu Lang bày kế yên thiên hạ, vừa mất phu nhân lại tổn binh. Đây là thành ngữ ý nói muốn chiếm lợi thế, nhưng lại bị tổn thất gấp bội. Không phải trò cười, mà là không thể gánh vác trách nhiệm. Đến lúc Hà Giang Hải bị người ta ba chân bốn cẳng đưa tới bệnh viện, lực lượng cảnh sát của Cục Công an thành phố mới khoan thai đến chậm, bao vây lấy quần chúng hiểu được chân tướng của xe chở phế thải, chờ có thêm chỉ thị. Mà lúc này, nhà nội đầu đầy máu tươi chảy ròng được đưa vào bệnh viện, mà ngay tại lúc gã vừa mới đi vào phòng bệnh, quân chúng nhiệt huyết không rõ chân tướng vọt vào phòng bệnh, ngăn cản thầy thuốc và y tá, đánh đập tàn nhẫn nhà nội đang trong trạng thái hôn mê, rõ ràng là muốn lấy cái mạng nhỏ hung ác của nhà nội. Tổng cộng có mười mấy người tới, lực lượng an ninh bệnh viện có hạn, mắt thấy nhà nội sẽ chết dưới côn, đao đánh loạn, mà lúc này, cảnh sát hiển nhiên nhất thời không thể đuổi tới. Bảo vệ bên người nha nội chỉ có vài tên vệ sĩ, địch đông ta ít, khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Lúc này hết sức chỉ mảnh treo chuông, một gã thanh niên diện mạo lạnh lùng, vẻ mặt khí khái anh hùng đuổi tới, dẫn theo 4-5 người, tuy rằng ít người, nhưng mỗi người thân thủ rất cao, để chặn hơn 10 kẻ liều mạng tấn công. Vệ sĩ của nha nội vốn đã tuyệt vọng, thấy tình cảnh vậy, lại hừng hực khí thế, cùng cứu viện liên hợp kháng địch, rốt cục dù cảnh sát khoan thai đến chậm, vẫn đánh lui được toàn bộ đối phương. Vệ sĩ ngàn lần cảm ơn cứu viện, hỏi xem họ là ai, người cầm đầu đáp. Tôi là Tiêu Ngũ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.